Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 100. Theo giọng nói của Dương Diệp vừa dứt lời, một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp trào ra giống như vỡ đê, đám người Nhiếp Thiên xông về phía Dương Diệp trực tiếp bị khí thế này chấn động phải lui về phía sau gần trăm trượng. Đám người Nhiếp Thiên vô cùng khiếp sợ. Lúc này, ngũ quan của Dương Diệp vẫn vặn vẹo, rõ ràng hắn đang chịu đau đớn rất lớn. Ở trên người hắn tản ra ánh lửa. Cùng lúc đó, khí tức của hắn đang tăng vọt. Khí tức càng lúc càng mạnh. Hắn đang dùng bí pháp để nâng cao cảnh giới, phải ngăn cản hắn. Lại, một bên, Nhiếp Hồn hoảng hốt, Dương Diệp chẳng qua là bán đế, nhưng thực lực lại khủng khiếp như vậy. Nếu như hắn đạt được đế giả, Nhiếp Hồn không dám tưởng tượng nữa. Nhiếp Hồn không hề do dự mà giơ tay phải ra phía trước, sau đó chộp về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, một bàn tay khổng lồ trực tiếp hiện ra ở trong không gian trước mặt Dương Diệp, sau đó hung hăng chộp về phía Dương Diệp cùng Tử Nhi, muốn bóp nát hai người. Đám người Nhiếp Thiên cũng không nhàn rỗi, tất cả đều ra tay. Vừa nghĩ tới Dương Diệp đạt được đế giả, tất cả mọi người đều thấy da đầu tê dại. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Trong cơ thể Dương Diệp lại bạo phát ra một khí thế khủng khiếp, còn mạnh mẽ hơn trước vô số lần. Bàn tay năng lượng lớn của Nhiếp Hồn trực tiếp bị khí thế này đánh thành hư vô. Đế giả. Nhìn thấy Dương Diệp đạt được đế giả, đồng tử của Nhiếp Hồn đột nhiên co lại. Rút lui, lập tức rút lui. Lúc này, hắn đã không chú ý tới gì mặt mũi Nhiếp gia nữa. Hắn chỉ biết nếu bọn họ không rút lui thì có lẽ sẽ vĩnh viễn không rút lui được nữa. Vừa dứt lời, Nhiếp Hồn trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời. Phản ứng của đám người Nhiếp Thiên tương đối chậm, khi nhìn thấy Nhiếp Hồn lui lại, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Giờ phút này, bọn họ ý thức được chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Đế giả. Dương Diệp đạt tới đế giả. Nghĩ đến đây, da đầu bọn họ đều cảm thấy tê dại, sau đó xoay người bỏ chạy. Mà vào lúc này, Dương Diệp ở phía xa đột nhiên động. Tay phải của hắn cắm kiếm vào vỏ kiếm cổ, sau đó chợt rút kiếm và chém ra một phát. Ong. Tiếng kiếm ngân vang, tiếng kiếm ngân lần này không giống với trước kia, vào giây phút khi tiếng kiếm ngân vang vọng, không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp rạn nứt ra. Cùng lúc đó, một đường kiếm khí từ trong vỏ kiếm cổ của Dương Diệp bắn ra. 700 đường trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất. Kiếm khí bay ra, phía xa có một hư giả của Nhiếp gia còn chưa lấy lại tinh thần đã bị đường kiếm khí này xuyên qua. Cơ thể của tên hư giả này cứng đờ, sau đó cả người nổ mạnh trên không trung. Trực tiếp hóa thành hư vô. Mà đường kiếm khí kia vẫn chưa biến mất, tiếp tục bắn nhanh về phía trước. Nó đi qua nơi nào, không gian ở đó liền vỡ nát từng tấc. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, đám người Nhiếp Thiên bị dọa tới hồn phi phách tán, vội vàng tránh ra hai bên. Cuối cùng, trong mắt đám người Nhiếp Thiên nhìn thấy đường kiếm khí kia biến mất ở cuối chân trời, mà ở phía sau đường kiếm khí này là một khe nứt không gian rất dài động tới gần trăm trượng. Khe nứt không gian này kéo dài mãi cho đến cuối chân trời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Nhiếp Thiên đều trắng bệch. Mà lúc này, phía xa lại có một tiếng kiếm ngân vang vọng. Nghe được tiếng kiếm ngân này, cơ thể đám người Nhiếp Thiên lập tức run lên, bởi vì bọn họ biết lại có người sẽ chết. Bọn họ đã không có khả năng tránh được đường kiếm khí này nữa. Thật ra, nếu như ngay từ lúc đầu bọn họ không trốn mà liên thủ, chống đỡ kiếm khí của Dương Diệp thì cũng không phải quá khó khăn. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Diệp đạt được đế giả, bọn họ đã hoàn toàn rối loạn tâm thần, lúc này bọn họ không có nổi một ý nghĩ phản kháng, có chỉ là trốn, liều mạng trốn. Theo tiếng kiếm ngân vang vọng, toàn thân Nhiếp Thiên run lên. Nhưng hắn lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn còn sống. Hắn quay đầu nhìn lại, cơ thể Nguyên Lão ở cách hắn không xa đã trực tiếp cứng đờ. Nhiếp Thiên không để ý tới Nguyên Lão, lập tức hét lên với Nhiếp Thanh, kẻ duy nhất còn sống. Đi! Hắn vừa dứt lời, hai người nâng cao tốc độ đến mức cao nhất, trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài xa vạn dặm. Cho dù trốn nhanh như vậy, nhưng trong lòng hai người vẫn còn đầy khủng hoảng, rất sợ phía sau có tiếng kiếm ngân vang lên. Rất nhanh, hai người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì phía sau không truyền đến tiếng kiếm ngân. Tất nhiên không có tiếng kiếm ngân vang lên rồi. Bởi vì lúc này Dương Diệp đã sắp ngất đi. Ở đó, toàn thân Dương Diệp đều đang run rẩy, giống như bị sốt. Kiếm thần ấn trên trán hắn cũng không ngừng run rẩy theo, kiếm ý của hắn chợt mạnh chợt yếu, chợt sắc bén chợt vội vàng.
Không chỉ kiếm ý, khí tức của hắn cũng rất loạn. Hắn vốn đã bị kiếm ý cắn trả, cuối cùng còn mạnh mẽ thiêu đốt, làm cho mình đạt được đế giả. Lần này, có lẽ hắn bị cắn trả không thể chỉ là tinh thần cùng linh hồn, còn có cơ thể. Hai tầng cắn trả. Sở dĩ bây giờ hắn còn chưa hôn mê, hoàn toàn dựa vào ý chí. Tử Nhi đang ở trước mặt hắn, hắn có thể nào hôn mê được? Chính là dựa vào ý chí này nên hắn mới có thể chém liên tục hai đế giả trước khi bị cắn trả, đồng thời kiên trì đến bây giờ vẫn chưa hôn mê. Nhìn dáng vẻ của Dương Diệp, trái tim Tử Nhi như muốn rỉ máu, nàng ôm thật chặt Dương Diệp và run giọng nói. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp mang theo Dương Diệp hóa thành một tia sáng màu tím và lập tức biến mất. Yêu tộc. Trong yêu hậu điện, yêu hậu ngồi xếp bằng ở cửa đại điện đột nhiên mở mắt, khóe miệng nàng cong lên khẽ cười nhạt. 14 tên hư giả thì chết 11 người, ha ha. Xem ra thả Dương Diệp trở lại là một lựa chọn chính xác. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Đúng là giỏi nhịn, chết nhiều hư giả như vậy cũng không ra tay, thật thú vị. Dương Diệp này thật là đần, tự nhiên để cho ba người chạy thoát được. Mà Tiểu Lãnh ở bên cạnh yêu hậu lạnh lùng nói. Yêu hậu khẽ cười, nói. Hắn rất lợi hại. Nói đến đây, vẻ mặt nàng dần dần trở nên nghiêm trọng. Người này quả nhiên có tài năng hơn người, cho hắn thời gian 5 năm, sợ rằng cả đại lục này ẽ không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Lãnh của chúng ta. Mà Tiểu Lãnh nhẹ nhàng xoa con rắn nhỏ với màu sắc rực rỡ trên cánh tay mình, sau đó nói. Cho dù không thích hắn, nhưng hắn có thiên phú rất mạnh. Cho dù ở thế giới lớn cũng có thể được gọi là thiên tài. Đương nhiên, so với ta thì hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bởi vì huyết mạch của hắn là cấp thấp, thành tựu dù sao cũng có hạn, trừ khi hắn có thể đột phá rào cản huyết mạch của bản thân. Nếu không, hắn cuối cùng chỉ có thể tính thiên tài, không thể tính là yêu nghiệt. Nhưng muốn tự mình đột phá rào cản của huyết mạch, rất khó khăn, đặc biệt khó khăn. Cho dù là người được thế giới này của các ngươi gọi là kiếm thần cũng không làm được. Huyết mạch à? Yêu hậu nhíu mày. Mà Tiểu Lãnh khẽ nói. Sở dĩ rất nhiều thiên tài có thể thăng cấp đến đế giả, hư giả trong thời gian ngắn, ngoại trừ số mệnh cùng cố gắng của bản thân thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là huyết mạch như ta vậy. Cho nên ta còn nhỏ tuổi lại có thể đạt đến trình độ bây giờ, một phần nguyên nhân rất lớn chính là huyết mạch của ta. Yêu hậu im lặng vài hơi. Sau đó nói, vậy Dương Diệp có thể đạt được đế giả trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đồng thời thực lực kinh khủng như thế, có phải huyết mạch của hắn cũng rất cao cấp không? Mà Tiểu Lãnh khẽ nhíu mày và im lặng một lát mới nói. Ta không cảm giác được huyết mạch của hắn có gì đặc biệt. Có ba trường hợp, một là hắn không thức tỉnh, hai là bản thân hắn không có huyết mạch cường đại, ba là gì? Yêu hậu hỏi. Mà Tiểu Lãnh nói. Là huyết mạch của hắn cao cấp hơn ta, ta không cảm giác được, nhưng căn bản không thể như vậy được. Bởi vì ở vũ trụ này không có bất cứ người nào hoặc yêu nào có huyết mạch cao quý hơn ta. Cho dù là Thiên Long tộc, thậm chí huyết mạch cùng tộc cũng chỉ ngang với ta mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mà Tiểu Lãnh đầy tự tin cùng cao ngạo. Mà Tiểu Lãnh rất tự tin, cũng rất cao ngạo, nhưng nàng cũng không khiến cho người khác cảm thấy nàng đang giả vờ, hoặc khó chịu. Nàng khiến người ta cảm giác nàng nên tự tin như vậy, chắc hẳn phải kiêu ngạo như vậy. Yêu hậu liếc nhìn Mạt Tiểu Lãnh, rõ ràng Mạt Tiểu Lãnh không muốn nói ra thân phận của nàng với mình. Tuy nhiên yêu hậu là một người thông minh sẽ không hỏi. Bất cứ việc gì phải có mức độ, vượt qua mức độ này, thì bằng hữu rất có khả năng sẽ biến thành kẻ địch. Yêu hậu chậm rãi đứng dậy và đi tới bên cạnh Mạt Tiểu Lãnh, sau đó kéo tay Mạt Tiểu Lãnh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, giọng nói yêu hậu vang lên trong không trung nơi đây. Bảo thủ lĩnh 12 tộc tới gặp ta, sau 10 hơi thở, ta muốn gặp được bọn họ. Mặt khác, bảo tất cả yêu thú đạt được đế cấp chuẩn bị, chờ mệnh lệnh của ta. Nói xong, yêu hậu cúi đầu nhìn Mạt Tiểu Lãnh, cười nói. Thế giới này, nhân tộc là dư thừa. Kình Thiên Phong. Dương Diệp phản bội lại nhân tộc. Đây là câu nói đầu tiên của Nhiếp Hồn sau khi trở lại Kình Thiên Phong. Chẳng bao lâu, dưới sự tuyên truyền của Nhiếp gia, tin tức Dương Diệp phản bội nhân tộc và nương nhờ yêu tộc đã truyền khắp cả đại lục Minh Ngục. Về phần Dương Diệp rốt cuộc có phản bội nhân tộc hay không, không ai suy nghĩ tới.
Bởi vì tất cả mọi người đều nói như vậy. Giờ phút này, vô số người ở ấn vực bắt đầu chửi bới Dương Diệp, thậm chí còn có huyền giả tự phát tập hợp thành đội đi tìm Dương Diệp, muốn thay nhân tộc trừ hại. Tuy nhiên khi biết Dương Diệp giết hơn 10 tên hư giả của Nhiếp gia, những người muốn thay nhân tộc trừ hại lập tức biến mất không thấy nữa. Không thể ra tay, vậy chỉ có thể dùng tài hùng biện. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở ẩn vực đều đang phỉ nhổ Dương Diệp, ngay cả thiên sát các còn có kiếm minh cũng không thể may mắn tránh khỏi. Dương Diệp làm nhân vật chính trong sự kiện, lúc này đang sống không bằng chết. Tử Nhi dẫn theo Dương Diệp đi tới trong rừng rậm của một dãy núi, Dương Diệp nằm ở trên đá lớn, cơ thể không ngừng co quắp, mặt hắn không chỉ trắng bệch như tờ giấy, còn vặn vẹo thay đổi vị trí nghiêm trọng, thoạt nhìn rất dữ tợn và khủng khiếp. Nếu như hôn mê còn tốt, nhưng hắn lại hoàn toàn tỉnh táo. Đối với Dương Diệp, thời gian đau khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi có chút luống cuống chân tay, bởi vì nàng căn bản không biết nên giúp Dương Diệp thế nào, nếu như có thể, nàng bằng lòng thay Dương Diệp trị sự đau khổ này, nhưng không thể. Bất lực. Bây giờ nàng chỉ có thể nhìn Dương Diệp đau khổ. Lúc này, Dương Diệp mở mắt nhìn về phía Tử Nhi, nhìn trên gương mặt Tử Nhi đầy vệt nước mắt, trên gương mặt trắng bệch của hắn mỉm cười, nói. Chỉ đau một chút thôi, rất nhanh sẽ qua. Tử Nhi không nói gì, chỉ rơi nước mắt. Khóe miệng Dương Diệp hiện ra sự cay đắng, mạnh mẽ nâng cao kiếm ý, sau đó lại thiêu đốt kiếm ý nâng cao cảnh giới, lần này không chỉ kiếm ý sẽ giảm xuống, cảnh giới cũng có thể sẽ giảm xuống. Lần này, chơi lớn rồi. Làm thế nào đây? Hắn không muốn kiếm ý giảm xuống, cũng không muốn cảnh giới giảm xuống. Bất kể là kiếm ý rơi xuống, hay là cảnh giới rơi xuống đều là một đả kích nặng nề đối với Dương Diệp. Bởi vì điều này có nghĩa là thực lực của hắn sẽ giảm xuống trên diện rộng. Mà bây giờ, rất có khả năng kiếm ý cảnh giới của hắn đều sẽ rơi xuống. Một khi kiếm ý và cảnh giới đồng thời rơi xuống, tuyệt đối sẽ là một tai họa đối với Dương Diệp. Tuy nhiên, cho dù có trở lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn thiêu đốt, cảnh giới cùng kiếm ý rơi xuống dù xoa cũng tốt hơn so với phải chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại. Chờ đợi kiếm ý cảnh giới rơi xuống. Lúc này kiếm ý của hắn còn là cảnh giới niết bàn, cảnh giới cũng còn là đế giả. Nhưng hắn biết rất nhanh sẽ không phải như vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhíu mày, bởi vì vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn bỗng chuyển động. Dương Diệp yên lặng trong chớp mắt rồi vội vàng nói. Đưa tử tinh thạch cho ta. Giọng nói của Dương Diệp cũng đang run rẩy, bởi vì vòng xoáy nhỏ đang yêu cầu linh khí. Nói cách khác. Vòng xoáy nhỏ muốn giúp hắn sao? Nghĩ đến đây, hắn ban đầu vốn buông tha, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Tử Nhi ngẩn người, sau đó vội vàng lấy tử tinh thạch ra và đưa cho Dương Diệp, qua vài hơi thở, Dương Diệp lắc đầu, nói. Không được, quá chậm, nhanh, bảo Tiểu Bạch đi ra. Dương Diệp vừa dứt lời, Tử Nhi vội vàng vung tay phải lên. Tiểu Bạch lập tức xông ra khỏi lồng ngực của Dương Diệp. Lúc này Tiểu Bạch hiển nhiên còn đang ngủ. Hai con mắt vẫn đang nhắm chặt. Tử Nhi ôm cổ Tiểu Bạch và vỗ nhẹ vài cái vào mông của Tiểu Bạch, sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói. Cho hắn linh khí, nhanh, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Tiểu Bạch mở mắt và nhìn thấy thần sắc lo lắng của Tử Nhi, nàng chớp chớp mắt, sau đó theo tay của Tử Nhi nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy bộ dạng thê thảm của Dương Diệp, nàng lập tức giật mình, sau đó bỗng chốc nhào tới trước ngực của Dương Diệp. Đầu không ngừng cọ cọ vào trong ngực của Dương Diệp, dường như đang nói sao ngươi lại biến thành như vậy. Dương Diệp dở khóc dở cười, chỉ có thể nhìn về phía Tử Điêu. Tử Điêu vội vàng ôm lấy Tiểu Bạch, nói. Tạm thời đừng khóc, hắn cần linh khí, cho hắn linh khí, phải thật nhiều linh khí. Tiểu Bạch giơ móng nhỏ lên lau nước mắt linh khí trên khóe mắt của mình. Nàng không do dự, bay đến trước mặt Dương Diệp và dùng bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn hôn lên miệng của Dương Diệp. Tiếp theo, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp cùng Tử Nhi, từng linh khí hóa thành thực chất từ trong miệng của Tiểu Bạch điên cuồng lao tới trong miệng của Dương Diệp. Dương Diệp lập tức trợn tròn mắt, bởi vì bụng của hắn đang phồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn vội vàng nhìn về phía Tử Nhi cầu cứu, Tử Nhi lại vội vàng bế Tiểu Bạch lên. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt đầy vẻ không hiểu. Khụ. Dương Diệp ho khan một tiếng, lập tức có một linh khí bay ra khỏi miệng hắn.
hắn nhìn Tiểu Bạch và cười gượng nói. Quá, quá nhiều rồi, từ từ là được, tạm thời không cần nhiều như vậy. Vừa rồi linh khí bỗng chốc lao vào trong cơ thể hắn, khiến hắn suýt nữa bị chướng quá phát nổ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lộ ra một nụ cười rạng rỡ, sau đó nàng lại bay đến trước mặt Dương Diệp và hôn vào ngoài miệng của Dương Diệp, linh khí chậm rãi lao về phía Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Linh khí vào cơ thể, vòng xoáy nhỏ lập tức nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo những linh khí này đều bị vòng xoáy nhỏ hút sạch. Một tia tử khí từ bên trong vòng xoáy nhỏ chảy ra, và nhanh chóng được cơ thể Dương Diệp hấp thu. Sau khi cơ thể hấp thu được càng lúc càng nhiều hồng mông tử khí, hắn phát hiện cơ thể mình đang phát sinh biến hóa nào đó. Nhưng cảnh giới của hắn vẫn rơi xuống đến bán đế. Tuy nhiên, điều làm cho Dương Diệp vui mừng chính là khi cảnh giới rơi xuống đến bán đế thì dừng lại. Theo dự tính ban đầu của hắn, lần này hắn rất có khả năng sẽ rơi xuống đến thánh giả, bởi vì trước đây sử dụng thiêu đốt ý để nâng cao cảnh giới sau đó bị cắn trả, đều sẽ rơi xuống một cảnh giới, hoặc mấy cảnh giới. Nhưng bây giờ lại không rơi xuống. Không rơi xuống. Dương Diệp mừng như điên. Nếu như rơi xuống đến thánh giả, vậy cuộc sống của hắn thật sự lại tối tăm. Phải biết rằng hắn còn muốn quay về linh giới, còn phải đi tìm đế nữ. Nếu như biến thành thánh giả thì làm thế nào quay về linh giới, làm thế nào đi tìm đế nữ được? Điều này có chút xa, nói gần chính là hắn sợ rằng không có cách nào chống lại Nhiếp gia. Nhưng thật may là cảnh giới không giảm xuống. Mà vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Bởi vì kiếm ý quanh người hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Sắp rơi xuống đến cảnh giới hư vô sao? Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vòng xoáy nhỏ có thể giúp hắn ổn định cảnh giới, nhưng không có cách nào giúp hắn ổn định kiếm ý được. Kiếm thần ấn. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến kiếm thần ấn. Hắn vội vàng phát động kiếm thần ấn lập tức hiện ra. Điều làm cho Dương Diệp vui mừng chính là kiếm ý quanh người hắn bắt đầu trở nên ổn định và không có dấu hiệu giảm xuống nữa. Qua khoảng một giờ, Dương Diệp mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Kiếm ý ổn định rồi. Bất kể là kiếm ý và cảnh giới đều ổn định. Dương Diệp hít sâu một hơi, và nhìn về phía Tiểu Bạch trước mặt, hắn mỉm cười và ôm Tiểu Bạch hôn một cái. Lần này thật sự nhờ có Tiểu Bạch, bởi vì nếu như không có Tiểu Bạch cung cấp nhiều linh khí như vậy, cho dù vòng xoáy nhỏ đồng ý giúp, sợ rằng cũng không kịp. Bởi vì cảnh giới của hắn là dựa vào rất nhiều hồng mông tử khí mới ổn định được. Nếu như linh khí không đủ, cảnh giới nhất định sẽ rơi xuống. Khi đó, vòng xoáy nhỏ cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất. Tiểu Bạch ôm Dương Diệp, nhẹ nhàng cọ đầu vào gương mặt của Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp không có việc gì, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tử Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp và nắm thật chặt tay hắn. Trước đó nàng đã rất lo lắng, cũng may Dương Diệp không sao. Dương Diệp liếc nhìn Tử Nhi rồi liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Không sao. Hắn biết, bộ dạng của hắn trước đó đã dọa Tử Nhi cùng Tiểu Bạch khiến sợ. Đặc biệt Tử Nhi, đến bây giờ trên mặt nàng vẫn còn hiện rõ nước mắt. Sau khi vui đùa cùng Tử Nhi và Tiểu Bạch, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, được sự giúp đỡ của Tiểu Bạch nên rất nhanh đã khôi phục lại linh khí, đồng thời khôi phục trạng thái của mình lên đỉnh phong. Dương Diệp đứng lên và nhìn về phía Tử Nhi. Trên má phải của Tử Nhi vẫn còn có một thủ ấn màu đỏ, do Nhiếp Hồn trước đó lưu lại. Nhìn thấy vết thủ ấn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức trở nên thâm trầm. Trước đó hắn vốn định tiêu diệt Nhiếp Hồn, nhưng Nhiếp Hồn có thực lực mạnh nhất, hắn không có khả năng một kiếm giết chết Nhiếp Hồn trong nháy mắt. Mà một khi đấu lâu với Nhiếp Hồn thì nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, khi đó hắn cần nhất chính là thời gian. Cho nên, lúc đó hắn đã không lựa chọn tiêu diệt Nhiếp Hồn trước. Mà khi hắn thiêu đốt kiếm ý đạt được đế giả, có thực lực tiêu diệt Nhiếp Hồn, đối phương đã chạy còn nhanh hơn thỏ. Hắn muốn giết chết cũng không kịp. Tử Nhi kéo tay của Dương Diệp, khẽ lắc đầu, nói. Đã không sao rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn giơ tay ra nhẹ nhàng xoa gương mặt Tử Nhi, một lát sau, trong mắt hắn chợt lóe lên lệ khí, nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn kéo tay của Tử Nhi và lao về phía chân trời ngoài xa. Này, đây không phải là hướng quay về Đại Lục Minh Ngục, này, người muốn đi đâu vậy? Đi hái đầu kẻ đã đánh nàng xuống. Tử Nhi. Kình Thiên Phong. Trong một tòa cung điện ở Kình Thiên Phong,
Nhiếp Hồn ngồi ở chủ vị, phía dưới là người của ba tông sáu thành. Không đúng, bây giờ chỉ còn lại có ba tông ba thành. Bởi vì hư giả của Nguyên gia, Vân gia, Tần gia đều đã chết hết. Bầu không khí ở đó có chút nghiêm trọng. Dương Diệp chém giết chừng 10 tên hư giả của Nhiếp gia, đây cũng không phải là bí mật gì. Nói cách khác, bây giờ nguyên khí của Nhiếp gia tổn thương nặng nề. Mà bây giờ, nhân tộc lại có kẻ địch lớn là yêu tộc này. Nói chung, lần này nhân tộc thật sự khó có thể giữ được. Thật ra, người của ba tông ba thành vẫn có chút bất mãn với Nhiếp gia, bởi vì nếu như không phải Nhiếp Thiên liên kết với đám người Nguyên lão ra tay với Thiên Sát Các, Dương Diệp chắc chắn sẽ không phát điên. Có thể nói, cục diện biến thành như bây giờ, Nhiếp gia phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn. Tuy nhiên, lúc này bọn họ tất nhiên sẽ không lôi ra chuyện này ra nói. Bây giờ nguyên khí của Nhiếp gia đã tổn thương nặng nề, nếu như bọn họ gây khó dễ cho Nhiếp gia, nhân tộc này thật sự sẽ không có hy vọng gì nữa. Mà một khi đại quân yêu tộc phá Kình Thiên Phong, đừng nói của cải của bọn họ ở ẩn vực, cho dù đám người bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ chính là thời điểm bọn họ cần phải đoàn kết. Đúng lúc này, Nhiếp Thanh đột nhiên đi vào trong đại điện, vẻ mặt có chút khó coi. Sao vậy? Nhiếp Hồn nhìn về phía Nhiếp Thanh. Nhiếp Thanh trầm giọng nói. Yêu tộc có động tĩnh. Ta đã nói Dương Diệp này nương nhờ vào yêu tộc, quả nhiên là vậy. Nhiếp Hồn nắm chặt lại hai tay và nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, nói. Các vị, các ngươi cũng thấy đấy. Yêu tộc sớm không ra tay, muộn không ra tay, hết lần này tới lần khác lại muốn ra tay vào lúc này. Vì sao? Bởi vì Dương Diệp đã hoàn toàn phản bội lại nhân tộc, trước đó hắn ra tay với Nhiếp gia ta tuyệt đối là ý của yêu tộc. Đám người Lâm Thiên im lặng, thần sắc mọi người đều có chút khó coi. Dương Diệp thật sự nương nhờ yêu tộc, nếu như Dương Diệp thật sự nương nhờ yêu tộc, vậy sẽ là tai họa rất lớn đối với nhân tộc. Phải biết rằng, ngoại trừ thực lực bản thân của Dương Diệp ra, hắn còn nắm giữ Thiên Sát Các cùng Kiếm Minh, hai thế lực này lại thêm Dương Diệp thì không thể khinh thường được. Đặc biệt là Dương Diệp cùng Thiên Sát Các, nếu như bọn họ ẩn nấp ám sát, ai ở đây có thể ngăn cản được. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người càng thêm nặng nề. Lúc này, Nhiếp Hồn đột nhiên đứng lên, nói. Các vị, trừ thù ngoài thì phải yên trong trước, cho nên, ta quyết định chúng ta phải ra tay tiêu diệt Kiếm Minh. Tiêu diệt Dương Diệp trước, sau đó sẽ dùng toàn lực đối phó với yêu tộc, nếu không, khi chúng ta cùng yêu tộc khai chiến, đám người Dương Diệp lại đâm dao vào phía sau lưng. Các vị, các ngươi cũng không muốn bị một đám sát thủ âm thầm để ý chứ. Ta phản đối. Lúc này, Lâm Thiên đứng dậy, nói. Nhiếp Hồn huynh, yêu tộc lập tức sẽ ra tay với nhân tộc ta, nếu như bây giờ chúng ta đi tiêu diệt Kiếm Minh, tiêu diệt Dương Diệp, nhất định sẽ gặp phải công kích từ hai phía. Kể từ đó, cục diện càng thêm bất lợi cho chúng ta. Cho nên, điều chúng ta lập tức phải làm là phát động tất cả người của ẩn vực tới Kình Thiên Phong, liều chết trấn thủ Kình Thiên Phong để bảo vệ nhân tộc, mà không phải đi tìm Dương Diệp báo thù. Ta tán thành lời Lâm Huynh nói. Lúc này, Thủy Lão Quỷ của Thiên Lan Tông cũng đứng dậy, nói. Việc hàng đầu chúng ta nên làm bây giờ là trấn giữ được Kình Thiên Phong. Nhiếp Hồn liếc mắt nhìn hai người, sau đó lạnh lùng nói. Hai vị nói có lý, nhưng hai vị đã từng nghĩ tới chưa, nếu chẳng may chờ lúc chúng ta chiến đấu cùng yêu tộc, Dương Diệp dẫn theo đám sát thủ kia âm thầm đánh lén chúng ta nên làm như thế nào? Đừng nói hắn không làm như vậy, không ai có thể bảo đảm được. Lâm Thiên cùng Thủy Lão Quỷ im lặng. Lúc này, Nhiếp Hồn lại nói. Không bằng như vậy đi, chúng ta phái người đi vào bắt những người Kiếm Minh ở Đại Lục Minh Ngục, sau đó lấy những người này tới áp chế Dương Diệp. Khiến cho hắn. Nhiếp Hồn nói đến đây thì đột nhiên có biến hóa khác thường lại xuất hiện, một đường kiếm quang lặng lẽ hiện ra. Tất cả mọi người ở đó đều biến sắc, Nhiếp Hồn cảm thấy tóc gáy cũng dựng ngược. Chấm 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 chấm. Dương Diệp. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện ở trong đầu mọi người chính là Dương Diệp, Dương Diệp xông trở về. Vào giây phút nhìn thấy kiếm quang đó, Nhiếp Hồn thấy tóc gáy đều dựng ngược, bởi vì mục tiêu của đường kiếm quang này chính là hắn. Dương Diệp quay về giết hắn. Người điên này. Không chỉ Nhiếp Hồn không ngờ Dương Diệp sẽ trở về, tất cả mọi người ở đó đều không ngờ được Dương Diệp tự nhiên sẽ quay về Kình Thiên Phong, đây chính là đại bản doanh của Nhiếp gia đấy. Nhiếp Hồn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Vào giây phút kiếm quang xuất hiện,
trong cơ thể hắn chợt phát ra một khí thế khủng khiếp ngăn cản ở trước mặt mình. Cùng lúc đó, từng màn năng lượng huyền khí màu vàng giống như thực chất cũng bao trùm quanh người hắn, tầng tầng lớp lớp, có ít nhất hơn vạn tầng. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, lại lấy ra một tấm lá chắn che ở trước mặt. Suy! Khí thế do nhiếp hồn phát ra vừa tiếp xúc đến đạo kiếm quang kia thì lập tức tán loạn, huyết kiếm tiến quân thần tốc, đâm vào trên màn bảo hộ năng lượng kia. Màn bảo hộ khẽ run lên và lập tức tán loạn ra, kiếm chỉ vào trên tấm lá chắn trước mặt nhiếp hồn. Tấm lá chắn này cũng không phải là cấp hư giai, bởi vậy hoàn toàn không ngăn cản được trường kiếm, để nó trực tiếp xuyên qua tấm lá chắn này. Nhưng vào lúc này, nhiếp hồn lại lập tức biến mất. Mà trong giây phút nhiếp hồn biến mất, đạo kiếm quang kia cũng đã biến mất. Tiếp theo, không gian xung quanh khẽ run lên, một đường kiếm quang từ trong không trung lao ra, mà cách đạo kiếm quang kia một trượng chính là nhiếp hồn. Nhiếp hồn biến sắc khi nhận thấy được kiếm quang kéo tới. Nhưng lần này hắn đã có đề phòng, vào lúc hắn muốn ra tay thì đột nhiên nhíu mày, bởi vì đường kiếm quang này chỉ là một đường kiếm khí. Nói cách khác, Dương Diệp cũng không ở trước mặt, dường như nghĩ đến điều gì, con người của hắn đột nhiên co lại và chợt quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói. Cẩn thận! Phía xa, Nhiếp Thiên hơi ngẩn người ra. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Khi hắn vừa muốn rời đi, không gian xung quanh hắn đột nhiên co lại. Cùng lúc đó, một kiếm ý khủng khiếp đã ép xuống người hắn, làm cho hành động của hắn thoáng dừng lại. Chỉ một thoáng này, một đường kiếm quang trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày của hắn. Nhiếp Thiên trợn tròn hai mắt. Suy! Một vòi máu bắn ra khỏi vị trí giữa chân mày của Nhiếp Thiên, thi thể hắn lập tức biến mất cùng Dương Diệp. Chạy đi đâu? Nhiếp hồn giận dữ thò tay về phía xa tìm kiếm, sau đó chộp một cái. Không gian phía xa lập tức vặn vẹo. Nhưng chỉ một thoáng không gian kia đã khôi phục lại bình thường. Phía xa, nhiếp hồn ngẩn người một lát, vẻ mặt lập tức rất khó coi. Bởi vì lúc này Dương Diệp đã không còn ở đó nữa. Sỉ nhục. Nhiếp hồn nắm chặt hai tay, sát ý trong mắt giống như thực chất. Trước đó Dương Diệp đã giết 11 tên hư giả của nhiếp gia khiến bọn họ không còn mặt mũi gì nữa. Mà bây giờ, Dương Diệp trực tiếp chạy tới nhiếp gia. Đồng thời giết chết một hư giả của nhiếp gia sau nghênh ngang rời đi. Quá nhục nhã. Đây tuyệt đối là nhục nhã cực lớn đối với nhiếp gia. Người của ba tông ba thành đều im lặng. Mọi người đã nhìn thấy thực lực của Dương Diệp, trực tiếp giao đấu còn tốt, nhưng nếu hắn chơi ám sát, ai có thể ngăn cản nổi hắn chứ? Ở đó ngoại trừ lão quái vật nhiếp hồn này, không người có thể ngăn cản được một kiếm của Dương Diệp. Lấy tốc độ của Dương Diệp, cho dù là lão quái vật như nhiếp hồn cũng không đuổi kịp. Trước có yêu tộc, sau có Dương Diệp. Thần sắc mọi người đều vô cùng nặng nề, đặc biệt là người nhiếp gia. Rõ ràng Dương Diệp tới đây là nhằm vào bọn họ. Nói cách khác, không chừng lúc nào đó Dương Diệp sẽ xuất hiện và đột nhiên cho bọn họ một kiếm. Nghĩ đến đây, vẻ mặt rất nhiều người của nhiếp gia, bao gồm cả nhiếp thanh cũng trở nên trắng bệch. Đúng lúc này, một huyền giả nhiếp gia đột nhiên xông vào trong đại điện. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt đầy khủng hoảng, dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ vậy. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp hồn trầm giọng nói. Tên huyền giả kia nuốt nước bọt, nói. Chết, chết rất nhiều người, đúng là có rất nhiều người tự nhiên bị cắt đầu. Nhiếp hồn biến sắc, cơ thể thoáng di chuyển và dẫn theo mọi người ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện có rất nhiều thi thể, tất cả đều là đế giả của nhiếp gia, những người này đều bị mất đầu. Chỗ cổ bị cắt trơn nhẵn trong như gương, đây là vết thương do kiếm tạo thành. Dương Diệp, nhiếp hồn nắm chặt hai tay, vẻ mặt dữ tợn, hắn không cần nghĩ cũng biết là do Dương Diệp làm. Nhưng vẫn chưa kết thúc, tất cả kình thiên phong không ngừng xuất hiện thi thể, tất cả đều bị một đòn lấy mạng, thậm chí không thể kêu nổi một tiếng. Trong không đến một khắc, nhiếp gia đã xuất hiện gần 300 thi thể không đầu, những thi thể này đều là đế giả. Lúc này Dương Diệp lại giống như một tử thần, không ngừng lấy đi tính mạng cường giả của nhiếp gia. Nhiếp hồn tung người nhảy lên và xuất hiện ở phía chân trời, hắn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó gằn giọng nói. Dương Diệp, ngươi thích giết đúng không? Được, ta cho ngươi giết. Lão Phu lập tức qua đại lục minh ngục, giết sạch tất cả đám người kiếm minh của ngươi. Vừa dứt lời, cơ thể hắn thoáng di chuyển và lao về phía chân trời ngoài xa. Hắn biết rõ. Nếu muốn Dương Diệp đi ra thì chỉ có một biện pháp, đó chính là đi đối phó với kiếm minh, chỉ cần Dương Diệp quan tâm tới kiếm minh chắc chắn sẽ ngừng tay,
sau đó đi ra quyết chiến với hắn. Đúng lúc này, đường kiếm quang đột nhiên lướt qua phía chân trời, lập tức đi tới trước mặt Nhiếp Hồn. Khóe miệng Nhiếp Hồn cong lên đầy hung ác, hắn đã đoán được tài lâu. Bởi vậy, vào giây phút kiếm quang xuất hiện, hắn đã giơ một ngón tay và rạch, một vòng tròn ánh sáng màu trắng lập tức xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Ầm, kiếm quang cùng vòng ánh sáng màu trắng vừa mới tiếp xúc, lại chợt phát ra một sóng khí khủng khiếp, sóng khí nhanh chóng khuếch tán về bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt, tất cả phía chân trời đều bị sóng khí chìm ngập. Không gian bắt đầu chấn động kịch liệt với cảnh tượng vô cùng kinh người. Ong! Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở phía chân trời. Trong mắt của mọi người, một đường kiếm khí đột nhiên nhanh chóng hiện ra, sau đó bắn nhanh về phía Nhiếp Hồn. Kiếm khí đi qua nơi nào, không chỉ phá vỡ những sóng khí này, ngay cả không gian cũng bị đường kiếm khí này dễ dàng xé mở. Phía xa, vẻ mặt Nhiếp Hồn thâm trầm, trên tay phải có ánh sáng trắng chấp hiện. Nếu như Dương Diệp tăng kiếm ý lên tới tầng thứ cao hơn, hoặc tăng lên tới đế giả, có lẽ hắn sẽ sợ hãi vài phần, nhưng bây giờ chiến lực của Dương Diệp nhiều lắm chỉ mạnh hơn cường giả cảnh giới hư giả mà thôi, còn lâu mới uy hiếp được tới hắn. Khi kiếm khí chỉ cách mặt Nhiếp Hồn mười mấy trượng, Nhiếp Hồn lật lòng bàn tay và vỗ mạnh về phía trước, một ánh sáng trắng hiện lên với nửa vòng tròn bắn nhanh ra khỏi lòng bàn tay hắn. Không trung, kiếm khí cùng ánh sáng trắng va chạm vào nhau. Ầm, hai bên vừa mới tiếp xúc đã chợt nổ ra, mà lúc này, lại một đường kiếm khí đột nhiên xé rách phía chân trời, bắn nhanh về phía Nhiếp Hồn. Lần này, tốc độ của đường kiếm khí rất nhanh, ít nhất phải nhanh mấy lần so với đường kiếp khí trước đó. Vào giây phút kiếm khí xuất hiện, đồng tử của Nhiếp Hồn hơi co lại, tay phải theo bản năng đánh về phía trước. Quyền ra, một luồng ánh sáng trắng lập tức bạo phát ra. Ầm, kiếm khí ầm ầm tiêu tan. Nhưng một thanh kiếm lại xuất hiện ở trong tầm mắt của Nhiếp Hồn, khi kiếm cùng ánh sáng trắng kia va chạm vào nhau, ánh sáng trắng lập tức bị cắt ra, sau đó kiếm tiến quân thần tốc, đi thẳng tới trước mặt Nhiếp Hồn. Mà ở phía sau thanh kiếm chính là Dương Diệp. Kiếm vừa tới, kiếm quang mạnh mẽ đã ép cho Nhiếp Hồn liên tục lùi lại chừng 10 bước, mà lúc này kiếm đã đi tới cách chân mày của hắn chưa tới 10 cm. Nhiếp Hồn nheo mắt lại, hai tay hóa thành trưởng và trực tiếp kẹp lấy kiếm của Dương Diệp. Hắn quay đầu lại nhìn người của ba tông ba thành phía dưới, tức giận nói. Các người còn nhìn cái gì? Nhanh ra tay giết hắn đi. Hắn coi như đã nhìn ra, lấy thực lực của một mình hắn thì căn bản không có cách nào giết chết Dương Diệp, bởi vì pháp tắc thời gian của hắn căn bản không có tác dụng trước Dương Diệp. Phía dưới, người của ba tông ba thành ngơ ngác nhìn nhau, ra tay giết Dương Diệp sao? Bây giờ Dương Diệp rõ ràng chỉ nhằm vào Nhiếp gia. Nếu như bọn họ ra tay thì đồng nghĩa với tuyên chiến cùng Dương Diệp, lấy tính cách của Dương Diệp, khi đó nhất định sẽ trả thù điên cuồng. Nhưng nếu như bọn họ không ra tay, cứ để hắn giết, không cần yêu tộc đánh tới, cường giả nhân tộc đã chết gần hết. Mọi người nhất thời có chút do dự. Người của ba tông ba thành do dự, nhưng người Nhiếp gia không dám do dự. Lúc này Nhiếp Thanh hư giả duy nhất ở đó đã bắn mạnh về phía Dương Diệp. Trong không trung, Dương Diệp quay đầu liếc nhìn Nhiếp Thanh. Trong phút chốc, cánh phía sau lưng hắn chợt đập mạnh. Ngay lập tức, Dương Diệp và kiếm lập tức biến mất. Cẩn thận! Phía xa, Nhiếp Hồn thất thanh hét lớn. Nhiếp Hồn vừa dứt lời, vẻ mặt Nhiếp Thanh lập tức biến đổi, nàng vừa định lùi lại thì một kiếm ý đột nhiên ép lên trên người nàng. Cùng lúc đó, không gian chung quanh nàng đột nhiên đông cứng lại, hình thành một trọng lực mạnh mẽ đè nặng xuống người nàng. Kiếm ý cộng thêm không gian trọng lực ép lên trên người nàng, trực tiếp làm cho nàng không thể động đậy. Mà lúc này, một đường kiếm quang trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của nàng. Nhiếp Thanh trợn tròn hai mắt, trong chớp mắt, khóe miệng nàng lộ ra một sự buồn bã. Trước đây, không nên dẫn người tới. Vừa dứt lời, suy, một vòi máu từ giữa chân mày của Nhiếp Thanh bắn ra, trong mắt Nhiếp Thanh đã không còn màu sắc nữa. Phía sau Nhiếp Thanh, tay phải của Dương Diệp vung lên, trực tiếp thu thi thể của Nhiếp Thanh vào. Dương Diệp. Phía xa, vành mắt của Nhiếp Hồn muốn nứt ra, hắn muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, bên ngoài núi Kình Thiên Phong đột nhiên truyền đến từng tiếng yêu thú gào hét giận dữ, ngay sau đó mặt đất run rẩy. Cùng lúc đó, cuối chân trời xuất hiện một đám mây đen lớn, di chuyển rất nhanh và ép về phía Kình Thiên Phong. Yêu tộc tấn công. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó biến sắc.
Lúc này, Lâm Thiên đứng dậy và ôm quyền nói với Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của nhân tộc, vẫn mong ngươi tạm thời bỏ xuống ân oán cá nhân, cùng chúng ta đối mặt với yêu tộc. Bây giờ nguyên khí của Nhiếp gia tổn thương nặng nề, ba tông sáu thành lại bị Dương Diệp tiêu diệt ba thành, nếu như Dương Diệp còn không muốn đối đầu với yêu tộc thì nhân tộc này sẽ thật sự kết thúc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe miệng lập tức cong lên và cười lạnh. Đối đầu với yêu tộc, ta ăn quá nhiều sao? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức trở nên rất khó coi. Đối đầu với yêu tộc sao? Nếu như không có Nhiếp gia, Dương Diệp có lẽ sẽ giúp bọn họ đối đầu với yêu tộc. Dù sao yêu tộc xuôi về phía nam, đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Nhưng chuyện này rõ ràng chính là Nhiếp gia cố ý gây ra, mục đích của Nhiếp gia chính là muốn lợi dụng đám người bọn họ đi kìm chế yêu tộc. Mà khi đám người bọn họ liều mạng kìm chế yêu tộc, Nhiếp gia lại từ bên trong tranh giành lợi ích, hắn tất nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Nói trắng ra, Nhiếp gia chỉ muốn dùng đại nghĩa nhân tộc tới đạo đức để lừa tất cả mọi người. Người ba tông ba thành phải ở lại chống yêu tộc, ngoại trừ vĩ đại nghĩa nhân tộc ra còn có một nguyên nhân chính là căn bản của bọn họ đều ở ấn vực, một khi dơ dãy núi Kình Thiên bị phá, tất cả mọi thứ của bọn họ ở ấn vực sẽ biến mất. Cho nên, bọn họ biết rõ chuyện này có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn phải ở lại chỗ này cùng Nhiếp gia chống lại yêu tộc. Dương Diệp, hắn ở ấn vực chỉ có Thiên Sát Các, người Thiên Sát Các đều đã rút ra khỏi ấn vực. Có thể nói, bây giờ ở ấn vực, hắn đã không bất kỳ lo lắng nào. Còn nữa, vì sao yêu tộc phải đánh nhân tộc? Còn không phải bởi vì Nhiếp gia có mưu đồ gây rối, muốn cướp đoạt bảo vật của người ta. Vì nhận được bảo vật của yêu tộc, Nhiếp gia không tiếc phát động chiến tranh, sau đó dẫn theo tất cả huyền giả nhân loại. Bởi vậy, Dương Diệp sao có thể đi hỗ trợ Nhiếp gia đối đầu yêu tộc được? Dương Diệp không để ý tới tất cả mọi người ở đó, hắn lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Hồn phía xa. Lúc này, đối phương cũng đang nhìn hắn, ở trong mắt đối phương có sát ý thoáng hiện giống như thực chất. Dương Diệp không ra tay, mà thân hình thoáng động rồi lập tức biến mất. Nếu trực tiếp giao đấu thì hắn căn bản không có cách nào giết chết được đối phương. Trừ khi là dùng kiếm ý nâng cao cảnh giới, hoặc sử dụng kiếm thần ấn nâng cao kiếm ý. Nhưng hắn không dám làm vậy ở nơi này nữa. Trước đó may mắn nên kiếm ý và cảnh giới không rơi xuống. Nếu làm một lần nữa, khả năng sẽ không may mắn như vậy đâu. Nhìn thấy Dương Diệp ẩn nấp, vẻ mặt Nhiếp Hồn càng thêm khó coi. Nếu như Dương Diệp không có kiếm vực, hắn muốn giết Dương Diệp thì thật sự không cần tốn quá nhiều sức lực. Cho dù Dương Diệp nâng cao kiếm ý hoặc cảnh giới cũng vậy. Nhưng Dương Diệp có kiếm vực trực tiếp áp chế pháp tắc thời gian của hắn. Không có pháp tắc thời gian, hắn cũng chỉ mạnh hơn hư giả bình thường một chút mà thôi. Nói đơn giản một chút, bây giờ hắn không có cách nào bắt Dương Diệp được. Vừa nghĩ tới Nhiếp gia tổn thất hơn 10 tên hư giả, mấy trăm đế giả, Nhiếp Hồn lại thấy trái tim như đang rỉ máu. Những người đó đều là do Nhiếp gia bồi dưỡng không biết bao nhiêu năm mới có được. Mà bây giờ, chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, tất cả đều không còn. Sở dĩ mọi chuyện biến thành như vậy đều do một quyết định của Nhiếp Thiên. Giữa Nhiếp gia cùng Dương Diệp tuyệt đối không mâu thuẫn gì không thể hòa giải, Nhiếp Thiên lại nóng đầu lên, muốn chơi sách lược cân đối gì, giúp đỡ Nguyên gia giết chết người Thiên Sát Các. Lúc này thì hay rồi, người không có giết được, trái lại hại chết nhiều người của Nhiếp gia như vậy, ngay cả Nhiếp Thiên cũng ngã xuống. Được một mất 10. Thật sự là được một mất 10. Đúng lúc này, tất cả Kình Thiên Phong bắt đầu chấn động mãnh liệt, tất cả mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc mà vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám voi với hình thể giống như núi lớn đang chạy từ phía xa về phía Kình Thiên Phong bên này. Những con voi này thật sự quá lớn, chỉ riêng độ cao đã gần trăm trượng, hoàn toàn chính là một ngọn núi lớn. Ở trên thân con voi này đều khoác giáp màu đen bằng vảy dày, đặc biệt vị trí đầu còn có một cái gai nhọn, dài sắp tới 10 trượng đầy sắc bén. Số lượng đám voi khổng lồ này không phải quá nhiều, chỉ khoảng 200 con. Cho dù số lượng có hơi ít, nhưng vẻ mặt của đám người Kình Thiên Phong lại biến hóa kịch liệt. Bởi vì bọn họ đã có thể tưởng tượng được nếu để cho những tất cả bọn chúng tiếp cận Kình Thiên Phong, không cần phải nói, Kình Thiên Phong căn bản không chịu nổi sự công kích của bọn chúng. Mà ở phía sau đám voi khổng lồ này còn có một đám yêu thú với dáng vẻ cao lớn, chúng có hình của con trâu, nhưng chỉ có hai cái chân và đứng thẳng. Thân hình cao tới gần 3 trượng,
ở trong tay bọn chúng đều cầm một tiêu thương màu đen, số lượng vừa vặn 3.000 con. Bọn chúng theo sát phía sau đàn voi khổng lồ, trên người chúng mặc giáp màu đen, bước chân chỉnh tề, khí thế rất mãnh liệt. Ở bên trái đám yêu thú này là một đám yêu thú hình dạng giống như kiếm sĩ hổ, những thân yêu thú mặc giáp màu đen với số lượng chỉ có 1.000. Bọn chúng theo sát đàn voi khổng lồ dẫn đầu, bước chân cũng chỉnh tề, hoàn toàn không mất trật tự. Mà ở bên phải đám yêu thú này là một đám hùng sư toàn thân bốc lên ngọn lửa, cho dù những con hùng sư này chỉ có 500, nhưng hình thể to lớn, hơn nữa khí thế hùng hậu, là một đội yêu thú mạnh nhất sau đám voi khổng lồ kia. Trên mặt đất, ngoại trừ ba đội yêu thú này thì còn có một đội yêu thú đặc biệt dễ làm cho người khác chú ý, đó chính là đám chăn lớn ở ngoài cùng bên trái, những con chăn lớn có thân màu đen, quả thực có thể to bằng đám voi khổng lồ. Đội ngũ bọn chúng rất chỉnh tề, đi theo bước chân của đám voi khổng lồ bò về phía Kình Thiên Sơn. Cho dù số lượng chỉ có không đến 100, nhưng lại khiến người ta cảm giác áp lực nặng nề, đặc biệt chỉ nhìn hình thể này cũng khiến người ta kinh sợ. Ngoại trừ trên mặt đất, ở trên bầu trời là một đám đại bàng với màu xanh lam đậm. Mỗi con đều cực kỳ khổng lồ, đặc biệt là lúc chúng giang cánh ra bay trên bầu trời, nơi đó lập tức tối sầm xuống, giống như đêm tối đã tới. Ở trên lưng những con đại bàng này là những con sói lớn màu đỏ. Những con xích lang nhe răng nanh, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ như muốn cắn người khác. Ở phía xa trong không trung có một con vân điêu màu vàng. Vân điêu dài rộng gần mấy trăm trượng, là một con lớn nhất trong tất cả yêu thú ở đó. Con vân điêu này là hư giai. Ở trên lưng vân điêu có hai người đang đứng, chính là Yêu Hậu và Mạt Tiểu Lãnh. Nhìn thấy trận thế của yêu tộc như vậy, sắc mặt mọi người trên Kình Thiên Phong rất khó coi. Ban đầu bọn họ cho rằng thực lực của yêu tộc cũng chỉ mạnh hơn bọn họ một chút mà thôi, nhưng hiện tại xem ra người ta đâu chỉ mạnh hơn bọn họ một chút chứ. Là mạnh hơn rất nhiều đấy. Bình tĩnh. Lúc này, Nhiếp Hồn đột nhiên nhìn lướt qua mọi người, nói. Cho dù yêu tộc có trận thế lớn, nhưng chúng ta có Kình Thiên Phong là nơi hiểm yếu, bọn họ không làm gì được chúng ta đâu. Bảo tất cả mọi người chuẩn bị. Chờ đợi mệnh lệnh của ta. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Lúc này, dĩ nhiên bọn họ không thể xuất hiện nội loạn gì được. Nhiếp Hồn vung tay phải lên, trên vách núi Kình Thiên Phong lập tức xuất hiện gần vạn nòng pháo màu đen. Tấn công! Nhiếp Hồn chợt hạ tay phải xuống, vạn pháo lập tức bắn ra. Gần vạn chùm tia sáng bắn ra nhanh như điện chớp về phía đại quân của những yêu thú đối diện. Phía xa, Yêu Hậu trên vân điêu hơi nâng tay phải lên và nhẹ nhàng hạ xuống. Ngự. Nàng vừa dứt lời. Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, mặt đất trước mặt đám voi khổng lồ đột nhiên nứt ra, trên trăm con rùa đen lao ra khỏi mặt đất và bắn ra vòi rồng cát, sau đó đưa lưng về phía Kình Thiên Phong, hợp thành một tấm lá chắn mai rùa siêu cấp dài rộng gần vạn trượng. Ầm 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 ầm. Gần vạn chùm tia sáng đánh vào tấm lá chắn mai rùa kia. Lập tức vang lên từng tiếng nổ lớn giống như sấm. Tấm lá chắn mai rùa kia bắt đầu chấn động, nhưng tấm lá chắn mai rùa nhanh chóng xuất hiện từng ánh sáng lấp lánh, tấm lá chắn mai rùa lập tức ổn định lại. Chẳng bao lâu, tất cả chùm tia sáng đều biến mất, mà tấm lá chắn mai rùa lại hoàn toàn không bị hư hỏng. Phía dưới, những yêu thú cũng không hề dừng bước, tiếp tục đi về phía Kình Thiên Phong, tấm lá chắn mai rùa kia cũng bắt đầu chậm rãi tới gần về phía Kình Thiên Phong. Chỉnh tề, đặc biệt chỉnh tề, không có chút mất trật tự nào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người trên Kình Thiên Phong lập tức khó coi. Ban đầu, bọn họ cho rằng yêu thú của yêu tộc chỉ biết xông loạn đụng loạn. Nhưng hiện giờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, bọn họ biết mình đã sai rồi. Yêu tộc còn có kỷ luật hơn cả đại quân của nhân loại. Đại quân yêu tộc tuyệt đối không lập tức xông lên, mà chậm rãi tới gần về phía Kình Thiên Phong. Nhưng chính vì vậy mới càng làm cho mỗi người trên Kình Thiên Phong cảm giác áp lực nặng nề. Theo đại quân yêu tộc càng lúc càng tới gần Kình Thiên Phong, mọi người trên Kình Thiên Phong càng lo lắng. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Hồn, chờ đợi Nhiếp Hồn phát ra mệnh lệnh. Nhiếp Hồn nhìn chằm chằm vào Yêu Hậu phía xa, qua một lát, hắn vung tay phải lên và nói. Mở ra trận pháp. Hắn vừa dứt lời. Tất cả Kình Thiên Phong chấn động mạnh. Tiếp theo. Kình Thiên Phong đột nhiên phát ra một ánh sáng chói mắt. Khi ánh sáng này tiêu tan, ở trên vách núi Kình Thiên Phong xuất hiện một màn hào quang năng lượng màu bạc. Màn hào quang này chấn động mạnh,
sau đó chợt bạo phát ra từng chùm tia sáng màu bạc bắn nhanh về phía đối diện. Chỉ trong chớp mắt, tất cả không trung đều bị chùm tia sáng màu bạc phủ kín, cảnh tượng rất kinh người. Mà vào lúc này, tấm lá chắn mai rùa đột nhiên bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, hoàn toàn biến thành một vòng xoáy. Những chùm tia sáng màu bạc phía chân trời đều bị vòng xoáy này hút vào, không bao lâu, tất cả chùm tia sáng màu bạc phía chân trời đều biến mất, mà tấm lá chắn mai rùa rất lớn kia cũng ngừng lại. Ở trên tấm lá chắn mai rùa có một tầng gợn sóng ánh sáng màu bạc lấp lánh, tuy nhiên chúng đang dần dần tiêu tan. Sắc mặt mọi người trên Kình Thiên Phong càng thêm khó coi. Yêu tộc rõ ràng chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trận pháp bị kìm chế, chẳng lẽ mọi người phải xuống cùng yêu tộc vật lộn chém giết sao? Thực lực cá nhân của nhân tộc lại thua kém yêu tộc, hơn nữa trước đó Nhiếp gia nội đấu cùng Dương Diệp khiến thực lực chỉnh thể của nhân tộc bây giờ đã kém hơn trước rất nhiều. Nếu bọn họ xuống trực tiếp chém giết cùng yêu tộc thì tuyệt đối là tự tìm cái chết. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Nhiếp Hồn. Kình Thiên Phong là địa bàn của Nhiếp gia, Nhiếp gia ở nơi này lâu như vậy, nhất định còn nắm con át chủ bài. Nhiếp Hồn nhìn những yêu thú phía dưới với vẻ mặt bình tĩnh tới mức kỳ lạ, không biết đang suy nghĩ gì. Phía xa, mà Tiểu Lãnh ở trên lưng Vân Điêu nói. Vì sao không trực tiếp đánh tới? Yêu hậu mỉm cười, nói. Không vội, từ từ sẽ đến thôi. Mà Tiểu Lãnh không nói nữa. Yêu hậu nhìn về phía Kình Thiên Phong, khẽ cười. Đại quân yêu tộc càng lúc càng tới gần Kình Thiên Phong, chỉ cách Kình Thiên Phong không tới mười mấy trượng. Nhiếp Hồn vẫn không có bất kỳ động tác nào. Tất cả nhân loại ở đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Nhiếp Hồn ra lệnh một tiếng. Rất nhanh, đám yêu thú kia chỉ vách núi có không đến mấy chuông. Đúng lúc này, 12 chùm tia sáng đột nhiên từ trong thành Nhiếp ra phía xa phóng lên cao, 12 chùm tia sáng trực tiếp lướt qua phía chân trời, bắn nhanh về phía sâu bên trong đại quân yêu tộc. 12 tên hư giả. Trên Kình Thiên Phong, tất cả mọi người đều sửng sốt, Nhiếp gia vẫn có 12 tên hư giả sao? Phía xa, yêu hậu cười khẽ, nói. Cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Yêu hậu vừa dứt lời, vẻ mặt đã trở nên lạnh lùng và vung tay phải. Lên, nói. Tấn công. Nói xong, nàng đã trực tiếp phóng lên cao, lao về phía 12 chùm tia sáng kia. Cùng lúc đó, ở trong đại quân yêu tộc cũng có 10 bóng người đột nhiên phóng lên cao. Theo sát sau lưng yêu hậu. Yêu thú hư giai. Mà vào lúc này, 12 vị hư giả của Nhiếp gia đột nhiên tăng mạnh tốc độ, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng điểm và biến mất ở cuối chân trời. Yêu hậu nheo mắt lại và vẫy hai tay một cái, không gian xung quanh chấn động mạnh, sau đó có một vết nứt không gian cực lớn xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng dẫn theo 10 yêu thú hư giai phía sau tiến vào bên trong khe nứt không gian. Phía dưới. Nhiếp Hồn trên Kình Thiên Phong đột nhiên bay lên trời, nói. Các vị, cường giả của Nhiếp gia ta đánh bất ngờ vào đại bản doanh của yêu tộc, mọi người theo ta xông lên. Vừa dứt lời, hắn đã lắc người và lao về phía xa. Phía sau Nhiếp Thiên, đám người Lâm Thiên do dự một lát rồi liền vội vàng lao vọt ra ngoài. Cường giả cảnh giới hư giả của Nhiếp gia đã thu hút cường giả cảnh giới hư giả của yêu tộc đi, những yêu thú phía dưới không có uy hiếp quá lớn với bọn họ. Cũng là thời cơ tốt nhất để bọn họ giải quyết những yêu thú này. Trên Kình Thiên Phong, tất cả cường giả nhân loại đều xông về phía dưới núi. Đại chiến bắt đầu. Phía xa, mà Tiểu Lãnh ở trên lưng Vân Điêu chợt cười đầy châm chọc, nàng giơ chân phải lên và dẫm nhẹ một cái xuống lưng của Vân Điêu. Vân Điêu lập tức giang rộng hai cánh, mang theo một trận gió xoáy và lập tức biến mất. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên phóng lên cao và cuốn về phía đám người Nhiếp Hồn. Phía xa, Nhiếp Hồn biến sắc khi nhận thấy được năng lượng trong ngọn lửa màu vàng, hắn không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, sau đó tay phải hóa trưởng vỗ một cái về phía trước, trưởng ra, từ trong lòng bàn tay hắn lập tức có một vòng ánh sáng màu trắng khuếch tán ra. Tốc độ của vòng ánh sáng màu trắng kia rất nhanh, lập tức lại va chạm vào ngọn lửa màu vàng kia. Vừa mới tiếp xúc, vẻ mặt Nhiếp Hồn lại biến đổi, bởi vì vòng ánh sáng màu trắng của hắn đã trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng kia thiêu đốt thành hư vô. Mà lúc này, một tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiểu nữ hài này dĩ nhiên chính là Mạt Tiểu Lãnh. Mạt Tiểu Lãnh lạnh lùng nhìn Nhiếp Hồn, trong phút chốc, một con rồng lửa đột nhiên bắn ra khỏi giữa chân mày của hắn và lao về phía Nhiếp Hồn.
Đồng tử của Nhiếp Hồn hơi co lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, sau đó hai tay chợt vỗ mạnh về phía trước mặt một cái, một luồng ánh sáng trắng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn phát ra. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Nhiếp Hồn trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Sau khi dừng lại, trong lòng Nhiếp Hồn vô cùng kinh ngạc. Lúc này, hai tay hắn đã biến thành máu thịt mơ hồ, chỉ còn lại có xương. Đây là lửa gì mà có thể dễ dàng phá vỡ được cả màn huyền khí hộ thân của hắn chứ? Phía xa, mà Tiểu Lãnh đang chuẩn bị tiếp tục ra tay thì đột nhiên, nàng nhíu mày và nhìn về phía xa, tình hình yêu tộc có chút không ổn. Yêu tộc ít hư giả, chỉ có 6 gã, nhân loại hư giả lại có tới 14 tên, bởi vậy yêu thú hư giai bên yêu tộc đã rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, nhân loại còn phân ra 2 hư giả đang tàn sát những yêu thú đế cấp của yêu tộc. Mà Tiểu Lãnh lạnh lùng liếc nhìn những hư giả nhân loại, sau đó giơ tay phải lên. Ngay lập tức, con rắn hoa trên cánh tay nàng bắn ra nhanh như điện chớp, theo gió không ngừng tăng kích thước và hóa thành một con chăn lớn với kích thước mấy trăm trượng. Con chăn lớn xoay cơ thể trên không trung và trực tiếp quét đuôi tề tên nhân loại hư giả kia cách nó gần đây. Ầm. Bất ngờ không kịp đề phòng, tên hư giả kia lập tức bị quét ra ngoài mấy nghìn trượng. Tất cả mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này, mà Tiểu Lãnh đột nhiên giẫm nhẹ chân phải xuống Vân Điêu, sau đó nàng bay lên trời, Vân Điêu dưới chân nàng lập tức hóa thành một đường ánh sáng bắn nhanh về phía một nhân loại hư giả. Khi con rắn hoa cùng Vân Điêu gia nhập cuộc chiến đấu, thế cục ở đó lập tức xoay chuyển, cường giả nhân loại bên này hoàn toàn bị áp chế. Cho dù nhân loại hư giả vẫn còn nhiều hơn yêu tộc, nhưng ở trên phương diện chất lượng lại không bằng yêu tộc. Hơn nữa, phòng ngự của yêu thú hư giai yêu tộc đều rất khủng khiếp. Đặc biệt trên người bọn chúng còn mặc giáp màu đen đế cấp, khiến cường giả cảnh giới hư giả của nhân tộc rất đau đầu. Không có nhân loại hư giả giúp đỡ, nhân loại đế giả ở những trước mặt yêu thú đế cấp bên yêu tộc. Chỉ có thể sử dụng từ thê thảm để hình dung. Nghiền ép. Hoàn toàn bị nghiền ép. Những nhân tộc đế giả ở những trước mặt yêu thú đế cấp của yêu tộc hoàn toàn bị nghiền ép, không bao lâu, đế giả nhân tộc đã chết trên 100 người. Đế giả yêu tộc lại mới không đến 20 người. Đáng để một nói là mới khai chiến không bao lâu, một vài nhân loại đế giả đã bắt đầu bỏ chạy. Yêu tộc bên này vẫn chỉnh tề như một, hoàn toàn không rối loạn. Hơn nữa giữa các đội còn có thể phối hợp với nhau. Nếu như trước đó nhân tộc không nội loạn, đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối đầu với yêu tộc thì có thể còn có cơ hội, nhưng bây giờ cường giả nhân tộc đang bị tàn sát. Phía chân trời. Mà Tiểu Lãnh nhếch khóe môi lên và cười lạnh, nàng nhìn về phía Nhiếp Hồn mà không nói câu nào, lòng bàn tay thoáng động, một ngọn lửa màu vàng rất nhỏ xuất hiện ở trong bàn tay nàng. Trong phút chốc, ngọn lửa này bị trực tiếp ném về phía Nhiếp Hồn. Ngọn lửa lớn dần trong không trung, trong nháy mắt đã là hóa thành một con rồng lửa màu vàng dài đến trăm trượng. Khi con rồng lớn màu vàng này xuất hiện, không gian xung quanh nó lập tức biến thành ảo ảnh, dường như sắp bị con rồng lớn màu vàng này thiêu đốt vậy. Cảnh tượng rất kinh người. Phía xa, Nhiếp Hồn biến sắc, hắn đã từng lãnh giáo qua uy lực của ngọn lửa này nên không dám có bất kỳ sơ suất cùng khinh thường nào. Huyền khí điên cuồng phun ra, tay phải hắn kết thành một thủ ấn kỳ lạ. Trong giây lát, không gian xung quanh hắn đột nhiên chấn động kịch liệt và dần hiện ra rất nhiều vòng ánh sáng màu trắng chói mắt, những vòng sáng tầng tầng lớp lớp giống như gợn sóng khuếch tán về phía con rồng lớn màu vàng này. Am! Hai bên vừa tiếp xúc thì lập tức phát ra một tiếng nổ lớn rung trời. Tiếp theo, rất nhiều sóng khí cùng lửa khuếch tán ra bốn phía xung quanh, tuy nhiên những sóng khí lại lập tức bị những ngọn lửa kia thiêu đốt thành hư vô, mà lúc này, lại có một ngọn lửa rất nhỏ đột nhiên cắt qua không trung, bắn về phía Nhiếp Hồn. Phía xa, Nhiếp Hồn lập tức biến sắc, lần này, hắn không tính cứng rắn chống lại, mà thân hình lóe lên, trực tiếp chạy trốn tới ngoài mấy nghìn trượng. Nhìn thấy Nhiếp Hồn trực tiếp bỏ chạy, mà Tiểu Lãnh lập tức ngẩn người ra, rõ ràng nàng không ngờ đối phương lại tự nhiên bỏ trốn. Đối phương là cường giả cảnh giới hư giả đấy. Cường giả cảnh giới hư giả thật sự đấy. Sau khi bình tĩnh lại, mà Tiểu Lãnh liếc nhìn Nhiếp Hồn, trong miệng lại phát ra một tiếng cười kỳ quái đầy vẻ châm chọc. Có phải ngươi ăn phân lớn lên không hả? Nếu không, tại sao lại rác rưởi như vậy? Nghe nàng nói vậy, cơ mặt của Nhiếp Hồn giật giật. Vẻ mặt rất khó coi. Mà Tiểu Lãnh lại không để ý tới hắn nữa mà nhìn về phía một gã nhân loại hư giả khác, sau đó trực tiếp ném một ngọn lửa màu vàng qua. Phía xa, tên nhân loại hư giả kia lập tức bị dọa tới hồn bay phách tán.
Ngọn lửa này khủng khiếp thế nào, trước đó hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả Nhiếp Hồn cũng không đỡ nổi, hắn làm sao ngăn cản được chứ? Hắn quay người lập tức chạy trốn tới ngoài mấy nghìn dặm. Nhưng hắn vừa trốn, một hư giả phía sau hắn không kịp chạy trốn đã gặp phải tai ương. Tên hư giả kia bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng này đánh trúng. A! À, phía chân trời lập tức truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thoáng qua, tên hư giả kia trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. Tất cả hư giả đều hoảng hốt, tiểu nữ hài này cuối cùng là ai vậy? Ngọn lửa này lại là thứ gì mà khủng khiếp như vậy? Tất cả hư giả nhìn mà tiểu lãnh với vẻ đề phòng, rất sợ nàng lại ném ra một ngọn lửa. Trên thực tế, mà tiểu lãnh quả thật chuẩn bị ném lửa. Ở trong bàn tay nhỏ bé của nàng xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả hư giả ở đó đều biến sắc và vội lùi lại, đồng thời điên cuồng phát động huyền khí, chuẩn bị chạy trốn bất kỳ lúc nào. Nhìn mọi người như vậy, mà tiểu lãnh lại phát ra tiếng cười kỳ quái. Sau đó bàn tay nhỏ bé của nàng ném đi, ngọn lửa màu vàng này mang theo một đuôi lửa thật dài và bắn nhanh về phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hư giả trong khu vực này vội vàng tránh ra, bọn họ tránh nhanh, nhưng đám đế giả phía sau bọn họ lại gặp tai ương. Đám đế giả kia cũng muốn trốn, nhưng bọn họ căn bản trốn không thoát, ngọn lửa màu vàng có tốc độ thật sự quá nhanh. Cả khu vực này có chừng 10 tên đế giả không kịp trốn, trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt thành hư vô, không để lại chút vết tích nào. Mà lúc này, trên tay mà tiểu lãnh lại xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Nhiếp lão. Lúc này, Lâm Thiên đang giao đấu cùng một hư giả đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Hồn và giận dữ gầm thét lên. Ở đây, người duy nhất có thể chống lại tiểu nữ hài này chính là Nhiếp Hồn, nếu như hắn không ra tay thì bất kỳ một hư giả nào ở đây chống lại tiểu nữ hài đều sẽ phải chết, về phần đế giả còn lại lại càng không cần phải nói, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Phía xa, Nhiếp Hồn nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Lúc này, thịt trên hai tay hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xương trắng. Hắn có thể chân đứt lại mọc, nhưng điều làm cho hắn kinh hãi là bây giờ hắn không có cách nào khôi phục được máu thịt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên ngọn lửa màu vàng trong tay mà tiểu lãnh. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì vậy? Vừa rồi, nếu như hắn lùi lại chậm một chút để ngọn lửa này dính vào người. Hắn không dám nghĩ tới hậu quả đó nữa. Mà tiểu lãnh lại không để ý tới mọi người, không ngừng ném ngọn lửa màu vàng trong tay ra ngoài. Lần này, vị trí nàng ném chính là Lâm Thiên vừa nói chuyện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Thiên biến sắc, trực tiếp bỏ qua yêu thú hư giai trước mặt này, thân hình lóe lên và lập tức biến mất, nhưng sau khi hắn rời đi, ba gã đế giả phía sau hắn trực tiếp bị ngọn lửa này đánh trúng. Ba gã hư giả này thậm chí không kịp kêu lên tiếng nào đã trực tiếp bị đốt thành hư vô. Phía xa, Lâm Thiên nheo mắt và quay đầu nhìn về phía Nhiếp Hồn, vẻ mặt đã trở nên thâm trầm. Bởi vì từ đầu đến cuối, Nhiếp Hồn đều không có ý định sẽ ra tay. Hắn muốn ra tay, nhưng hắn căn bản không có cách nào chống lại tiểu nữ hài này, cho dù ra tay cũng chỉ là chịu chết. Nhưng Nhiếp Hồn lại khác, cho dù Nhiếp Hồn không địch lại tiểu nữ hài, nhưng có thể ngăn chặn nàng. Binh đấu với binh, tướng đấu với tướng, bây giờ Nhiếp Hồn không ra tay, bọn họ căn bản không phải cùng cấp bậc với tiểu nữ hài thì đối phó với nàng thế nào. Ở trong ánh mắt mọi người, trên tay mà tiểu lãnh lại xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Lúc này, những đế giả phía dưới trực tiếp bỏ qua đối thủ của mình, sau đó chạy trốn về phía sau. Nhiếp Hồn cùng những hư giả kia không dám cứng rắn đối mặt với mà tiểu lãnh. Bởi vậy, nếu như mà tiểu lãnh muốn giết bọn họ thì tuyệt đối là nhằm vào người nào, người đó chết. Dưới tình huống này, bọn họ làm sao dám tiếp tục ở chỗ này chứ? Ngay từ lúc đầu chỉ có một vài người trốn, nhưng rất nhanh. Số người trốn càng lúc càng nhiều, không đến vài hơi thở, tất cả đế giả nhân loại ở đây tự nhiên đều bắt đầu bỏ trốn. Thật ra rất nhiều đế giả nhân loại vốn đã muốn chạy trốn, bởi vì những yêu thú đế cấp của yêu tộc không chỉ có số lượng vượt quá bọn họ, còn mạnh hơn bọn họ. Nhưng bọn họ biết rất rõ ràng, nếu như bọn họ bỏ trốn, vậy Kình Thiên Phong sẽ xong rồi. Một khi Kình Thiên Phong không giữ được, vậy nhân tộc này cũng tiêu đời. Bởi vì Kình Thiên Phong là một nơi hiểm yếu cuối cùng của nhân loại. Cho nên, cho dù biết rõ không địch lại, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, bọn họ vẫn có hy vọng chính là hư giả nhân loại vượt quá yêu tộc, chỉ cần những hư giả kia có thể rảnh tay thì thế cục lập tức được xoay chuyển. Nhưng bọn họ thất vọng.
Những hư giả, bao gồm cả nhiếp hồn kia không ngờ không có một người dám đánh với tiêu cô nương kia một trận. Không người nào dám đối đầu cùng tiểu nữ hài, hơn nữa mỗi người đều bỏ trốn. Sau đó khi nhìn thấy những đế giả bọn họ bị tiểu nữ hài kia giết chết trong nháy mắt, ai còn muốn ở lại chỗ này nữa? Lúc này, trong đầu bọn họ không có đại nghĩa nhân tộc gì nữa. Đối với bọn họ mà nói, các ngươi trốn, được, vậy chúng ta cũng trốn. Tất cả mọi người đều trốn. Đại quân nhân tộc lập tức tan tác. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả hư giả đều vô cùng khó coi, bọn họ có thể trách những đế giả kia sao? Tất nhiên không thể trách, bởi vì trong phần lớn những người đó đều là tộc nhân của bọn họ. Hơn nữa, đáng lẽ những dư giả bọn họ phải đi đối phó với tiểu nữ hài kia. Nhưng bọn họ lại không có ai dám đối đầu cùng nàng, mới dẫn đến những đế giả phải đối mặt với nàng. Mà những đế giả chống lại nàng thì hoàn toàn là chịu chết, bọn họ thậm chí không có sức đánh trả. Dưới tình huống này, đừng nói là những đế giả này, chính bọn họ cũng trốn. Ai muốn chết một cách uổng phí chứ? Ở đó, hư giả của ba tông ba thành đều nhìn về phía nhiếp hồn, vẻ mặt rất không tốt. Người duy nhất ở đây có thể chống đỡ với tiểu nữ hài chính là nhiếp hồn, có lẽ nhiếp hồn đánh không lại tiểu nữ hài, nhưng hắn tuyệt đối có thể kìm chế nàng. Hơn nữa, hắn cũng là hư giả duy nhất cùng cấp bậc với nàng. Nhưng hắn lại lựa chọn không đánh mà bỏ chạy, điều này dẫn đến hư giả nhân tộc bên phía bọn họ lại trực tiếp chết hai người. Cũng chính vì vậy, thế cục nhân tộc bên này lập tức bị yêu tộc lật ngược lại. Nghĩ đến đây, những hư giả nhân tộc ở đó nhìn về phía nhiếp hồn với vẻ mặt càng không tốt. Mà nhiếp hồn lại không để ý tới hư giả nhân tộc, mà nhìn về phía yêu tộc, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Lúc này tiểu nữ hài kia đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé lên và nói. Tất cả những kẻ dưới đất, đẩy đổ ngọn núi này cho ta. Những kẻ bay trên bầu trời, các ngươi truy sát những nhân loại bỏ trốn. Không được để lại một tên nào. Giết, giết sạch bọn họ. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc và nhìn về phía nhiếp hồn. Nhiếp hồn vẫn không để ý tới bọn họ, ánh mắt vẫn nhìn về phía yêu tộc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đám người Lâm Thiên dâng lên một lửa giận. Lâm Thiên căm tức nhìn nhiếp hồn, nói. Nhiếp hồn, nhiếp gia ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhiếp hồn quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thiên, trong mắt có một sự cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Muốn làm một chuyện lớn. Lớn bà ngoại ngươi à? Lâm Thiên giận dữ gầm thét lên. Ngươi xem thử, Kình Thiên Phong sẽ lập tức bị phá rồi. Kình Thiên Phong lập tức sẽ bị phá rồi. Nhiếp hồn khẽ nói. Phá thì phá chứ, chờ lão tổ ta thu được vật kia, yêu tộc gì đó cũng chỉ là mây bay. Ngươi! Đám người Lâm Thiên tức thiếu chút nữa phun ra máu, lúc này bọn họ làm sao không hiểu rõ chứ? Nhiếp gia này căn bản không muốn trấn giữ Kình Thiên Phong, mà có mục đích khác. Nói cách khác, bọn họ bị lợi dụng. Bị lợi dụng. Lúc này đám người Lâm Thiên rất muốn ra tay, nhưng bọn họ còn có lý trí, bởi vì yêu tộc hư giả đang ở phía xa, hơn nữa nơi đó còn có một tiểu nữ hài. Nhiếp hồn không để ý tới đám người Lâm Thiên, mà nhìn về phía xa. Lúc này, trong tay tiểu cô nương kia xuất hiện một ngọn lửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhiếp hồn cùng đám người Lâm Thiên đều biến sắc. Huyền khí trong cơ thể nhiếp hồn điên cuồng phun ra, dưới chân sinh ra gió. Rõ ràng hắn chuẩn bị bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Phía xa, đám người Lâm Thiên cũng chuẩn bị lập tức bỏ chạy, không ai dám đối mặt với tiểu nữ hài khủng khiếp này. Nhưng bọn họ có thể trốn đi đâu? Kình Thiên Phong sắp bị phá, đại quân yêu tộc lập tức sẽ tiến quân thần tốc, khi đó đám người bọn họ có thể trốn đi đâu được? Nghĩ đến đây, trong lòng tất cả mọi người ở đó đều thấy bi thương. Mà tiểu lãnh cười lạnh, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trên bàn tay, nàng nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó và lại muốn ném ra ngọn lửa. Mà vào lúc này, một người đột nhiên xuất hiện cách nàng đó không xa. Nhìn thấy người này, hai mắt mà tiểu lãnh lập tức hơi híp lại, sau đó ngọn lửa trong tay lại trực tiếp ném về phía người này. Người này tất nhiên chính là Dương Diệp. Nhìn thấy mà tiểu lãnh không nói lời nào đã ném ngọn lửa qua, Dương Diệp nheo mắt. Tiểu nữ hài xấu xa này thật sự muốn giết chết hắn à? Hắn không dám khinh thường ngọn lửa màu vàng này, tay phải rút kiếm và chém một phát. Một đường kiếm khí bắn ra, lập tức bổ vào phía trên ngọn lửa màu vàng kia. Nhưng mí mắt Dương Diệp khẽ giật, bởi vì đường kiếm khí này của hắn lại trực tiếp bị ngọn lửa kia đốt thành hư vô, tốc độ của ngọn lửa không giảm, bắn tới nhanh như tia chớp về phía hắn.
Chương 2546, ngươi trốn ta trốn, mọi người cùng nhau trốn. 2. Phía xa, trong miệng Mạt Tiểu Lãnh lại phát ra tiếng cười kỳ quái đầy vẻ châm chọc, sau đó trên tay nàng xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Đối diện, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không ra tay, mà vỗ nhẹ vài cái trước ngực. Rất nhanh có một cái đầu nhỏ thì ra, cái đầu nhỏ này tất nhiên chính là Tiểu Bạch, nàng chớp chớp mắt nhìn ngọn lửa màu vàng đã lao tới cách Dương Diệp một trường. Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng này, mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên, sau đó mở miệng hút một cái. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngọn lửa kia trực tiếp chui vào trong miệng của Tiểu Bạch. Tất cả mọi người sửng sốt. Sau khi nuốt ngọn lửa kia vào, cơ thể Tiểu Bạch khẽ run lên và lại nhìn về phía ngọn lửa khác đã xuất hiện ở trên tay của Mạt Tiểu Lãnh, khóe miệng chảy xuống một tia chất lỏng linh khí. Phía xa, khóe mắt Mạt Tiểu Lãnh khẽ giật, bàn tay nhỏ bé của nàng lật một lần thu ngọn lửa vào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch lập tức sửng sốt, sau đó nàng tức giận, móng nhỏ nắm chặt và nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Mạt Tiểu Lãnh, bộ dạng không giao ra ngọn lửa, ta lại liều mạng với người. Khóe miệng Mạt Tiểu Lãnh thoáng co giật, do dự một lúc thì nàng lật tay phải, một trái cây màu tím đã xuất hiện ở trên tay nàng, sau đó nàng bấm tay bắn trái cây màu tím bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Nói, ngươi hút cái này. Nhìn thấy trái cây màu tím này, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, hàm răng không cọ sát nữa, móng nhỏ cũng thả lỏng ra. Nàng ôm lấy trái cây gặm, sau khi gặm được vài cái, dường như nghĩ đến điều gì, nàng xoay người bay đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó đưa trái cây màu tím tới trước mặt Dương Diệp, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp và khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Nàng tạm thời nấp đi đã. Nói xong, hắn chỉ vào trước ngực mình. Tiểu Bạch khẽ gật đầu, sau đó ôm trái cây vào trước ngực của Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới mặt Tiểu Lãnh, mà nhìn về phía đám người Lâm Thiên, nói. Dẫn theo người của các ngươi tới Đại Lục Minh Ngục. Sở dĩ hắn đi ra chính là vì mục đích này. Yêu tộc công phá Kình Thiên Phong, ẩn vực xem như đã kết thúc rồi. Ẩn vực kết thúc, khó bảo đảm yêu tộc sẽ không xuống tay với Đại Lục Minh Ngục. Cho nên, hắn quyết định đi ra cứu những người này, để cho những người này đi tới Đại Lục Minh Ngục. Nếu như hắn không ra, rất nhiều người trong bọn họ đều sẽ chết ở trong tay của Mạt Tiểu Lãnh, những đế giả kia thì càng không cần phải nói. Không có hư giả yểm hộ. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng sống sót, bởi vì những con đại bàng màu xanh lam trên không trung có tốc độ vượt xa đế giả nhân loại. Cho dù ba tông ba thành tổn thất không ít người, nhưng hư giả cùng đế giả cũng không ít. Nếu như sau này yêu tộc muốn đánh Đại Lục Minh Ngục, những người này cũng là một trợ lực lớn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Lâm Thiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó ôm quyền chào Dương Diệp và xoay người rời đi. Kình Thiên Sơn đã không giữ được. Bây giờ Dương Diệp bảo bọn họ đi tới Đại Lục Minh Ngục chính là lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ. Bọn họ cũng chỉ có sự lựa chọn này, bởi vì ở lại ẩn vực, bọn họ sẽ bị yêu tộc điên cuồng đuổi giết, cho đến chết. Ở dưới sự che chở của đám người Lâm Thiên, đế giả nhân tộc ở đó không chết nhanh như trước, nhiều như trước nữa. Nhưng vẫn có rất nhiều người chết thảm, bởi vì đại quân yêu tộc không buông tha việc truy sát nhân loại. Ở dưới sự đuổi giết của yêu thú hư giai bên yêu tộc, cường giả hư giả nhân tộc cũng chết mất hai người. Tuy nhiên lúc này Dương Diệp cũng không để ý được nhiều như vậy. Bây giờ điều hắn có thể làm chính là ngăn chặn tiểu nữ hài Mạt Tiểu Lãnh này. Nếu không, nhân tộc đừng nói là những đế giả này, cho dù hư giả cũng trốn không thoát. Ở trước mặt tiểu nữ hài này, những hư giả kia thật sự không sức đánh trả. Dương Diệp không để ý tới Mạt Tiểu Lãnh, mà nhìn về phía đám người Lâm Thiên, nói. Dẫn theo người của các ngươi tới Đại Lục Minh Ngục. Sở dĩ hắn đi ra chính là vì mục đích này. Yêu tộc công phá Kình Thiên Phong, ẩn vực xem như đã kết thúc rồi. Ẩn vực kết thúc, khó bảo đảm yêu tộc sẽ không xuống tay với Đại Lục Minh Ngục. Cho nên, hắn quyết định đi ra cứu những người này, để cho những người này đi tới Đại Lục Minh Ngục. Nếu như hắn không ra, rất nhiều người trong bọn họ đều sẽ chết ở trong tay của Mạt Tiểu Lãnh, những đế giả kia thì càng không cần phải nói. Không có hư giả yểm hộ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng sống sót, bởi vì những con đại bàng màu xanh lam trên không trung có tốc độ vượt xa đế giả nhân loại. Cho dù ba tông ba thành tổn thất không ít người, nhưng hư giả cùng đế giả cũng không ít. Nếu như sau này yêu tộc muốn đánh Đại Lục Minh Ngục, những người này cũng là một trợ lực lớn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Lâm Thiên liếc mắt nhìn nhau,
sau đó ôm quyền chào Dương Diệp và xoay người rời đi. Kình Thiên Sơn đã không giữ được, bây giờ Dương Diệp bảo bọn họ đi tới Đại Lục Minh Mục chính là lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ. Bọn họ cũng chỉ có sự lựa chọn này, bởi vì ở lại ẩn vực, bọn họ sẽ bị yêu tộc điên cuồng đuổi giết, cho đến chết. Ở dưới sự che chở của đám người Lâm Thiên, đế giả nhân tộc ở đó không chết nhanh như trước, nhiều như trước nữa. Nhưng vẫn có rất nhiều người chết thảm, bởi vì đại quân yêu tộc không buông tha việc truy sát nhân loại. Ở dưới sự đuổi giết của yêu thú hư giai bên yêu tộc, cường giả hư giả nhân tộc cũng chết mất 2 người. Tuy nhiên lúc này Dương Diệp cũng không để ý được nhiều như vậy. Bây giờ điều hắn có thể làm chính là ngăn chặn tiểu nữ hài mà tiểu lãnh này. Nếu không, nhân tộc đừng nói là những đế giả này, cho dù hư giả cũng trốn không thoát. Ở trước mặt tiểu nữ hài này, những hư giả kia thật sự không sức đánh trả. Phía xa, mà tiểu lãnh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp cũng không chịu yếu thế, cũng nhìn đối phương. Tuy nhiên hắn đã âm thầm đề phòng, trước tiểu nữ hài này, hắn cũng không dám có chút sơ suất nào. Cho dù là hắn cũng thấy kiêng kỵ trước ngọn lửa màu vàng này của đối phương. Hơn nữa, hắn nhớ, ngoại trừ ngọn lửa màu vàng này, đối phương còn có một ngọn lửa màu xanh lam. Hơn nữa tiểu nữ hài này rất thần bí, ai biết đối phương còn có thủ đoạn gì khác hay không. Mà tiểu lãnh nhìn Dương Diệp một lát, đột nhiên nàng thò tay ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng chộp một cái. Không gian xung quanh Dương Diệp lập tức vặn vẹo một hồi, sau đó bắt đầu điên cuồng khuấy động. Lực xoắn vắt mạnh mẽ tới mức khiến Dương Diệp lập tức nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác thân thể mình lại giống như bị thứ gì xé rách vậy. Kiếm ý niết bàn cảnh giống như bão táp lao ra khỏi cơ thể Dương Diệp, nhưng kiếm ý niết bàn cảnh vừa ra đã trực tiếp vặn vẹo theo không gian xung quanh hắn. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Hắn không ngờ ngay cả kiếm ý niết bàn cảnh cũng vô dụng, khi hắn đang muốn ra tay thì có một tia sáng màu tím xuất hiện. Không gian xung quanh đang vặn vẹo đột nhiên thoáng dừng lại, rồi bắt đầu khôi phục trở lại bình thường, mặc dù tốc độ có hơi chậm, nhưng đã không còn lực xoắn vắt nữa. Qua khoảng chừng 10 hơi thở, không gian xung quanh Dương Diệp khôi phục lại bình thường. Chồn không gian. Phía xa, mà tiểu lãnh nắm chặt tay nhỏ. Làm yêu tộc cao quý, ngươi tự nhiên lại giúp đỡ nhân loại, ngươi. Ngươi đúng là làm cho ta quá thất vọng. Nói xong, tay phải của nàng lật một lần. Một ngọn lửa đã xuất hiện ở trong tay nàng lại muốn ném về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, vội vàng vỗ nhẹ vào trước ngực mình. Tiểu Bạch xông ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mà tiểu lãnh nheo mắt, vội vàng thu lửa lại. Mà tiểu lãnh rõ ràng rất tức giận, ánh mắt dường như có thể giết người. Bàn tay nhỏ bé cũng run rẩy vì tức giận. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chỉ vào nhiếp hồn phía xa còn chưa chạy trốn, nói. Nếu không, chúng ta giết hắn trước cho ngươi chút giận, sau đó chúng ta lại một đấu một. Ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, mà tiểu lãnh quay đầu lại nhìn về phía nhiếp hồn. Tiếp theo, một ngọn lửa xuất hiện đã ở trong tay nàng. Nhiếp hồn. Không thể không nói, lúc này vẻ mặt nhiếp hồn rất khó coi. Trước đó hắn chuẩn bị trốn, nhưng khi nhìn thấy mà tiểu lãnh ra tay với Dương Diệp, hắn đã lựa chọn ở lại, bởi vì hắn muốn nhân cơ hội này giải quyết Dương Diệp. Hắn tính, chờ tới lúc Dương Diệp cùng tiểu nữ hài này liều mạng tới khi cả hai đều bị thương nặng, hắn sẽ xuất hiện và ra tay. Như vậy hắn sẽ có cơ hội rất lớn để giết chết Dương Diệp. Nhưng hắn không ngờ được tiểu nữ hài này tự nhiên không làm gì được Dương Diệp. Hắn càng không ngờ tới Dương Diệp tự nhiên trực tiếp chuyển sự chú ý của nàng tới trên người của hắn. Khi tiểu nữ hài nhìn về phía nhiếp thiên không hề do dự đã xoay người bỏ chạy. Nói đùa sao? Một tiểu nữ hài đều đã khủng khiếp như vậy, nếu thêm một Dương Diệp nữa, hắn làm sao địch nổi chứ? Mà vào giây phút nhiếp thiên vừa trốn, cánh phía sau lưng Dương Diệp chợt vỗ mạnh, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang xuất hiện ở trước mặt nhiếp thiên, Dương Diệp không nói một lời đã rút kiếm chém tới. Nhiếp thiên biến sắc, hắn không lựa chọn chống lại, bởi vì hắn biết rõ một khi mình bị ngăn chặn, hắn vĩnh viễn đừng mong đi được nữa. Thân hình nhiếp thiên lóe lên, muốn tránh một kiếm này của Dương Diệp. Mà vào lúc này, một tia sáng màu tím trực tiếp xuất hiện ở phía sau nhiếp thiên. Ánh sáng màu tím xuất hiện không hề báo trước, không gian cũng không có chút dao động nào. Bởi vậy, vào giây phút ánh sáng màu tím xuất hiện ở phía sau nhiếp thiên, hắn mới cảm giác được sự tồn tại của ánh sáng màu tím. Nhiếp thiên không để ý tới luồng ánh sáng màu tím này, mặc cho ánh sáng màu tím đánh vào trên người.
Cơ thể Nhiếp Thiên chợt run lên, tuy nhiên khóe miệng hắn lại khẽ cười. Bởi vì hắn đã xuất hiện ở hơn trăm trượng phía bên phải. Vào lúc hắn muốn chạy trốn, không gian xung quanh hắn đột nhiên đông cứng, sau đó co lại từng tầng. Lan. Nhiếp Thiên giận dữ gầm thét lên và đánh ra một trường, ánh sáng trắng thoáng hiện, không gian xung quanh lập tức bị hắn đánh vỡ. Mà vào lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm ra nhanh như tia chớp, lập tức lao tới giữa chân mày hắn. Trong lòng Nhiếp Thiên vô cùng kinh ngạc, giày phải hóa thành trường và đánh về phía kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp bị đẩy lùi gần trăm trượng, Nhiếp Thiên cũng liên tục lù chi về phía sau. Đúng lúc này, hai mắt Nhiếp Thiên đột nhiên trợn tròn. Bởi vì một ngọn lửa màu vàng đã lao tới bên cạnh hắn, nhiệt độ trong ngọn lửa màu vàng này trực tiếp làm cho cơ thể hắn bắt đầu tan chảy. Trong lòng Nhiếp Thiên hoảng hốt, cơ thể lóe lên và muốn thoát đi. Nhưng một màn ánh sáng màu tím đã xuất hiện ở trong không trung xung quanh hắn, nhốt hắn ở trong đó. Lan! Nhiếp Thiên giận dữ gầm thét lên và đánh ra một trường, màn ánh sáng màu tím ầm ầm vỡ nát, nhưng con ngươi của hắn đột nhiên co lại thành đầu kim, bởi vì ngọn lửa màu vàng này đã đánh vào trên người hắn. Nhiếp Thiên trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Trong ngọn lửa, Nhiếp Thiên giận dữ gầm thét lên giống như kẻ bị điên, từ trong cơ thể hắn có từng vòng ánh sáng màu trắng giống như thủy triều tuôn ra, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Những vòng ánh sáng màu trắng mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bị ngọn lửa màu vàng này đốt sạch sẽ. Không bao lâu, Nhiếp Thiên cũng biến mất sạch, ở đó chỉ còn lại ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Vẻ mặt Dương Diệp vô cùng nghiêm trọng nhìn ngọn lửa màu vàng này, trong mắt còn có chút kiêng kỵ. Cho dù cơ thể hắn là cảnh giới kỷ nguyên, nhưng hắn tin tưởng chắc chắn, nếu như hắn bị ngọn lửa này bao quanh, hắn tuyệt đối sẽ bị đốt ngay cả cặn bã cũng không thừa. Ngọn lửa màu vàng này là lửa khủng khiếp thứ hai mà hắn từng thấy trong đời này. Ngọn lửa thứ nhất dĩ nhiên là lục đinh thần hỏa khủng khiếp bên trong lò luyện đan của Hồng Mông Tháp. Phía xa, mà tiểu lãnh vẫy tay phải một cái, ngọn lửa màu vàng này trực tiếp biến mất. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, vội vàng bế tiểu bạch ra. Nhìn thấy Dương Diệp ôm tiểu bạch ra, khóe mắt mà tiểu lãnh khẽ giật, nói. Nhân loại! Ngươi cũng chỉ biết lợi dụng các nàng thôi sao? Nàng rất căm ghét Dương Diệp. Pháp tắc thời gian của nàng không có tác dụng đối với Dương Diệp, ngọn lửa này lại càng không cần phải nói. Nàng thậm chí còn không dám lấy ra. Thần thông không gian cũng không cần nói nữa. Bên cạnh Dương Diệp có một con trồn không gian, thần thông không gian của nàng coi như là vứt đi. Nói tóm lại, ở trước mặt Dương Diệp, nàng không dùng được gì cả. Lợi dụng à? Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi dùng từ này không đúng, đặc biệt không đúng. Chúng ta đây là chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu. Nói xong, hắn cúi đầu khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, nói. Đúng không Tiểu Bạch? Cho dù Tiểu Bạch không hiểu rõ Dương Diệp đang nói gì, nàng cũng gật đầu. Vô sỉ! Mà Tiểu Lãnh lạnh lùng nói. Cho dù Tiểu Bạch không hiểu rõ Dương Diệp đang nói gì, nàng cũng gật đầu. Vô sỉ! Mà Tiểu Lãnh lạnh lùng nói. Nàng còn vị thành niên, tâm trí giống như một đứa trẻ nên căn bản không biết cái gì là tốt hay xấu cả. Ngươi lợi dụng nàng như vậy, thật sự phải gặp trời phạt. Tùy ngươi muốn nói thế nào cũng được. Dương Diệp nói. Dù sao nàng cùng ta là một phe. Hắn tất nhiên có tình cảm với Tiểu Bạch, có thể nói hắn không có tâm tư lợi dụng Tiểu Bạch. Cho dù Tiểu Bạch không phải linh chủ gì đó, hoặc không có năng lực đặc biệt, hắn cũng sẽ đối xử với Tiểu Bạch như người thân. Đồng thời, hắn tin tưởng, cho dù hắn là một người bình thường, Tiểu Bạch cũng sẽ thân thiết với hắn như thế. Quan hệ giữa bọn họ cũng không phải được tạo ra từ lợi ích. Về phần bảo Tiểu Bạch giúp, hắn cảm thấy đây là chuyện vô cùng bình thường. Giữa hắn cùng Tiểu Bạch là người giúp ta giúp người, chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, hắn cảm giác được Tiểu Bạch có thể giúp được hắn cũng rất vui vẻ, đương nhiên hắn càng vui vẻ hơn. Mà Tiểu Lãnh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại liếc nhìn Tiểu Bạch. Không thể không nói, nàng rất ghen tị, bởi vì chưa bao giờ có nhân loại nào có thể có quan hệ tốt với một vị linh chủ như vậy. Ở thế giới lớn, địa vị của linh chủ chính là siêu nhiên, cho dù gia tộc của nàng cũng không bằng. Nếu như có thể tạo mối quan hệ tốt cùng một vị linh chủ thì lợi ích trong đó quả thực không có cách nào tưởng tượng được. Đây cũng là lý do tại sao trước đó nàng phải lấy ra trái cây quý cho Tiểu Bạch. Bởi vì nàng muốn tạo mối quan hệ tốt cùng Tiểu Bạch. Mà bây giờ,
vị linh chủ trước mắt này không chỉ quan hệ tốt với Dương Diệp, còn rất nghe lời Dương Diệp. Đố kỵ. Mà Tiểu Lãnh rất đố kỵ. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ở phía sau Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức hơi nheo lại. Chỉ thấy kình thiên phong phía xa ầm ầm sụp xuống. Phía dưới, đại quân yêu thú đều đã lui ra. Dương Diệp cũng lùi đến ngoài vạn trượng, ở trong ánh mắt của tất cả yêu thú, kình thiên phong không ngừng đổ nát, rất nhiều đá lớn bay ra xung quanh, bụi cuồn cuộn bốc lên cao, cảnh tượng thật kinh người. Nhân tộc các ngươi kết thúc rồi. Lúc này, mà Tiểu Lãnh ở cách Dương Diệp không xa bỗng nhiên nói. Đại quân yêu tộc sẽ tiêu diệt tất cả nhân loại. Dương Diệp im lặng, bắn biết rõ, kình thi hên phong vừa đổ, trừ khi người của ẩn vực chạy trốn tới đại lục minh ngục, nếu không đều sẽ phải chết. Mà nhìn bộ dạng của yêu tộc thế nào, sợ rằng ngay cả đại lục minh ngục DC cũng sẽ không bỏ qua. Nếu quả thật là như vậy, cũng có nghĩa là kiếm minh phải chống lại yêu tộc. Lấy thực lực của kiếm minh lúc này, cho dù có thêm người của ba tông ba CTH thành cũng khó có thể đối đầu cùng yêu tộc. Im lặng một hồi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía yêu tộc nói. Đám người Nhiếp gia đi đoạt bảo vật của yêu tộc sao? Trước đó hắn đã thấy rất rõ ràng, 12 tên hư giả của Nhiếp gia lao thẳng đến đại bản doanh của yêu tộc. Thật ra trước đó hắn cũng bị Nhiếp gia làm cho kinh ngạc. 12 tên hư giả, lại thêm những hư giả bị hắn giết chết trước đó, Nhiếp gia tổng cộng có tới 25 tên hư giả. 25 tên hư giả. Thật ra, hắn ngoại trừ kinh ngạc còn hơi sợ, bởi vì nếu như Nhiếp gia không phải vì muốn đoạt bảo vật của yêu tộc, để 25 vị hư giả ra đối phó với hắn. Vừa nghĩ tới chuyện bị 25 vị hư giả tấn công, Dương Diệp liền không nhịn được mà run rẩy. Hơn nữa, trong 12 vị hư giả trước đó còn có một khí tức hư giả rất khủng khiếp. Khí tức kia còn mạnh hơn Nhiếp hồn gấp mấy lần. Không cần phải nói, đó tuyệt đối là lão tổ Nhiếp gia gì đó. Lúc này, khóe miệng mà Tiểu Lãnh lại phát ra tiếng cười kỳ quái, đầu Dương Diệp cũng muốn lớn lên. Bất kể là ánh mắt hay tiếng cười, cùng lời nói của tiểu nữ hài này đều đầy vẻ châm chọc, dường như người khác ở trong mắt nàng đều là cặn bã, loại cảm giác này thật sự khó chịu. Hắn rất muốn đánh cho tiểu nữ hài này một trận tơi bời. Nhưng hắn thật sự không dám chắc mình đánh thắng được nàng. Mà Tiểu Lãnh cười xong, sau đó nói. Cưỡng đoạt bảo vật của yêu tộc, chuyện như vậy mà lão bất tử cũng nghĩ ra được, bọn họ đúng là chán sống rồi. Các ngươi đã có sự chuẩn bị sao? Dương Diệp hỏi. Mà Tiểu Lãnh liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì, nàng vẫy tay phải một cái, con Vân Điêu phía xa lập tức bay đến dưới chân nàng. Sau khi đứng ở trên Vân Điêu, mà Tiểu Lãnh nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta muốn đi giết những lão bất tử Nhiếp gia kia, ngươi có muốn đi cùng không? Dương Diệp. Hừ. Mà Tiểu Lãnh hừ lạnh một tiếng, chân phải trà nhẹ lên lưng của Vân Điêu. Vân Điêu lập tức hóa thành một đường ánh sáng bắn về phía yêu tộc. Mà lúc này, những đại quân yêu tộc vượt qua kình thiên phong đã sụp xuống và lao về phía nhân tộc ở vùng trung bộ. Tuy nhiên Dương Diệp cũng không thể để ý được nhiều như vậy. Hắn không phải là chúa cứu thế, cũng không làm được chúa cứu thế, dựa vào sức lực của một mình hắn thì căn bản không ngăn cản được đại quân yêu tộc. Nếu hắn làm như thế, không cần phải nói, tiểu cô nương kia tuyệt đối sẽ quay về gây phiền phức cho hắn. Hơn nữ yêu tộc còn có các hư giả, còn có yêu hậu không biết sâu cạn thế nào. Dương Diệp do dự một lát, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, đi theo. Tuy nhiên hắn không trắng trợn đi qua mà dung nhập trong không gian, che giấu bản thân. Bất kể là yêu tộc, còn là những lão quái vật Nhiếp đều không phải là dạng người hiền lành gì, hắn cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã đi theo mà Tiểu Lãnh tới sâu trong núi lớn của yêu tộc. Mà vào lúc này, một tiếng cười lớn đột nhiên vang vọng lên. Ha ha, lão phu cuối cùng cũng lấy được, ha ha. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Nghe vậy, vẻ mặt mà Tiểu Lãnh lập tức trở nên khó coi. Lấy được rồi sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại, cơ thể hắn lao đi với tốc độ nhanh hơn. Hắn theo mà Tiểu Lãnh đi tới một chỗ vực sâu dưới nền đất. Ở trong đáy vực sâu, hắn nhìn thấy đám người yêu hậu. Lúc này bên phía yêu hậu chỉ còn lại 6 yêu thú hư giai, mà bên Nhiếp gia chỉ còn lại 3 gã cường giả cảnh giới hư giả. Ngoại trừ lão già mặc áo bào màu xám dẫn đầu ra, hai người còn lại đều lộ ra vẻ mặt trắng bệch, trên thân đầy máu tươi, rõ ràng bọn họ bị thương rất nặng.
Chẳng qua điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là bên Nhiếp gia ngoại trừ ba gã hư giả ra, còn có một yêu thú hư giai. Yêu thú hư giai đứng cách ba người bên phía Nhiếp gia rất gần, hơn nữa nhìn thần sắc hắn cũng không giống như đang nhằm vào Nhiếp gia, trái lại là đang nhằm vào yêu hậu bên kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Dương Diệp đầy nghi ngờ. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lão nhân mặc áo bào màu xám. Lúc này, trong tay của lão già mặc áo bào màu xám đang cầm một trái cây hình hoa sen, trái cây hiện lên màu tử kim, toàn thân tản ra ánh sáng màu tím nhạt lấp lánh, vị trí đỉnh của nó là khoảng không, một tia khí lưu màu tím đang không ngừng tràn ra ngoài, khiến phạm vi nghìn trường đều tràn ngập một mùi thơm ngát. Chỉ mới ngửi thấy mùi thơm này đã khiến người ta vui vẻ thoải mái, toàn thân thư thái nói không nên lời. Trái cây này không bình thường. Trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, trái cây này tuyệt đối tốt hơn so với loại quả mà Tiểu Lãnh đưa cho Tiểu Bạch. Tuy nhiên, trái HCA này thật sự có thể đủ trợ giúp người ta đột phá hư giả, đạt được trên hư giả sao? Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía yêu hậu. Phía xa, vẻ mặt yêu hậu đơ lạnh lùng, tay ngọc đặt ở sau lưng đang nắm chặt. Nhìn yêu hậu như bình tĩnh, nhưng lúc này lại khiến người ta cảm giác nguy hiểm tới cực độ. Lão già mặc áo bào màu xám ngẩng đầu nhìn về phía yêu hậu, khóe miệng lộ vẻ châm chọc. Yêu hậu, ngươi cho rằng tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của ngươi. Sai rồi, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của lão phu. Nhiếp Vô Mệnh, ngươi đúng là khiến ta bất ngờ. Yêu hậu nói. Không ngờ ngươi thậm chí có thể mua được ngay cả yêu thú hư giai của yêu tộc ta. Lão già mặc áo bào màu xám tên là Nhiếp Vô Mệnh cười lạnh, nói. Ngươi không phải cũng vậy sao? Ở trong Nhiếp gia ta cũng có người của ngươi. Tuy nhiên những điều này không có ý nghĩa gì cả. Yêu hậu, qua thời gian ngắn nữa, chúng ta lại gặp nhau. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Mà lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp. Không sai, chính là thiên tài yêu nghiệt nhất của Đại Lục Minh Ngục sau Kiếm Vô Cực. Hơn 10 người hư giả của Nhiếp gia ta chết vì ngươi chết. Bọn họ không thể chết uổng được. Trước đây ta không có thời gian đối phó với ngươi, bây giờ tất nhiên cũng không. Nhưng sau này sẽ có. Ngươi cứ chờ đấy. Vừa dứt lời, cơ thể Nhiếp Vô Mệnh thoáng di chuyển, hai huyền giả nhân loại và yêu thú hư giai kia lập tức biến mất. Mà Tiểu Lãnh muốn ra tay thì bị yêu hậu ngăn cản. Yêu hậu lắc đầu, nói. Không kịp đâu. Vẻ mặt mà Tiểu Lãnh chợt trở nên lạnh lùng, nói. Người vừa rồi là tộc trưởng của lang tộc sao? Yêu hậu khẽ gật đầu, nói. Không ngờ được hắn lại bị xúi dục. Mà Tiểu Lãnh lạnh lùng nói. Người này trước đây đã không phục ngươi quản lý yêu tộc, bây giờ làm phản cũng là chuyện rất bình thường. Trước đây ta đã nói với ngươi, bảo ngươi giết hắn đi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ngươi có thủ đoạn nhưng tâm địa chưa đủ ác. Yêu hậu nói. Phu quân ta đã từng xem hắn như tay chân của mình. Nếu như phu quân còn sống, chắc chắn sẽ không cho ta giết hắn. Lòng dạ đàn bà. Mà Tiểu Lãnh lạnh lùng nói một câu. Yêu hậu khẽ cười, nói. Ta không ngờ hắn sẽ liên thủ cùng Nhiếp Vô Mệnh. Mà Tiểu Lãnh nói. Nếu để cho lão bất tử này thật sự đột phá đến trên hư giả, người cảm thấy yêu tộc sẽ có kết quả thế nào? Sẽ bị hắn tàn sát sạch. Nói xong, nàng chỉ về phía Dương Diệp bên cạnh, nói. Cho dù ta rất muốn giết chết hắn, nhưng trên người hắn có điểm khiến ta rất thưởng thức, đó chính là rất quyết đoán, đáng giết thì tuyệt đối không nương tay. Người như hắn, đừng nói ở nơi rác rưởi này, cho dù ở thế giới lớn cũng có thể đánh ra một mảnh trời. Yêu hậu đưa tay khẽ xoa đầu của Mạt Tiểu Lãnh, cười nói. Đừng nóng giận, nếu đã sai rồi, điều chúng ta có thể làm chính là bù đắp sai lầm này. Cũng may vẫn không tính là quá muộn. Nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía một yêu thú hư giai bên cạnh. Truyền lệnh xuống, những kẻ có quan hệ với tộc trưởng lang tộc, đều giết hết. Nếu như có người của lang tộc dám phản kháng, cũng giết. Sau khi giết xong thì treo đầu bọn chúng ở trên cửa thành của yêu thành, để cho tộc trưởng lang tộc sau này nhìn thấy. Vâng, tên yêu thú kia thi lễ với yêu hậu, sau đó xoay người lui xuống. Lúc này, yêu hậu quay đầu nhìn về phía vị trí của Dương Diệp, nói. Nếu đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh nữa. Yên lặng trong chớp mắt, không gian phía xa rung lên, sau đó Dương Diệp đi ra. Nhiếp Vô Mệnh thật sự có cơ hội đột phá đến trên hư giả sao? Dương Diệp hỏi.
chẳng qua là có cơ hội thôi. Yêu hậu nói, thánh linh quả này là do sinh nguyên tử khí của thế giới lớn tẩm bổ thành, trong đó ẩn chứa rất năng lượng tinh thuần. Chờ tới khi nó chín ăn vào, nếu như may mắn thì rất có thể đạt được trên hư giả. Đương nhiên, cho dù không có cách nào đột phá, nhưng thực lực chắc chắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy trái cây này còn chưa chín sao? Dương Diệp hỏi. Yêu hậu khẽ gật đầu, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn giết nhiều người của Nhiếp gia như vậy, nếu Nhiếp Vô Mạng đột phá, có lẽ người đầu tiên tìm đến chính là hắn. Lúc này thực lực của đối phương đã rất khủng khiếp, một khi đối phương đột phá. Đoán chừng phải để kiếm linh hoặc cùng kỳ đi ra mới có thể đối đầu được với đối phương. Nhưng thật may, trái cây chưa chín, đối phương tạm thời không có thời gian tới tìm hắn gây phiền phức. Mà vào lúc này, yêu hậu lại nói. Còn có nửa tháng nữa thì trái cây sẽ hoàn toàn chín. Biểu tình của Dương Diệp lập tức cứng đờ. Một lát sau, hắn cười gượng. Nửa tháng trái cây sẽ chín, nói cách khác, tối đa hơn nửa tháng đối phương sẽ tìm đến hắn. Thời gian cấp bách rồi. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía yêu hậu với vẻ mặt đề phòng, bởi vì yêu hậu đã khóa thần thức ở trên ngừa đi hắn. Kình Thiên Phong bị phá, nhân tộc ẩn vực đều phải chết. Yêu hậu nhìn Dương Diệp, nói. Đại lục minh ngục cũng vậy. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói. Yêu hậu, yêu tộc đã tiêu diệt Nhiếp gia cùng với nhân tộc ẩn vực đã mạo phạm yêu tộc các ngươi. Lẽ nào còn chưa đủ sao? Đại lục minh ngục chỉ là một nơi cằn cỗi, căn bản không có ích lợi gì với yêu tộc, người nói xem. Hắn dĩ nhiên không muốn khai chiến cùng yêu tộc, bởi vì không có bất kỳ lợi ích nào, không chỉ sẽ chết người, còn lãng phí rất nhiều thời gian, bây giờ thứ hắn cần nhất chính là thời gian. Nhưng yêu tộc lại lắc đầu, nói. Đại lục này chỉ có thể có yêu tộc. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Lúc này, yêu hậu lại nói. Dương Diệp, ngươi là một nhân tài. Nếu như ngươi bằng lòng dẫn theo kiếm minh của ngươi đầu hàng, nghe theo mệnh lệnh của ta, ta có thể thả cho các ngươi một con đường sống, nếu không. Nếu không lại tiêu diệt chúng ta, phải không? Dương Diệp cắt ngang lời yêu hậu nói và cười lạnh. Yêu hậu, đầu hàng gì đó, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, kiếm minh ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Nếu như yêu tộc ngươi muốn đánh đại lục minh ngục, vậy kiếm minh ta sẽ theo hầu tới cùng. Yêu hậu nhìn Dương Diệp một lát, sau đó khẽ gật đầu, nói. Ta đã nghĩ như vậy. Vừa dứt lời, tay ngọc của nàng vung lên, năm tên yêu thú hư giai bên cạnh nàng đột nhiên bắn mạnh về phía Dương Diệp. Yêu hậu biết rất rõ ràng, kiếm minh căn bản không đáng để lo, thật sự khủng khiếp là Dương Diệp. Có hắn, tất cả mọi người kiếm minh sẽ tập trung lại một chỗ, mà ở dưới sự hướng dẫn của Dương Diệp, kiếm minh sẽ trở thành một khúc xương rất khó gặm. Cho nên, nàng lựa chọn ra tay ở chỗ này, bởi vì chỉ cần giải quyết được Dương Diệp, đại quân yêu tộc lập tức có thể san bằng kiếm minh của đại lục minh ngục. Phía xa, Dương Diệp nhìn thấy năm tên yêu thú hư giai lao về phía mình thì vẻ mặt lập tức trầm xuống. Rõ ràng hắn cũng hiểu được ý của yêu hậu, đối phương muốn hắn chết ở đây. Hắn không hề do dự, cánh phía sau lưng vỗ mạnh và xoay người bỏ chạy. Nói đùa sao, ở đây tổng cộng lại có 7 tên hư giả. Lại thêm yêu hậu cùng mà tiểu lãnh còn không phải là hư giả bình thường. Hắn sao có thể chiến thắng được chứ? Mau trốn mới là cách tốt nhất. Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, cánh vỗ một cái, cộng thêm ngự kiếm thuật cùng pháp tắc không gian, trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Vào lúc hắn định sử dụng kiếm vực che giấu tung tích của bản thân, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì ở trong không trung trước mặt hắn xuất hiện một người. Người này chính là yêu hậu. Tốc độ của đối phương còn nhanh hơn hắn. Yêu hậu không nói gì, nàng bấm tay điểm một cái vào phía trước. Trong phút chốc, xung quanh dường như đều bị đông cứng lại. Pháp tắc thời gian. Hai mắt Dương Diệp híp lại, vội vàng thi triển ra kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, lực lượng kia lập tức biến mất. Sau đó thân hình hắn lóe lên, lại lập tức biến mất. Hắn không ra tay. Bởi vì tiểu cô nương kia cùng năm tên yêu thú hư giai của yêu tộc đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Kiếm vực. Yêu hậu nhíu mày, trong phút chốc nàng đã trực tiếp biến mất. Ngoài mấy ngàn dặm, Dương Diệp đã ngừng lại, bởi vì yêu hậu lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần này, yêu hậu không thi triển pháp tắc thời gian, mà tay phải hóa thành trưởng vỗ một cái về phía trước. Trưởng vừa ra, một lực lượng cường đại cuốn ra ngoài. Trưởng kia đi qua nơi nào?
không gian nơi đó đều không ngừng đổ nát. Phía xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, huyết kiếm chợt cắm vào trong vỏ kiếm cổ, sau đó rút kiếm và chém một cái. Ong! Một đường kiếm khí từ trong vỏ kiếm cổ bắn ra. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang vọng ở trước mặt Dương Diệp. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Diệp, kiếm khí của hắn đã trực tiếp bị lực lượng của yêu hậu làm vỡ nát. Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì lực lượng kia đã đi tới trước mặt. Hắn thu kiếm vào, tay phải nắm chặt thành quyền và đánh ra. Giới hạn. Quyền vừa ra, một lực lượng cuốn ra ngoài và va chạm vào lực lượng của yêu hậu. Ầm. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, không gian xung quanh lập tức đổ nát, Dương Diệp bị lực lượng này chấn động phải lùi về phía sau đến nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, yêu hậu thật mạnh, còn mạnh hơn Nhiếp Hồn không biết bao nhiêu lần. Mà vào lúc này, năm vị yêu thú hư giai của yêu tộc cùng với tiểu nữ hài đã xuất hiện ở xung quanh của Dương Diệp, bao vây hắn lại. Sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm lên. Phía xa, yêu hậu chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Yêu hậu cứ đi một bước, không gian lại chấn động mạnh, dường như không chịu nổi lực lượng của nàng. Năm tên yêu thú hư giai cộng thêm yêu hậu khủng khiếp cùng mà tiểu lãnh. Hắn phá thế nào đây? Dương Diệp không ngừng suy nghĩ. Lúc này hắn hiểu rất rõ tình cảnh của mình, đánh thì tuyệt đối sẽ đánh không lại đối phương, đừng nói đối phương có 7 tên hư giai, chỉ cần yêu hậu, hắn đã không thể chống lại được rồi. Thực lực của đối phương, thật sự vượt xa hắn, điểm này là không thể nghi ngờ. Trừ khi lại tăng kiếm ý lên đến nửa bước cảnh giới quy nguyên, hoặc đốt hồn, như vậy có lẽ có thể đánh với đối phương một trận. Nhưng vấn đề là cho dù là kiếm ý đạt được nửa bước cảnh giới quy nguyên, hắn cũng không có khả năng giết được yêu hậu cùng tiểu nữ hài. Mà một khi cắn trả, lấy thực lực của yêu hậu cùng tiểu nữ hài, hắn tuyệt đối phải chết. Nâng cao kiếm ý cùng nâng cao cảnh giới, chung quy cũng khó thoát khỏi cái chết. Chiến đấu không lại thì chỉ có thể trốn. Nhưng vấn đề là yêu hậu có tốc độ còn nhanh hơn hắn. Làm thế nào đây? Dương Diệp nhíu mày. Phía xa, yêu hậu đi từng bước một về phía Dương Diệp. Mỗi bước của nàng đều khiến cho không gian rung lên, lại có một lực lượng HVO hình liên tục ép về phía Dương Diệp. Lực lượng này giống như núi lớn đổ xuống vậy, khiến người ta cảm giác áp lực nặng nề. Năm tên yêu thú hư ra đi bên cạnh cũng không nhàn rỗi, tất cả đều phát ra khí thế của mình ép về phía Dương Diệp. Dưới sự liên thủ của đám người yêu hậu, kiếm ý niết bàn cảnh của Cê Dương Diệp liên tục thất bại, đến cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng canh giữ ở xung quanh hắn. Nhìn bộ dạng này dường như sẽ lập tức biến mất. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía yêu hậu, nói. Ngươi quả thật muốn ngọc đá đều nát sao? Yêu hậu khẽ nói. Bây giờ ngươi có năng lực của ngọc đá đều nát. Dương Diệp cười khẽ nhưng không nói. Kiếm thần ấn trên trán hắn đột nhiên sáng lên. Vào giây phút đó, vẻ mặt yêu hậu lập tức biến đổi. Nàng dĩ nhiên hiểu rõ về thứ này. Kiếm ý của Dương Diệp là niết bàn cảnh. Nó không có uy hiếp gì với nàng. Nhưng nếu như Dương Diệp nâng cao kiếm ý lên một tầng. Kiếm ý được nâng cao một tầng, cho dù là nàng cũng không dám khinh thường. Dương Diệp nhìn lướt qua ở đó, nói. Ta biết, cho dù kiếm ý có nâng cao cũng khó có thể giết chết được yêu hậu ngươi cùng mà tiểu lãnh. Nhưng hãy tin tưởng ta, trừ hai người các ngươi ra, năm vị yêu thú còn lại đều sẽ chết. Hắn không phải nói dối, nếu như kiếm ý tăng lên tới nửa bước cảnh giới quy nguyên. Ngoại trừ yêu hậu cùng mà tiểu lãnh ra, hắn muốn tiêu diệt những yêu thú khác cũng không phải chuyện gì khó khăn. Phía xa, yêu hậu im lặng, dường như đang suy nghĩ. Dương Diệp đứng đối diện yêu hậu nắm chặt kiếm trong tay, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Im lặng rất lâu, yêu hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Trả giá một chút cũng đáng. Vừa dứt lời, yêu hậu lại muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp lại ra tay trước. Từ trong cơ thể hắn có một kiếm ý khủng khiếp đột nhiên phát ra, kiếm ý chợt co lại, trong phút chốc lại đột nhiên bạo phát ra. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, một lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bạo phát ra bốn phía xung quanh, những yêu thú hư giai vây quanh Dương Diệp bị đẩy lùi đến mấy trăm trượng. Mà yêu hậu cũng bị chấn động lui về phía sau chừng 10 trượng. Nhưng chẳng bao lâu, tay phải của nàng chộp về phía trước. Lực lượng khủng khiếp do kiếm ý giới hạn của Dương Diệp phát ra kia lập tức ầm ầm tiêu tan, khôi phục lại bình tĩnh, tuy nhiên không gian xung quanh xuất hiện vô số vết nứt giống như một mạng nhện rất lớn.
Lúc này, Dương Diệp đã không còn ở đây nữa. Yêu hậu nheo mắt lại và bước ra một bước, trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, giọng nói của nàng không biết từ chỗ nào truyền đến. Đuổi theo. Yêu hậu vừa dứt lời, mà Tiểu Lãnh dẫn theo 5 vị yêu thú hư giai lập tức biến mất. Ngoài mấy ngàn dặm, Dương Diệp vội vàng lấy ra tử tinh thạch nuốt vào, sau đó ngự kiếm lao như điên. Thật ra trước hắn đó hắn chỉ hù dọa yêu hậu, hắn dĩ nhiên không dám mạnh mẽ nâng cao kiếm ý. Nói đùa sao, tăng lên kiếm ý nhất thời có thể trở nên mạnh hơn, nhưng sau đó thì sao? Sau đó cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, có thể nói, vào thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không dám mạnh mẽ nâng cao kiếm ý, hoặc đốt hồn nâng cao cảnh giới. Nâng cao kiếm ý cùng nâng cao cảnh giới chỉ dùng để liều mạng. Nhưng điều làm cho hắn không ngờ được là yêu hậu quyết tâm muốn giết hắn, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng tộc nhân của mình. Thật ra cái này cũng rất bình thường, yêu hậu không phải một người ngu xuẩn, bây giờ lựa chọn giết chết Dương Diệp, có lẽ các nàng sẽ trả giá lớn một chút, nhưng cái giá phải trả này là xứng đáng, bởi vì một khi thả cho Dương Diệp trở lại, để cho Dương Diệp cùng tất cả người của Kiếm Minh liên hợp lại. Khi đó, yêu tộc muốn giết Dương Diệp, có lẽ không chỉ hy sinh mấy yêu thú hư giai là có thể làm được đâu. Phải biết rằng, hư giả còn lại của ba tông ba thành đều đã đi tới Đại Lục Minh Ngục. Một khi Dương Diệp cùng những người này đồng tâm hiệp lực, khi đó, yêu tộc muốn giết Dương Diệp, tiêu diệt Kiếm Minh, sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ cần giết Dương Diệp, vậy Kiếm Minh của Đại Lục Minh Ngục kia sẽ chỉ là một đám ô hợp trong mắt của yêu tộc, có thể tiêu diệt được trong nháy mắt. Lúc này, Dương Diệp đã thi triển tốc độ của mình đến mức độ cao nhất, cánh thuấn không lại thêm hư không toa kiếm thuật của hắn, trong nháy mắt khiến hắn có thể bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Cho dù làm vậy có chút tiêu hao huyền khí, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho dù hắn tăng tốc độ của bản thân lên đến mức độ cao nhất, nhưng vẫn không thể nào bỏ rơi được yêu hậu. Lúc này, hắn đã cảm giác khí tức yêu hậu, sắc mặt Dương Diệp có chút thâm trầm, nếu như lại bị đối phương đuổi theo. Chỉ sợ hắn có thi triển ra kiếm ý giới hạn cũng không có cách nào thoát thân. Trước đó, sở dĩ hắn có thể chạy trốn là bởi vì đánh bất ngờ, đối phương tuyệt đối không đề phòng. Nhưng bây giờ, đối phương nhất định sẽ đề phòng kiếm ý giới hạn của hắn. Bởi vậy, một khi hắn bị đối phương đuổi kịp, muốn dở mánh khóe cũng sẽ có thể rất khó khăn. Dù sao nhìn thế nào yêu hậu này cũng không giống với một kẻ ngu ngốc. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp trầm giọng nói. Tử Nhi, có thể phong tỏa không gian của nàng ta không? Trong không gian, Tử Nhi trầm ngâm một hồi, nói. Nàng có thực lực rất mạnh, có thể dễ dàng phá vỡ thuật thần thông không gian của ta, nhưng ta sẽ thử xem. Vừa dứt lời, một tia sáng màu tím đột nhiên lóe lên, tiếp theo, không gian phía sau Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động và co lại. Giờ phút này, không gian trong khu vực kia trở nên rất quỷ dị. Nhưng chẳng bao lâu, một lực lượng đột nhiên từ trong đó truyền qua, khiến nó lập tức khôi phục lại bình thường. Không được, nàng có thực lực quá mạnh. Trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói Tử Nhi. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, thuật không gian của Tử Nhi cũng không nhất được đối phương. Tiếp tục như vậy, đối phương sẽ lập tức đuổi kịp hắn. Ta cho nổ không gian, có lẽ có thể ngăn cản nàng. Tuy nhiên, đó cũng không phải là kế lâu dài. Lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu. Từ hành động của yêu hậu lại thấy được, lần này đối phương nhất quyết phải giết hắn. Cho dù có thể trốn, nhưng đó cũng không phải là cách hay. Hắn phải nghĩ cách khác. Im lặng suy nghĩ rất lâu, Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì. Hắn nhíu mày, trong mắt có một chút do dự. Qua rất lâu, hắn hít sâu một hơi và nói. Chữa ngựa chết thành ngựa sống, chỉ có thể thử một chút thôi. Tử Nhi, giúp ta ngăn chặn nàng một lát. Được. Tử Nhi vừa dứt lời, trong phút chốc, không gian phía sau hai người không ngừng đổ nát, từng tiếng nổ lớn vang lên. Cảnh tượng kế tiếp có chút kinh người, bởi vì Dương Diệp cùng Tử Nhi đi qua nơi nào, không gian ở đó đều sẽ đổ nát và xuất hiện một hố đen không gian lớn. Nhưng sắc mặt Dương Diệp vẫn rất nghiêm trọng, bởi vì khí tức yêu hậu vẫn tồn tại. Đối phương giống như giòi bám trên mu bàn chân, theo sát hắn. Cẩn thận! Đúng lúc này, giọng nói Tử Nhi đột nhiên vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía chân trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay rơi về phía xa. Điều này làm cho sắc mặt Dương Diệp càng thêm khó coi. Bởi vì lấy tốc độ của hắn bây giờ,
giây phút bàn tay to kia hạ xuống đúng là thời điểm hắn đi qua. Hắn đương nhiên có thể đổi một nơi khác, hoặc dừng lại trong chốc lát, nhưng nếu như hắn làm như vậy, yêu hậu lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp không có chút do dự nào, trường kiếm trong tay kề sát mi tâm, sau đó chân phải chợt đạp một cái, cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Suy, kiếm quang trực tiếp xuyên thủng bàn tay khổng lồ kia, sau đó biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp vừa biến mất ở cuối chân trời, yêu hậu đã xuất hiện ở chỗ hắn vốn đứng. Ngay sau đó, Mạt Tiểu Lãnh cùng 5 tên yêu thú hư giai cũng xuất hiện. Yêu hậu nhìn về phía xa với ánh mắt lạnh lùng. Nếu lần này không giết chết hắn sẽ để lại hậu hoạn rất lớn. Vừa dứt lời, nàng lại bước tới một bước và lập tức biến mất. Thật ra bây giờ nàng đã hiểu vì sao Nhiếp gia muốn giết Dương Diệp. Dương Diệp thật sự là một thiên tài khủng khiếp. Đừng nói sau đó, bây giờ hắn đã khiến người ta có cảm giác rất nguy hiểm. Yêu tộc muốn xưng bá đại lục Minh Ngục thì trước hết phải loại bỏ Dương Diệp, bằng không có Dương Diệp, cho dù nhân tộc bị yêu tộc tiêu diệt, sau này cũng nhất định sẽ xuất hiện huy hoàng. Đám người Mạt Tiểu Lãnh cũng lập tức lao theo. Khoảng một khắc sau, Dương Diệp đã thoát khỏi ẩn vực và xuất hiện ở đại lục Minh Ngục, sau đó tiếp tục trốn. Hắn muốn về kiếm minh sao? Bên cạnh yêu hậu, Mạt Tiểu Lãnh hỏi. Không quan tâm hắn đi đâu, hôm nay hắn đều phải chết, không có ai có thể cứu được hắn. Vẻ mặt yêu hậu lạnh lùng chứ không tươi cười thản nhiên như trước nữa. Rất nhanh, đám người yêu hậu biến mất, đuổi theo về phía vị trí của Dương Diệp. Ngoài vạn dặm, Dương Diệp điên cuồng phát ra huyền khí trong cơ thể, thi triển tốc độ của mình lên tới cực hạn. Khi hắn không hề khống chế, huyền khí trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt đã nhanh chóng biến mất. Ngươi muốn về kiếm minh sao? Tử Nhi hỏi. Dương Diệp lắc đầu, quay về kiếm minh, lúc này người kiếm minh cũng không ngăn cản được đám người yêu hậu, bởi vì người của kiếm minh còn chưa chuẩn bị tâm lý, hắn dẫn những người này về, kiếm minh bất ngờ không kịp đề phòng thì nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ Mạt Nhật Thành cũng sẽ bị hủy, hắn quay về kiếm minh sẽ chỉ liên lụy tới kiếm minh. Vậy ngươi muốn đi đâu? Tử Nhi hỏi. Dương Diệp lắc đầu, quay về kiếm minh. Lúc này người kiếm minh cũng không ngăn cản được đám người yêu hậu, bởi vì người của kiếm minh còn chưa chuẩn bị tâm lý, hắn dẫn những người này về, kiếm minh bất ngờ không kịp đề phòng thì nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ Mạt Nhật Thành cũng sẽ bị hủy, hắn quay về kiếm minh sẽ chỉ liên lụy tới kiếm minh. Vậy ngươi muốn đi đâu? Tử Nhi hỏi. Lập tức tới rồi. Qua khoảng một khắc, một biển rộng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Dương Diệp trực tiếp hóa thành một tia kiếm quang hạ xuống mặt đất, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trên một tảng đá lớn phía xa có một nữ tử đang ngồi. Nữ tử mù. Mà lúc này, đám người yêu hậu xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp nheo mắt, cơ thể thoáng di chuyển lao thẳng tới trên tảng đá lớn, sau đó ôm lấy cánh tay của nữ tử mù, nói. Đại tỷ, cứu mạng. Yêu hậu cộng thêm Mạt Tiểu Lãnh. Còn có 5 tên yêu thú hư giai, với đội hình như vậy, hắn chống lại thế nào được? Cho dù có thêm thực lực của kiếm minh, cũng không đỡ nổi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tìm đến nữ tử mù. Nếu như nữ tử mà cũng không chống đỡ được đám người yêu hậu, vậy hắn thật sự chỉ có thế liều mạng. Nữ tử mà rõ ràng sửng sốt trước hành động của Dương Diệp, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó một lực lượng vô hình hất hai cánh tay Dương Diệp đang ôm cánh tay nàng ra. Nhưng Dương Diệp đã lại vội vàng ôm lấy cánh tay phải của nàng, nói. Đại tỷ, ta không phải đại tỷ của ngươi. Nữ tử mù nói, lại hất hai tay Dương Diệp ra. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại ôm lấy cánh tay nàng, nói. Tam tỷ, tỷ là tam tỷ của Minh Nữ thì cũng chính là tam tỷ của ta, tỷ cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Không có cách nào, giữa mạng cùng ra mặt, hắn chỉ có thể lựa chọn mạng sống. D. Nữ tử mù quay mặt về phía Dương Diệp một lát, sau đó mới nói. Da mặt thật dày. Biểu tình Dương Diệp hơi cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu đã CK hồi phục lại bình thường, bây giờ hắn đã bất chấp mọi giá không biết xấu hổ, lập tức nói. Tam tỷ, lần này ta thật sự không có cách nào mới phải tới tìm tỷ. Những người kia không một đấu một với ta, các nàng vây đánh ta. Tỷ xem, các nàng 6 người đánh một mình ta, thật. Không biết xấu hổ. Đường cùng có thể khiến người ta lột xác.
Nữ tử mù nói xong lại hất văng Dương Diệp ra, sau đó xoay mặt về phía gờ biển rộng. Dương Diệp cười gượng, hắn cũng biết đường cùng có thể khiến người ta lột xác, nhưng có lúc đường cùng cũng sẽ khiến người ta chết đấy. Ta có chút thất vọng. Đúng lúc này, yêu hậu phía xa đột nhiên nói. Dương Diệp, ta vốn tưởng rằng ngươi không tầm thường, không ngờ khi đối mặt với sống chết, ngươi cũng giống với người khác. Dương Diệp lạnh lùng nói. Yêu hậu, các ngươi sáu người đánh một mình ta, ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng, ngươi có thể có chút mặt mũi nào không? Muốn ta một đấu một với ngươi sao? Yêu hậu cười khẽ, nói. Dương Diệp, ngươi đánh bản tính thật hay. Cho dù ta không sợ một đấu một cùng ngươi, nhưng lại không muốn cho ngươi có bất cứ cơ hội nào, càng không muốn lãng phí thời gian. Nói xong, yêu hậu lại muốn ra tay. Dương Diệp nheo mắt, vội vàng nói. Yêu hậu, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh nữ tử mù, nói. Vị này chính là... nàng. Yêu hậu trực tiếp cắt ngang lời Dương Diệp, cười lạnh nói. Hôm nay... trừ khi là kiếm vô cực sống lại, nếu không ai cũng không cứu được ngươi. Nói xong, cơ thể nàng thoáng di chuyển và xông về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm thần ấn trên trán sáng lên. Hắn tìm đến nữ tử mù nhờ giúp, thật ra cũng chỉ muốn thử xem thôi. Nếu đối phương không muốn, vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi hắn muốn phát động kiếm thần ấn, hắn đột nhiên sửng sốt, bởi vì không biết yêu hậu vô tình hay là cố ý. Khí thế phát ra đã bao trùm cả nữ tử mù. Đồng tử Dương Diệp xoay chuyển, sau đó chắn ở trước mặt nữ tử mù, tức giận nói. Yêu hậu, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan đến tỷ ấy. Người có bản lĩnh cứ nhằm vào ta đi. Nếu là nhân loại, vậy đáng giết. Yêu hậu vừa dứt lời và cách không đánh ra một trưởng vừa ra, một lực lượng khủng khiếp lập tức cuốn về phía Dương Diệp cùng nữ tử mù. Ta liều mạng với ngươi. Trong mắt Dương Diệp lộ vẻ dứt khoát, chân phải của hắn chợt đạp một cái và phóng người lên cao, sau đó đánh tới một quyền. Vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp lại bay ngược ra ngoài rất khoa trương. Yêu hậu cũng hơi ngẩn người, bởi vì Dương Diệp không kém như vậy chứ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Khi trong đầu nàng đang nghi ngờ, lực lượng khủng khiếp mà nàng thi triển ra lúc trước đã rơi về phía nữ tử mù. Phía dưới, nữ tử mù cuối cùng cũng hành động. Nàng xoay mặt về phía yêu hậu, sau đó tay phải thò ra phía trước và lau nhẹ, lực lượng khủng khiếp kia đã trực tiếp biến mất. Tiếp theo, tay phải của nàng hóa trưởng đập về phía trước, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ở đó, không gian trước mặt nữ tử mù chấn động mạnh, sau đó yêu hậu trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Phía xa, năm tên yêu thú cùng Mạt Tiểu Lãnh trực tiếp sửng sốt, rõ ràng bọn họ cũng không ngờ sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Dương Diệp ở bên cạnh lại thở phào nhẹ nhõm, thật may là nữ tử mù ra tay, nếu không hắn sẽ phải liều mạng. Phía xa, vẻ mặt yêu hậu trở nên nghiêm trọng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử mù, nói. Ngươi là ai? Là nhân loại, đều đáng giết sao? Mặt nữ tử mù xoay về hướng yêu hậu, nói. Đừng quên, ngươi cũng là nhân loại. Yêu hậu nhìn chằm chằm nữ tử mù, yên lặng trong chớp mắt. Nàng đột nhiên cách không chấp một cái về phía nữ tử mù, một chảo năng lượng đột nhiên xé rách không gian lao về phía nữ tử mù. Khi chảo năng lượng xuất hiện, biển rộng phía sau nữ tử mù này đột nhiên sôi trào, rất nhiều sóng nước phóng lên cao, lao thẳng vào không trung, cảnh tượng vô cùng kinh người. Hai mắt Dương Diệp híp lại, thực lực của yêu hậu không phải mạnh mẽ bình thường thôi dâu. Hắn nhìn về phía nữ tử mù, cho dù hắn tương đối có lòng tin vào nữ tử mù. Nhưng hắn thật sự không biết gì về thực lực của nàng. Bởi vậy, nữ tử mà có thể chống đỡ được đám người yêu hậu hay không, trong lòng hắn cũng không chắc. Nếu như nữ tử mà không chống đỡ được đám người yêu hậu, vậy việc làm của hắn lần này là không đúng, bởi vì như vậy sẽ xem như là hại nữ tử mù. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Diệp đã quyết định, nếu như nữ tử mù không chống đỡ được đám người yêu hậu, vậy hắn sẽ chuẩn bị nâng cao kiếm ý, đồng thời đốt hồn. Phía xa, thần sắc nữ tử mà vẫn bình tĩnh, khi chảo năng lượng kia đi tới phía trên đỉnh đầu của nàng, tay phải của nàng hơi xoay tròn, sau đó một ngón tay điểm về phía trên không trung. Rạch một cái. Ở trong ánh mắt mọi người, chảo năng lượng kia ầm ầm nghiền nát, rất nhiều mảnh vỡ năng lượng cũng hóa thành hư vô, lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Phía xa, khóe mắt yêu hậu khẽ giật và đang muốn lại ra tay lần nữa.
Đúng lúc này, nữ tử mù đột nhiên cách không điểm một cái về phía yêu hậu. Ong! Rạch ra, không gian trước mặt nữ tử mù lập tức dâng lên từng đợt chấn động. Phía xa, yêu hậu biến sắc, hai tay chồng lên nhau và chợt ấn về phía trước. Ầm! Ở trong ánh mắt mọi người, yêu hậu này trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người trực tiếp bị đẩy lui hơn 1.000 trượng. Yêu hậu! Phía xa, năm tên yêu thú vô cùng kinh ngạc, cơ thể thoáng di chuyển và bắn mạnh về phía nữ tử mù. Năm tên yêu thú hư giai đủ đều ra tay thì sẽ khủng khiếp tới mức nào chứ? Nhưng, nữ tử mù lại không hề để ý tới năm tên yêu thú hư giai, nàng chỉ vung tay phải lên, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, năm tên yêu thú hư giai trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Cằm Dương Diệp cũng sắp rơi xuống. Ông trời, đây là yêu thú hư giai đấy. Không phải là đế giả, mà là yêu thú hư giai đấy. Hơn nữa còn là năm vị yêu thú hư giai. Nhưng bọn họ lại bị nữ tử mù vung tay lên hất ra ngoài xa. Vậy nữ tử mù này rốt cuộc mạnh tới mức nào? Nữ tử mù lại muốn ra tay lần nữa, lúc này, mà tiểu lãnh đột nhiên xuất hiện ở cách nữ tử mù không xa, ở trên hai tay nàng lần lượt có thêm một ngọn lửa màu vàng cùng một ngọn lửa màu xanh lam. Mà tiểu lãnh không nói một lời, hai tay đã ném đi, hai ngọn lửa này trực tiếp mang theo một cái đuôi lửa thật dài đánh về phía nữ tử mù. Nữ tử mù nhíu mày. Im lặng một cái chớp mắt, nàng thả hai tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Ngay lập tức, hai ngọn lửa này bị cố định ở tại chỗ. Mà vào lúc này, mà tiểu lãnh xuất hiện ở trước mặt hai ngọn lửa, sau đó hai tay nàng kết ra một thủ ấn kỳ lạ. Trong phút chốc, hai ngọn lửa này chợt tăng vọt và lập tức thành một con rồng lửa màu vàng khổng lồ cùng một con rồng lửa màu xanh lam, hai con rồng lớn xoay người và trực tiếp đánh vào trên thân nữ tử mù. Vị trí của nữ tử mù lập tức hóa thành một biển lửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mà tiểu lãnh khẽ cười lạnh, nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng đã trở nên cứng đờ, bởi vì biển lửa này không ngờ tăng lên và ầm một tiếng đã trực tiếp hóa thành hư vô. Sau đó nữ tử mù xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Lúc này, nữ tử mù vẫn là nữ tử mù trước đó, hoàn toàn không có việc gì. Sao có thể như vậy được? Mà tiểu lãnh nhìn chằm chằm nữ tử mù. Ngươi tự nhiên không sợ phần thiên xích diễm cùng u hải linh hỏa của ta. Nữ tử mù mặt hướng về phía mà tiểu lãnh, nói. Ta có chút bất ngờ, không ngờ ngươi lại nắm giữ được thần vật như thế. Không đúng, ngươi không phải là người của giới này, ngươi đến từ ngoài vực. Huyết mạch yêu thú, không phải là yêu thú, mà là thần thú, trên người ngươi là huyết mạch thần thú, huyết mạch cực nóng. Tránh được vạn lửa, ngươi là thần phượng tộc. Nghe vậy. Đồng tử của mà tiểu lãnh hơi co lại, nói. Ngươi cuối cùng là ai, vì sao biết được tộc ta? Phía xa, yêu hậu cũng xuất hiện ở bên cạnh mà tiểu lãnh, ánh mắt nàng cũng tập trung vào trên người nữ tử mù, trong mắt ngoại trừ nghi ngờ còn có chút kiêng kỵ. Thực lực của nữ nhân trước mắt này sâu không lường được. Nữ tử mù nói. Thần phượng tộc ngươi không tham dự vào chuyện năm đó, nên hôm nay ta để lại cho ngươi một mạng. Nói xong. Mặt nàng hướng về phía yêu hậu bên cạnh. Nếu lại bước vào đây, ta nhất định sẽ lấy đầu của ngươi. Nói xong, nữ tử mù không để ý tới đám người yêu hậu mà xoay người rời đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, mà tiểu lãnh đột nhiên hỏi. U Minh Điện. Nữ tử mù không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, Dương Diệp vội vàng đi theo nàng. Hắn vẫn có rất nhiều chuyện chuẩn bị hỏi nữ tử mù. U Minh Điện. Yêu hậu nhíu mày, rõ ràng nàng chưa từng nghe qua. Nàng quay đầu lại nhìn về phía mặt tiểu lãnh. Khi nàng nhìn thấy vẻ mặt của mặt tiểu lãnh thì lập tức sửng sốt. Bởi vì lúc này hai mắt mặt tiểu lãnh mở rất to, trong con người đầy vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Yêu hậu càng kinh ngạc hơn mặt tiểu lãnh, bởi vì nàng chưa từng thấy mặt tiểu lãnh như vậy. Cho tới nay, mặt tiểu lãnh đều đặc biệt có tự tin, hơn nữa khi đối mặt với cả đại lục minh mục cũng có phong thái vượt lên tất cả. Mà bây giờ, vẻ mặt này của mà tiểu lãnh rõ ràng là bị kinh ngạc. U Minh Điện là gì vậy? Yêu hậu trầm giọng hỏi. Mà tiểu lãnh nắm chặt tay và im lặng rất lâu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía yêu hậu, nói. Sau này đừng tới đây, nếu không, ai cũng không thể cứu được ngươi. Yêu hậu nhíu mày, nói. Tiểu mạt, U Minh Điện rốt cuộc là gì vậy? Mà tiểu lãnh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một thế lực từng khiến cho tất cả thế lực ở thế giới lớn nghe thấy đều biến sắc, các nàng có 10 điện hạ.
Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Yêu Hậu, nói. Người biết khi 10 vị điện hạ các nàng thức tỉnh, đồng thời tập trung lại sẽ khủng khiếp tới mức nào sao? Nói đến đây, mà Tiểu Lãnh khẽ thở ra một hơi, lại nói. 10 điện tập trung. 10 điện tập trung, vũ nội vô địch. Mà Tiểu Lãnh nghiêm trọng nói. Vũ nội vô địch. Khóe mắt Yêu Hậu giật một cái, trong mắt đầy vẻ khó tin. Mà Tiểu Lãnh khẽ gật đầu, hai tay nàng giơ lên và vẽ một vòng tròn. Vũ trụ này của chúng ta có mấy ngàn thế giới. Nếu như điện hạ 10 điện của các nàng đều thức tỉnh, đồng thời tập trung lại, bên trong mấy nghìn thế giới sẽ không bất kỳ một thế lực nào hoặc người có thể đối đầu cùng các nàng. Đây không phải là lời đồn đại mà là sự thật. Các nàng có thực lực này. Các nàng từng tập trung chưa? Yêu Hậu hỏi. Mà Tiểu Lãnh khẽ lắc đầu, nói. Suýt nữa. Vì sao? Yêu Hậu hỏi lại. Mà Tiểu Lãnh nói. Rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực uy hiếp. Yêu Hậu im lặng, nghĩ đến khả năng nào đó. Mà Tiểu Lãnh nói. Không ngờ có thể gặp phải một vị điện hạ U Minh Điện ở đây, hơn nữa nàng phải là nữ tử mù đứng thứ 3 trong 10 điện. Nữ tử mù, hóa ra lợi hại như vậy. Các nàng là xếp hạng theo thực lực sao? Yêu Hậu hỏi. Mà Tiểu Lãnh khẽ lắc đầu, nói. Chưa tính là vậy, ba người đầu xếp hạng theo thực lực, dưới ba người thì xếp hạng theo tuổi tác. Nói cách khác, ở trên nàng còn có hai điện hạ lợi hại hơn nữa sao? Yêu Hậu trầm giọng nói. Mà Tiểu Lãnh khẽ gật đầu. Yêu Hậu thầm dùng mình, nói. Nữ tử mù này đã khủng khiếp như vậy, hai người trước nàng. Mà Tiểu Lãnh nói. Người xếp hạng thứ hai tương đối thần bí, ta không biết, nhưng từng có lời đồn đại về người thứ nhất. Bọn họ nói nàng lấy mắt của thiên đạo làm thức ăn. Mắt của thiên đạo và thiên đạo ở trong thế giới lớn rất khủng khiếp, đặc biệt là thiên đạo ở thế giới lớn có thể sinh mắt của thiên đạo. Đó thật sự là tồn tại có thể hủy trời diệt đất. Không nói tới thế giới lớn, cho dù là mắt của thiên đạo trong thế giới cũng không phải là tồn tại mà chúng ta có thể đối kháng được. Yêu Hậu im lặng rất lâu, sau đó nói. Nếu nàng là người của thế giới lớn, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Mà Tiểu Lãnh nói. Năm đó ở thế giới lớn, U Minh Điện gặp phải đại biến, trong một đêm tất cả điện hạ U Minh Điện đều biến mất. Rất nhiều người nói các nàng chết, cũng có rất nhiều người nói các nàng đi qua vũ trụ khác. Không ngờ được ta lại gặp được một điện hạ trong thế giới phong kín này. Nói cách khác, các điện hạ khiến hẳn đều ở trong vũ trụ này, bởi vì các nàng chắc chắn sẽ không cách xa nhau. Có phải nàng có thể rời khỏi đây không? Yêu Hậu hỏi. Mà Tiểu Lãnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói. Nếu như cấm chế ở phía chân trời này là do lão già đạo sĩ trước đây cố ý để lại, như vậy cho dù là nàng, chỉ sợ cũng khó có thể rời đi được. Nhưng, cấm chế của thế giới phong ấn này rõ ràng không toàn vẹn. Cho nên, nàng muốn rời đi, chắc hẳn chỉ là chuyện đơn giản. Nàng không rời đi, có nghĩa là nàng có việc cần hoàn thành ở đây. Yêu Hậu nhíu mày nói. Nàng muốn làm gì ở chỗ này vậy? Không biết. Mà Tiểu Lãnh lắc đầu. Im lặng rất lâu, Yêu Hậu nhìn về phía xa, nói. Vì sao Dương Diệp quen biết nàng? Đây cũng là điều ta muốn biết. Mà Tiểu Lãnh cũng nhìn về phía xa. Hai người im lặng rất lâu, mà Tiểu Lãnh nói. Đi thôi. Nói xong, nàng không dừng lại mà xoay người rời đi. Yêu Hậu liếc nhìn về hướng Dương Diệp cùng nữ tử rời đi, sau đó dẫn theo năm vị yêu thú hư giai xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Sau khi nữ tử mù rời khỏi vị trí trước đó, nàng chậm rãi đi dọc theo bờ biển về phía xa. Ở sau lưng nàng khoảng một trượng chính là Dương Diệp. Nữ tử mù đi một hồi thì đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Không nên đi theo ta. Dương Diệp lại cười hì hì, sau đó đi tới bên cạnh nữ tử mù. Chuyện lúc trước, cảm ơn tỷ. Câu nói cảm ơn này không có nửa phần giả tạo. Trước đó, nếu như không phải nhờ có nữ tử mù, hắn nhất định sẽ phải liều mạng cùng đám người Yêu Hậu. Kết quả cuối cùng đơn giản chỉ có hai loại. Thứ nhất là hắn chết, thứ hai là hắn chết thảm. Cho dù hắn tăng kiếm ý của mình lên tới nửa bước cảnh giới quy nguyên, cũng tuyệt đối không giết chết được Yêu Hậu cộng thêm Mà Tiểu Lãnh, trừ khi kiếm linh thức tỉnh, hoặc cùng kỳ thức tỉnh. Mà đến bây giờ kiếm linh cùng kỳ vẫn không có nhúc nhích. Đây là chuyện khiến hắn rất buồn bực, bởi vì chỉ cần kiếm linh hoặc cùng kỳ thức tỉnh, hắn đều sẽ không sợ đám người Yêu Hậu. Nữ tử mù đối mặt với Dương Diệp, cho dù nàng không mở mắt,
nhưng Dương Diệp cảm giác được đối phương đang nhìn hắn. Im lặng một lát, nữ tử mù nói. Thiên phú và tiềm lực của ngươi còn tạm được, cũng là một người rất may mắn. Sau này nhất định sẽ không tầm thường, thế giới phương này không thích hợp cho ngươi ở lâu, nhanh chóng rời đi đi. Nói xong, nàng xoay người tiếp tục đi về phía trước. Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng đi theo, nói. Tiền bối, có phải ở đây sắp xảy ra chuyện gì không? Nữ tử mù không nói gì. Dương Diệp lại nói. Tiền bối, ta tới đây là vì tinh hà kiếm đồ, tiền bối hẳn biết vị trí của tinh hà kiếm đồ, có thể nói cho ta biết không? Đế nữ đưa hắn tới chỗ này là vì tinh hà kiếm đồ, hắn có thể nào tay không rời đi được. Người duy nhất biết vị trí của tinh hà kiếm đồ chính là nữ tử mù trước mắt này, cho nên hắn vội vàng đi theo. Nữ tử mù trầm ngâm một lát, nói. Vật ấy ở trong tay ngươi thật sự có thể phát huy uy lực chân chính của nó. Nhưng ngươi đừng suy nghĩ tới nữa, ít nhất tạm thời đừng suy nghĩ tới. Vì sao? Dương Diệp thật sự không hiểu. Nữ tử mà không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử mù, do dự một lúc, nói. Thứ này rất quan trọng với ta, nếu như tiền bối không nói cho ta biết, vậy mỗi ngày sẽ quấn quýt lấy tiền bối. Nữ tử mù dừng bước lại mặt hướng về phía Dương Diệp. Ngươi muốn ăn vạ sao? Dương Diệp. Nữ tử mù xoay người tiếp tục đi về phía trước, nói. Cho dù ngươi không phải là bằng hữu của ta, nhưng là bằng hữu của đám người Tiểu Minh. Nếu các nàng có thể làm bằng hữu của ngươi, ta nghĩ đến con người ngươi cũng tạm được. Bởi vì các nàng, ta mới xem ngươi là hậu bối. Nhưng ngươi không thể ăn vạ với ta được, nếu không cho dù ta không giết ngươi, nhưng cũng có thể đi sẽ đánh ngươi một trận. Dương Diệp. Nữ tử mù lại nói. Ta quả thật biết tinh hà kiếm đồ ở đâu, nhưng bây giờ nó không thuộc về ngươi, nói cho ngươi biết nó ở đâu cũng không có ý nghĩa gì cả. Dương Diệp không tiếp tục hỏi về tinh hà kiếm đồ nữa. Nếu hỏi tiếp thì thật không biết điều. Lúc này, nữ tử mù nói. Nhưng ngươi có thể yên tâm, khi nào đến lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết nó ở đâu. Dù sao vật ấy ở trong tay ngươi mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó. Cảm ơn. Dương Diệp vội vàng nói. Nữ tử mù tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã thấy có một gian phòng nhỏ xuất hiện ở cách hai người không xa. Phòng nhỏ được làm bằng gỗ, tuy không lớn nhưng rất tinh xảo, xung quanh vẫn có vườn rau cùng với cây ăn quả, ở trên cây ăn quả còn treo từng chuỗi vỏ sò sâu thành vật trang trí, cùng với một ít phong linh. Khi gió biển thổi vào, phong linh lập tức phát ra từng tiếng kêu vui tai. Đây là chỗ ở của tiền bối sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử mù khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong sân. Dương Diệp cũng đi vào theo. Cho dù nữ tử mù không mời Dương Diệp đi vào trong, nhưng cũng không ngăn cản Dương Diệp. Nữ tử mù đi tới một cái ghế gỗ và ngồi xuống. Ở trước mặt nàng là một hình cái bàn gỗ tròn. Ở trên bàn có một ít hoa quả cùng với điểm tâm. Dương Diệp liếc nhìn, tất cả đều là hoa quả bình thường nhất cùng với điểm tâm bình thường nhất. Đám người Tiểu Minh ở linh giới có khỏe không? Lúc này, nữ tử mù đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói. Rất khỏe, tất cả đều rất bá đạo, không người nào dám bắt nạt các nàng. Quả thật, đám người Minh nữ ở linh giới rất bá đạo, đừng nói những thế lực ở linh giới kia, cho dù là người bảo vệ gì đó cũng phải e ngại trước các nàng. Minh nữ khẽ gật đầu, nói. Như vậy cũng tốt. Sao tiền bối không đi tìm các nàng? Dương Diệp hỏi. Minh nữ lắc đầu, nói. Ta còn có vài việc chưa làm xong, khi nào làm xong sẽ đi. Cho dù Dương Diệp rất tò mò, không biết đối phương muốn làm chuyện gì ở đây, nhưng hắn vẫn sáng suốt lựa chọn không hỏi. Hắn đang muốn nói, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xông ra khỏi ngực hắn. Tiểu Bạch nhìn bốn phía xung quanh một chút thấy không có gì nguy hiểm, lập tức ôm một trái cây và bay tới trước ngực Dương Diệp, sau đó dùng móng nhỏ đưa trái cây tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn trái cây này. Đó là trái cây do Mạt Tiểu Lãnh đưa cho Tiểu Bạch trước đó. Tuy nhiên lúc này trái cây này chỉ còn lại có một nửa, hơn nữa khắp nơi đều là dấu răng. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, nói. Ngươi ăn. Tiểu Bạch lại lắc đầu, sau đó đưa trái cây tới trước mặt Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp ấm áp, hắn cũng không từ chối nữa, lập tức cầm trái cây cắn nhẹ một cái, sau đó đưa trái cây cho Tiểu Bạch, nói. Ta ăn no rồi, ngươi ăn đi.
Tiểu Bạch chớp chớp mắt, dường như đang hỏi thế này là ăn no rồi à? Dương Diệp vỗ nhẹ vào bụng của mình, nói. Thật sự ăn no rồi. Tiểu Bạch đưa trái cây tới bên miệng Dương Diệp, sau đó dùng móng nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy ra hiệu. Dương Diệp nhìn hiểu rõ, đây bảo hắn ăn thêm một miếng. Dương Diệp khẽ cười, sau đó lại cắn một cái. Nhìn thấy Dương Diệp lại cắn một cái, mắt Tiểu Bạch híp một cái và lộ ra một nụ cười rạng rỡ, sau đó vùi đầu gặm trái cây. Không bao lâu, trái cây đã hết sạch. Dương Diệp. Đây là linh chủ. Đúng lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên nói. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía nữ tử mù, nói. Tiểu nữ hài phóng lửa trước đó cũng nói vậy. Linh chủ rốt cuộc là gì? Nữ tử mù im lặng rất lâu, sau đó nói. Cố gắng đối xử tốt với nàng. Nói xong, nàng đứng dậy và đi vào trong nhà gỗ. Dương Diệp ngẩn người, lúc này, bên trong nhà gỗ truyền ra giọng nói của nữ tử mù. Trở về đi. Dương Diệp im lặng một lát, nói. Ta muốn đưa người của ta tới kiếm thần đảo được không? Kiếm thần đảo rất lớn, hơn nữa kiến trúc hoàn chỉnh, lại có rất nhiều kiếm trận. Mặc dù phần lớn các kiếm trận đều không trọn vẹn, nhưng có thể chữa trị. Dù sao kiếm minh có kiếm trận sư đứng đầu đại lục. Hơn nữa, nếu như người của kiếm minh đều đi tới kiếm thần đảo còn có một lợi ích, đó chính là nếu như yêu tộc cùng kiếm minh phát sinh đại chiến, kiếm minh có một giải đất xoa dịu xung đột, dĩ nhiên chính là vùng biển kiếm thần. Không được. Lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp thật lớn không hiểu. Im lặng rất lâu, nữ tử mù bên trong nhà gỗ nói. Trong biển có thứ nguy hiểm. Nguy hiểm. Sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Nữ tử mù này tự nhiên nói là nguy hiểm. Thực lực của nữ tử mù khủng khiếp thế nào? Nhưng nàng lại nói trong biển có thứ nguy hiểm. Nói cách khác, vật kia cũng có thể gây nguy hiểm cho nàng. Rốt cuộc là vật gì mà ngay cả nữ tử mù cũng cảm thấy nguy hiểm chứ? Dương Diệp không có đáp án, bởi vì nữ tử mà cũng không trả lời. Trước căn nhà gỗ, Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Nàng rất mạnh. Trên đường quay về kiếm minh, Tử Nhi xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, thực lực mà nữ tử mà thể hiện ra trước đó có lẽ chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Hắn càng lúc càng tò mò về thế lực U Minh Điện này. Đây rốt cuộc là một tổ chức thế nào? Trong tổ chức đó, người này còn mạnh hơn người kia, người này còn yêu nghiệt hơn người kia. Còn nữa, đại tỷ và nhị tỷ trong truyền thuyết phải kinh khủng tới mức nào? U Minh Điện. Dương Diệp hít sâu một hơi. Theo sự trưởng thành của hắn, hắn tiếp xúc với càng nhiều người và sự việc, mới phát hiện ra thế giới này thật sự rất lớn. Khi ngươi cảm thấy mình rất mạnh, thật ra vẫn có người mạnh hơn ngươi. Con đường võ đạo vĩnh viễn không có giới hạn. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp dẫn theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch tăng nhanh tốc độ. Bây giờ hắn cũng không thời gian để xúc động, bây giờ hắn phải giành giật từng giây. Bởi vì đại quân yêu tộc rất có khả năng sẽ ra khỏi ẩn vực và đánh tới kiếm minh. Lần này có nữ tử mù giúp đỡ, nhưng tiếp theo thì sao? Cũng không thể cứ có chuyện gì lại chạy đến tìm nữ tử mù chứ. Cho dù không biết xấu hổ, chạy đến tìm nữ tử mù, nhưng còn kiếm minh thì làm thế nào? Ngoại trừ yêu tộc, còn có Nhiếp gia Nhiếp Vô Mệnh cũng là một uy hiếp rất lớn. Nếu như đối phương lại đột phá, nhất định sẽ tìm đến hắn. Hắn giết nhiều người của Nhiếp gia như vậy, gần như đã diệt môn, đối phương chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Có thể nói, bất kể là tình cảnh của hắn hay kiếm minh lúc này đều là đặc biệt không ổn. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp dẫn theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đi tới Mạt Nhật Thành. Hắn đang chuẩn bị bay vào thì lại sửng sốt, bởi vì ở trên không trung của Mạt Nhật Thành tự nhiên có từng phi kiếm lẩn quẩn, số lượng phi kiếm không phải quá nhiều, chỉ có khoảng 2-3 nghìn cái, cấp bậc cũng rất thấp, tất cả đều là thần giai thượng phẩm. Khi hắn tới gần Mạt Nhật Thành, những phi kiếm lập tức chấn động mạnh, sau đó phong tỏa hắn, Dương Diệp biết, nếu như hắn bước về phía trước một bước, những phi kiếm nhất định sẽ phóng về phía hắn. Nhìn lướt qua những phi kiếm kia, khóe miệng Dương Diệp dâng lên một nụ cười mỉm, nói. Thật thú vị. Cho dù những phi kiếm này có cấp bậc thấp, nhưng kiếm trận trải rộng trên không trung của Mạt Nhật Thành lại không tệ. Mặc dù không cách nào ngăn cản cường giả hư giai, nhưng muốn chém giết một đế giả vẫn vô cùng dễ dàng. Do dự một lúc, thân hình của Dương Diệp thoáng động, hạ xuống mặt đất.
Cho dù những phi kiếm kia hoàn toàn không uy hiếp đối với hắn, nhưng nếu như hắn mạnh mẽ bay qua, nhất định sẽ kinh động tới người của Mạt Nhật Thành. Mình quay về nhà, thật sự không cần thiết phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Dương Diệp nắm tay Tử Nhi và đi về phía Mạt Nhật Thành. Ở trên vai hắn là Tiểu Bạch. Lúc vào thành, Dương Diệp nộp 200 viên đá năng lượng. Phí vào thành. Ban đầu Dương Diệp có chút phản cảm với điều này, nhưng Dạ Lưu Vân kiên trì. Bởi vì đây là quy định, hơn nữa nếu như không làm vậy, người nào cũng có thể tiến vào Mạt Nhật Thành, không bao lâu, Mạt Nhật Thành có lẽ sẽ kín người hết chỗ. Còn nữa, thu phí vào thành, Kiếm Minh cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Kiếm Minh phát triển thì cần phải có lượng tài chính khổng lồ. Theo Dạ Lưu Vân nói, không thể cả đời dựa vào tử tinh thạch do Dương Diệp hắn bỏ ra. Kiếm Minh nhất định phải có năng lực tự cấp tự túc, đây là kế lâu dài. Về phần tại sao thu lệ phí cao như vậy, điều này dĩ nhiên là bởi vì lúc này Mạt Nhật Thành nắm giữ hai đường linh mạch tuyệt phẩm. Phải biết rằng, Kiếm Minh nắm giữ hai đường linh mạch tuyệt phẩm hoàn toàn chính là động thiên phúc địa đối với huyền giả đại lục Minh Ngục. Cũng bởi vậy, sau khi Dương Diệp vào thành, linh khí đập vào mặt đặc biệt dồi dào, gấp rất nhiều lần so với bên ngoài. Điều đáng để nói là sau khi giao nộp 200 viên đá năng lượng, cũng không có nghĩa là ngươi có thể vĩnh viễn ở trong thành. 200 viên đá năng lượng chỉ có thể cho ngươi ở trong thành 10 ngày. Nếu như ngươi muốn ở trong thành lâu hơn, vậy ngươi cũng chỉ có hai cách. Một là không ngừng giao đá năng lượng, hai là gia nhập Kiếm Minh, trở thành một phần tử của Kiếm Minh. Kiếm Minh lại không phải thu nhận bất kỳ người nào. Muốn gia nhập Kiếm Minh thì ngươi phải có thực lực tốt. Nói chung, bây giờ người đại lục Minh Ngục đều thấy vinh dự khi được gia nhập Kiếm Minh. Không nói ẩn vực. Lúc này Kiếm Minh hoàn toàn xứng đáng là thế lực mạnh nhất đại lục Minh Ngục. Trong thành có chút náo nhiệt, người đi lại trên đường nối liền không dứt, ở hai bên đường có một vài quán bày bán, thứ bán ra dĩ nhiên chính là một ít huyền bảo, hoặc huyền kỹ cùng với đồ chơi gì đó. Dương Diệp dĩ nhiên không có hứng thú gì với mấy thứ này. Tiểu Bạch lại hình như rất hứng thú, đứng ở trên vai hắn không ngừng nhìn quanh. Thấy Tiểu Bạch như vậy, Dương Diệp cùng Tử Điêu nhìn nhau cười. Hai người bước chậm lại, nếu Tiểu Bạch thích chơi, bọn họ tất nhiên không ngại chơi cùng sao. Sao bọn họ không nhận ra ta? Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Sau khi hắn đi vào thành, những người này rõ ràng không nhận ra hắn, ngược lại không phải hắn tự kỷ, mà hắn đã từng đã ở xuất hiện ở trên không trung của Mạt Nhật Thành. Theo đạo lý mà nói, những người này chắc hẳn phải có ấn tượng về hắn mới đúng. Tử Nhi liếc nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi thử suy nghĩ xem, có ai sẽ nghĩ tới Minh Chủ Kiếm Minh sẽ tới đây đi dạo phố chứ? Hơn nữa, ngươi luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù người ta từng gặp ngươi vài lần, có lẽ cũng quên sạch rồi. Nói cũng phải. Dương Diệp cười nói. Tử Nhi hé miệng cười, nói. Nếu như ngươi thật sự muốn uy phong một lần, hoàn toàn có thể đứng ở đây hô to một tiếng, ta là Minh Chủ Kiếm Minh. Như vậy. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người chạy tới thăm hỏi ngươi. Dương Diệp lắc đầu cười, nói. Ta cũng không nhàm chán như vậy. Tử Nhi che miệng cười, sau đó nói. Thời gian gần đây không phải là giết người thì bị đuổi giết, dừng lại cũng mệt mỏi rồi. Hôm nay chúng ta dính được ánh sáng của Tiểu Bạch, từ từ đi dạo, cũng thả lỏng bản thân một chút. Tử Vân Thiên. Dương Diệp nhíu mày và đang muốn ra tay, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, nói. Trước đó người có nhắc tới Cốc Lam, người quen biết Cốc Lam sao? Hắn tất nhiên có quen biết Cốc Lam, trước đây cô nương này không ngừng nói xấu hắn ở trước mặt Nam Sương. Nghĩ đến Nam Sương, vẻ mặt Dương Diệp lập tức dịu đi rất nhiều. Hắn thật sự xem Nam Sương như muội muội của mình. Tử Vân Thiên không trả lời Dương Diệp, mà đi tới trước mặt Dương Diệp nói. Ta nói một lần nữa, vật nhỏ này và cả nữ nhân bên cạnh ngươi. Đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên biến mất. Chát! Một tiếng tát vang lên, sau đó Tử Vân Thiên trực tiếp bay đến ngoài cửa hàng. Tiểu Lam cùng hai lão già bên cạnh trực tiếp sửng sốt. Hai lão già lấy lại tinh thần, lập tức xông về phía Dương Diệp. Chát! Chát! Hai tiếng tát lại vang lên lần nữa, sau đó hai lão già cũng trực tiếp bay ra ngoài. Tiểu Lam trợn tròn mắt, miệng há ra rất to, đủ để bỏ lọt một quả trứng gà. Tử Vân Thiên là bán đế. Hai lão già này nhưng đế giả a. Hai đế giả lại bị đánh bay như thế. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó hôn Dương Diệp một cái,
tiếp theo lại vùi đầu gặm trái cây. Dương Diệp không để ý tới Tử Vân Thiên cùng hai lão già này, mà nhìn về phía Tiểu Lam vẫn đang khiếp sợ, nói. Trước đó hắn nói phí an toàn gì đó, đây là do kiếm mình yêu cầu thu sao? Nghe được câu hỏi của Dương Diệp, Tiểu Lam lập tức lấy lại tinh thần, do dự một lát mới lắc đầu, nói. Không phải. Dương Diệp nhíu mày, nói. Không phải kiếm Minh thu, vậy tại sao nàng phải giao cho hắn? Tiểu Lam liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Đây là phí an toàn, nếu như không dưa thì ta không thể mở cửa hàng được. Không chỉ ta, các cửa hàng ở đường này đều phải giao. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói. Vì sao không tới kiếm Minh tố cáo? Sẽ chết. Tiểu Lam khẽ nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Lúc này, Tiểu Lam lại nói. Ngươi đi nhanh đi. Ngươi, cho dù ngươi rất lợi hại, nhưng ở đây, ngươi không đấu lại hắn đâu. Ở đây hắn rất lợi hại sao? Tử Nhi đột nhiên hỏi. Tiểu Lam khẽ gật đầu, nói. Đã từng có cửa hàng không giao tử tinh thạch, sau đó cả nhà chủ nhân cửa hàng kia đã biến mất trong một đêm. Đội chấp pháp của kiếm Minh không quan tâm sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Lam do dự một lát, sau đó nói. Đội chấp pháp quản lý con đường này hình như là cùng một phe với bọn họ. Vậy đội chấp pháp ở những địa phương khác thì sao? Tử Nhi hỏi. Tiểu Lam nói. Những địa phương khác căn bản không dám quản hắn. Trước đây ta từng thấy qua, một vài đội trưởng đội chấp pháp kiếm Minh đều rất cung kính với hắn, nghe nói hắn có người trong cao tầng của kiếm Minh. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lúc này trầm xuống. Tử Nhi liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói chuyện. Người ở bên trong lăn ra đây cho ta. Đúng lúc này, giọng nói từ Vân Thiên đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Trong cửa hàng, Tiểu Lam do dự một lúc, sau đó nói. Ngươi, các ngươi trốn qua cửa sau đi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta muốn xem thử lai lịch của hắn rốt cuộc lớn tới mức nào mà làm cho ngay cả một vài đội chấp pháp cũng không dám quản hắn. Nói xong, hắn kéo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đi ra cửa hàng. Lúc này, ngoài cửa hàng đã tập trung rất nhiều người. Sau khi Dương Diệp, Tử Nhi và Tiểu Bạch ra khỏi cửa hàng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Dương Diệp và Tử Nhi, trong mắt đầy tò mò, còn có một chút thương hại. Người này chắc hẳn từ bên ngoài tới, cha cha, đúng là người không biết không sợ, ngay cả từ lột da này cũng dám chọc, thật sự là chán sống rồi. Ta không thấy vậy, nhìn đối phương bình tĩnh như vậy, chắc không có sợ hãi. Cái gì mà không sợ hãi chứ? Ta thấy người này không biết không sợ thôi. Ở Đại Lục Minh Ngục chúng ta, có ai dám chọc vào kiếm Minh? Ở trong thành này, người đắc tội từ lột da lại tương đương với đắc tội kiếm Minh, hắn lợi hại mấy đi nữa, chẳng lẽ có thể lợi hại hơn kiếm Minh à? Xem đi, đợi lát nữa kết quả của hắn sẽ thê thảm tới mức nào. Cũng đúng, nghe nói thúc thúc cùng gia gia của từ lột da đều ở trong cao tầng của kiếm Minh, thuộc loại rất có thế lực. Người trước mắt này đánh từ lột da, thúc thúc cùng gia gia của từ lột da nhất định sẽ không bỏ qua. Hi hi, thật ra ta cảm thấy lần này đánh rất hay. Ta cũng sớm muốn đánh từ lột da, đáng tiếc không có gan này. Ngu ngốc, họa từ trong miệng mà ra đấy. Nếu để cho từ lột da nghe thấy ngươi nói vậy, cả nhà ngươi cũng sẽ biến mất khỏi mặt Nhật Thành. Rất nhiều người ở đó bàn luận ầm ĩ. Dương Diệp không để ý tới mọi người xung quanh, ánh mắt tập trung ở trên người Từ Vân Thiên. Lúc này, vẻ mặt Từ Vân Thiên rất dữ tợn, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, má phải của hắn sưng vù làm cho cả khuôn mặt đều biến dạng. Ở trên mặt còn hiện ra một vết bàn tay. Từ Vân Thiên căm tức nhìn Dương Diệp, hai tay nắm chặt, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Không quan tâm ngươi là ai, ta muốn cả nhà người chết hết, ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Chát! Một tiếng tát lại vang lên trong không trung, sau đó mọi người đều nhìn thấy Tử Vân Thiên trực tiếp bay đến ngoài mấy trăm trượng, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất. Oa! Mọi người ở đó đều kêu lên, bọn họ ngoại trừ kinh ngạc trước thực lực của Dương Diệp, còn kinh ngạc trước can đảm của hắn. Tất cả mọi người biết Tử Vân Thiên có người ở phía trên, hơn nữa lai lịch không nhỏ, nam tử trước mắt này lại dám đánh Tử Vân Thiên ở ngay trước mặt tất cả mọi người. Người đó là ai? Tất cả mọi người nhìn Dương Diệp, trong đầu đầy vẻ nghi ngờ và tò mò về thân phận của Dương Diệp. Hai lão già đi theo Tử Vân Thiên nhìn thấy hắn bị Dương Diệp tát bay ra ngoài thì lập tức giận dữ, muốn ra tay. Song khi Dương Diệp nhìn về phía hai người bọn họ,
hai người nhất thời biến sắc và liên tục lùi về phía sau. Trong mắt BJ ngoại trừ kiêng kỵ còn có vẻ hoảng sợ. Bây giờ hai người mới nhớ tới, trước đó bọn họ thậm chí không đỡ nổi một chiêu của người này. Phía xa, Từ Vân Thiên từ dưới đất bò dậy. Khi nhìn lại hắn, Tử Nhi lập tức phì cười. Bởi vì lúc này, má trái của Từ Vân Thiên cũng sưng lên. Đầu Từ Vân Thiên hoàn toàn xứng đáng với đầu heo. Không chỉ Tử Nhi, rất nhiều người xung quanh cũng thấy buồn cười, tuy nhiên lại không có người nào dám cười. Từ Vân Thiên xoa hai bên má của mình và ngẩn người một lát, sau đó lập tức căm giận hét lên, hắn ra sức gào thét với âm thanh giống như lợn bị chọc tiết vậy. Nhục nhã! Quá nhục nhã! Bị người tát vào mặt như vậy chính là sỉ nhục lớn đối với Từ Vân Thiên. Hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Dưới cơn thịnh nộ, hắn đã quên mất chênh lệch thực lực giữa mình cùng Dương Diệp, cơ thể lập tức thoáng di chuyển, bắn nhanh về phía Dương Diệp. Nhưng hắn vừa tới trước mặt Dương Diệp, người liền bay ra ngoài. Phụt! Trong không trung, Từ Vân Thiên phun ra mấy ngụm máu, sau đó bay ra mấy trăm trượng, cuối cùng nặng nề rơi vào trên mặt đất phía xa. Thật mạnh! Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Dương Diệp, trước đó bọn họ chỉ tò mò về thân phận và lai lịch của hắn, đã quên mất thực lực của hắn, bây giờ nhìn thấy hắn ra tay, mọi người mới phát hiện ra hắn không chỉ có lá gan rất lớn, thực lực này cũng rất mạnh. Vì sao không giết hắn? Tử Nhi ở bên cạnh Dương Diệp hỏi. Không vội, ta muốn xem thử núi dựa sau lưng của hắn cuối cùng là ai, mà có thể khiến cho hắn kiêu ngạo như thế. Dương Diệp nói, một thế lực trưởng thành thì nhất định sẽ có rất nhiều sâu mọt, đây là chuyện không có cách nào tránh khỏi. Nếu như hắn không phát hiện ra thì thôi, nhưng nếu nhìn thấy thì không thể không quan tâm. Tử Nhi đang muốn nói, lúc này Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa và nói. Tới rồi. Đội chấp pháp tới. Lúc này, ở đó có người kinh ngạc kêu lên. Rất nhanh, đám người lập tức tách ra, hơn 20 tên hư giả thân mặc khôi giáp màu đen, trong tay cầm trường thương màu đen đi tới. Tất cả đều là đế giả. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt lộ vẻ thương hại hoàn toàn không che giấu. Ở trong lòng bọn họ, Dương Diệp có thể mạnh tới mức nào? Nơi này là địa bàn của Kiếm Minh. Hắn có mạnh mấy đi nữa cũng không thể mạnh hơn Kiếm Minh được. Đội chấp pháp đi tới. Một nam tử trung niên dẫn đầu nhìn về phía Từ Vân Thiên. Khi thấy bộ dạng thê thảm của Từ Vân Thiên lúc, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Lâm huynh. Từ Vân Thiên từ dưới đất bò dậy, đi tới bên cạnh nam tử trung niên kia và chỉ vào Dương Diệp phía xa, giận dữ hét lên. Lâm Mặc huynh, giết chết hắn, giúp ta giết chết hắn. Nam tử trung niên tên là Lâm Mặc vỗ nhẹ vào vai Từ Vân Thiên, nói. Ngươi là tôn tử của Từ Lão, còn là huynh đệ của Lâm Mặc ta, đội ba chấp pháp chúng ta ngày thường đã không được Từ Lão chiếu cố không ít lần. Ngươi yên tâm, không quan tâm đối phương là ai, các huynh đệ đều sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng. Nói xong, hắn dẫn theo 20 người phía sau đi về phía Dương Diệp và Tử Nhi. Từ Vân Thiên cũng vội vàng đi theo. Đám người Lâm Mặc đi tới cách Dương Diệp ba trượng thì dừng lại. Lâm Mặc còn chưa nói gì, Từ Vân Thiên đã chỉ vào Dương Diệp và cười gằn nói. Trước đó không phải ngươi rất lợi hại sao? Tới đi, ngươi thử ra tay xem, tới. Giọng nói của hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nắm lấy cổ hắn. Chờ sau khi mọi người bình tĩnh lại, Dương Diệp đã nắm lấy cổ Từ Vân Thiên và trở lại chỗ cũ. Trong mắt Từ Vân Thiên đầy vẻ hoảng sợ, lần này, hắn cuối cùng cũng ý thức được chênh lệch giữa mình và Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Từ Vân Thiên và khẽ cười, hắn không nói một lời, lập tức chợt đập mạnh hắn xuống mặt đất. Bành! Mặt đất xuất hiện vết nứt, máu tươi văng ra khắp nơi. Từ Vân Thiên không chết, nhưng cũng sắp chết, hắn bị Dương Diệp đập cho ngỡ ngàng. Dương Diệp không để ý tới Từ Vân Thiên, mà nhìn về phía Lâm Mặc. Hai tay Lâm Mặc nắm chặt. Trầm giọng nói. Ngươi đang khiêu khích với Kiếm Minh ta sao? Tử Nhi lại phì cười, cô liếc nhìn Dương Diệp và lắc đầu, không nói gì. Khiêu khích Kiếm Minh à? Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta thật ra không có ý này. Không sao. Vẻ mặt Lâm Mặc dữ tợn, nói. Ta thấy ngươi chính là có ý này. Nói xong, hắn vung tay phải lên và nói. Mọi người nghe lệnh, người này đánh người ở trước mặt mọi người. Không để ý tới quy định của Mạt Nhật Thành, còn khiêu khích Kiếm Minh ta, theo luật là phải giết.
Hắn vừa dứt lời, hơn 20 tên thành viên của đội chấp pháp bao gồm cả Lâm Mặc đều xông về phía Dương Diệp. Nhìn thấy những người của đội chấp pháp xông lên, vẻ mặt Dương Diệp dần dần lạnh xuống. Ban đầu, hắn còn không mấy tin vào lời Tiểu Lam nói, bởi vì hắn cảm thấy người của đội chấp pháp không có khả năng vô pháp vô thiên như thế. Dù sao đội chấp pháp là đại biểu cho kiếm minh, bọn họ là người quản lý trật tự của Mạt Nhật Thành, nếu như những người quản lý trật tự không tuân theo quy định, lấy công mưu việc tư, vậy chẳng khác nào bôi nhỏ kiếm minh sao? Nhưng sự thật là những người này vô pháp vô thiên như thế. Nếu như hắn không phải là minh chủ kiếm minh, hắn sẽ cảm thấy kiếm minh bây giờ là đang thế lớn dối người. Vừa bắt đầu, những người này không hỏi nguyên nhân đã trực tiếp ra tay với hắn, hơn nữa thêm còn cho hắn một tội danh khiêu khích kiếm minh. Không cần phải nói, những người này chắc chắn đã từng làm như thế. Nhìn thấy người khiến mình khó chịu, hoặc là không nghe lời, vậy lại nói một câu, người đang khiêu khích với kiếm minh, sau đó có thể công khai giết chết đối phương. Con sâu làm dầu nồi canh. Những người này chính là con sâu làm dầu nồi canh. Dương Diệp hít sâu một hơi và bước về phía trước một bước, sau đó vung tay phải lên. Nam tử trung niên đi đầu đã trực tiếp bay đến ngoài nghìn trượng, cuối cùng nặng nề đập vào trên vách tường, bức tường ầm ầm sụp xuống, trực tiếp chôn vùi hắn. Mà lúc này, tay phải của Dương Diệp lại nhanh chóng vung lên. Bịch bịch bịch. Ở đó có rất nhiều bóng người không ngừng bay ra ngoài, không đến vài hơi thở, tất cả người của đội chấp pháp đều bay ra ngoài. Tất cả mọi người ở đó đều đờ người ra. Những đội chấp pháp này đều là đế giả đấy. Nhưng lại bị tiêu diệt hoàn toàn như vậy, mà mọi người ở đây không phát hiện ra được Dương Diệp đã ra tay thế nào. Lần này đội chấp pháp đã phải tấm sắt cứng rồi. Ở đó, có người trầm giọng nói. Thì tính sao, đừng quên nơi này chính là Mạt Nhật Thành, là địa bàn của kiếm minh, trong đại lục hiện nay có ai dám chống lại kiếm minh chứ? Một người khác nói. Hỏi nói người đều là khẽ gật đầu đồng ý. Ở đại lục minh ngục bây giờ, kiếm minh hoàn toàn xứng đáng bá chủ siêu cấp, chống lại kiếm minh thì chỉ có một con đường chết. Lúc này, Lâm Mặc chui ra khỏi đống đổ nát và nhìn Dương Diệp với vẻ mặt rất khó coi. Hắn không ngờ được mình thậm chí không đỡ nổi một chiêu của người trước mắt này. Cho dù trong lòng rất tức giận, nhưng hắn còn chưa mất lý trí. Chỉ một chiêu đã khiến hắn biết rất rõ, mình tuyệt không phải là đối thủ của người trước mắt này. Bởi vậy, lập tức hắn trực tiếp lấy ra một truyền âm phù và bóp nát. Gọi người, đội chấp pháp gọi người. Không biết là ai tới, sẽ không là kiếm nhận tổ ba của kiếm minh chứ. Nghe nói trong đó đều là thiên tài kiếm tu do minh chủ kiếm minh Dương Diệp tự mình chọn lựa, mỗi người đều có thể chiến đấu vượt cấp, hơn nữa trang bị đều là đế cấp, nếu như bọn họ tới. Không thể nào, tổ kiếm nhận này là một lực lượng mạnh nhất của kiếm minh, sao có thể để ý tới chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này chứ? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi nhìn người này đi, đế giả ở trước mặt hắn căn bản không có sức đánh trả, người bình thường của kiếm minh tới sợ rằng thật sự không giải quyết được hắn. Chắc hẳn phải lại tổ kiếm nhận, hoặc những cường giả cấp lão quái vật của kiếm minh đi ra mới có thể giải quyết hắn. Đừng nói nhảm nữa, cứ xem đi, cường giả của kiếm minh sẽ tới ngay thôi. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Tiểu Bạch trên vai hắn đột nhiên cọ cọ vào gò má hắn và chỉ móng nhỏ vào cửa hàng phía xa. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Bạch, lúc này, Tiểu Bạch đã ăn hết trái cây kia. Hắn mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Lam đang đứng ở ngoài cửa hàng. Lúc này, hai mắt của tiểu cô nương này mở to, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, nàng kinh ngạc trước thực lực của Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, Tiểu Lam cô nương, có còn trái cây này nữa không? Tiểu Lam ngẩn ra, sau đó vội vàng gật đầu, nói. Có. Tiểu Lam vừa dứt lời, Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp bỗng chốc bay đến trước mặt nàng, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Tiểu Bạch đang cầm một phốc tử tinh thạch đưa tới trước mặt nàng. Tiểu Lam nuốt nước bọt, theo bản năng nhận lấy những tử tinh thạch. Tiểu Bạch thấy vậy thì lập tức mỉm cười rạng rỡ. Nàng đếm tử tinh thạch trong tay, ở đây có khoảng 100 viên, nói cách khác có thể đổi 10 quả. Nàng liếc nhìn Tiểu Bạch lập tức nhếch miệng cười, sau đó dùng móng nhỏ vẽ hình quả đó. Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Bạch đáng yêu như vậy, Tiểu Lam lập tức mỉm cười và nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người đi vào trong cửa hàng. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn Dương Diệp, thấy Dương Diệp gật đầu, nàng lập tức đi theo Tiểu Lam. Ngươi dám bắt nạt kiếm minh ta,
không quan tâm ngươi là ai, hôm nay ngươi đều không ra khỏi Mạt Nhật Thành này được. Lúc này, Lâm Mặc phía xa bỗng nhiên gần giọng nói. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Lâm Mặc, nói. Kiếm Minh thì giỏi lắm sao? Nghe vậy, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Kiếm Minh giỏi lắm sao? Câu nói này hỏi thật không có trình độ. Bây giờ Kiếm Minh không đơn thuần là giỏi, mà là rất giỏi. Không nói ẩn vực, tất cả đại lục minh ngục, có ai dám khiêu khích Kiếm Minh? Cho dù là ẩn vực, bây giờ cũng không dám khiêu khích Kiếm Minh. Không phát hiện ra trước đây có hai hư giả từ ẩn vực đi ra lập tức bị minh chủ Kiếm Minh Dương Diệp chém giết sao? Đúng là buồn cười. Khóe miệng Lâm Mặc cong lên đầy châm chọc. Không ngờ được đại lục minh ngục này vẫn còn có người xem thường Kiếm Minh ta như vậy. Ngươi biết người sau lưng chúng ta là ai không? Là Dương Diệp, ngươi biết Dương Diệp không? Ngươi đừng nói với ta, ngươi chưa từng nghe qua về Dương Diệp đấy. Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta ngược lại đã từng nghe nói rồi, nhưng hắn rất nổi bật sao? Xôn xao. Mọi người ở đó đều bàn tán xôn xao, tất cả nhìn về phía Dương Diệp giống như đang nhìn một quái vật. Dương Diệp nổi bật sao? Dĩ nhiên là nổi bật rồi. Thiên tài đứng đầu đại lục hiện nay, kiếm tu đứng đầu đại lục hiện nay, cũng là chủ nhân của thế lực đứng đầu đại lục hiện nay, còn là người duy nhất ở cảnh giới bán đế dám một mình chém giết người hư giả. Như vậy còn không nổi bật, vậy phải như thế nào mới tính là nổi bật chứ? Chẳng lẽ người này từ trong hang đá đi ra sao? Có người nhìn Dương Diệp, thầm nói. Thật ra, Dương Diệp nói câu nói kia cũng không phải đang cố tình thể hiện. Hắn biết rõ mình có bao nhiêu phân lượng, thế giới này có rất nhiều cường giả. Con người phải có tự tin, nhưng cũng phải đặt mình thấp một chút, bởi vì chỉ có như vậy mới không tự mãn. Phía xa, Lâm Mặc ở nghe thấy Dương Diệp nói vậy thì lập tức phá lên cười ha ha, dường như nghe được chuyện gì rất buồn cười vậy. Hắn cười rất lâu xong mới nhìn Dương Diệp, nói. Đúng là buồn cười, quá nực cười. Không thể không nói, người là kẻ vô tri nhất mà ta từng gặp. Dương Diệp lắc đầu không nói linh tinh với đối phương nữa. Hắn liếc nhìn xung quanh, nói. Sao chỗ dựa vững chắc của các ngươi còn chưa tới vậy? Ha ha! Nhìn thấy những người của đội chấp pháp xông lên, vẻ mặt Dương Diệp dần dần lạnh xuống. Ban đầu, hắn còn không mấy tin vào lời Tiểu Lam nói, bởi vì hắn cảm thấy người của đội chấp pháp không có khả năng vô pháp vô thiên như thế. Dù sao đội chấp pháp là đại biểu cho Kiếm Minh, bọn họ là người quản lý trật tự của Mạt Nhật Thành, nếu như những người quản lý trật tự không tuân theo quy định, lấy công mưu việc tư, vậy chẳng khác nào bôi nhỏ Kiếm Minh sao? Nhưng sự thật là những người này vô pháp vô thiên như thế. Nếu như hắn không phải là minh chủ Kiếm Minh, hắn sẽ cảm thấy Kiếm Minh bây giờ là đang thế lớn dối người. Vừa bắt đầu, những người này không hỏi nguyên nhân đã trực tiếp ra tay với hắn, hơn nữa thêm còn cho hắn một tội danh khiêu khích Kiếm Minh. Không cần phải nói, những người này chắc chắn đã từng làm như thế. Nhìn thấy người khiến mình khó chịu, hoặc là không nghe lời, vậy lại nói một câu, người đang khiêu khích với Kiếm Minh, sau đó có thể công khai giết chết đối phương. Con sâu làm dầu nồi canh. Những người này chính là con sâu làm dầu nồi canh. Dương Diệp hít sâu một hơi và bước về phía trước một bước, sau đó vung tay phải lên. Nam tử trung niên đi đầu đã trực tiếp bay đến ngoài nghìn trượng, cuối cùng nặng nề đập vào trên vách tường, bức tường ầm ầm sụp xuống, trực tiếp chôn vùi hắn. Mà lúc này, tay phải của Dương Diệp lại nhanh chóng vung lên. Bịch bịch bịch. Ở đó có rất nhiều bóng người không ngừng bay ra ngoài, không đến vài hơi thở. Tất cả người của đội chấp pháp đều bay ra ngoài. Tất cả mọi người ở đó đều đờ người ra. Những đội chấp pháp này đều là đế giả đấy. Nhưng lại bị tiêu diệt hoàn toàn như vậy, mà mọi người ở đây không phát hiện ra được Dương Diệp đã ra tay thế nào. Lần này đội chấp pháp đã phải tấm sắt cứng rồi. Ở đó, có người trầm giọng nói. Thì tính sao, đừng quên nơi này chính là Mạt Nhật Thành, là địa bàn của Kiếm Minh. Trong đại lục hiện nay có ai dám chống lại Kiếm Minh chứ? Một người khác nói. Hỏi nói người đều là khẽ gật đầu đồng ý. Ở đại lục minh ngục bây giờ, Kiếm Minh hoàn toàn xứng đáng bá chủ siêu cấp, chống lại Kiếm Minh thì chỉ có một con đường chết. Lúc này, Lâm Mặc chui ra khỏi đống đổ nát và nhìn Dương Diệp với vẻ mặt rất khó coi. Hắn không ngờ được mình thậm chí không đỡ nổi một chiêu của người trước mắt này. Cho dù trong lòng rất tức giận, nhưng hắn còn chưa mất lý trí.
chỉ một chiêu đã khiến hắn biết rất rõ, mình tuyệt không phải là đối thủ của người trước mắt này. Bởi vậy, lập tức hắn trực tiếp lấy ra một truyền âm phù và bóp nát. Gọi người, đội chấp pháp gọi người. Không biết là ai tới, sẽ không là kiếm nhận tổ ba của kiếm minh chứ. Nghe nói trong đó đều là thiên tài kiếm tu do minh chủ kiếm minh Dương Diệp tự mình chọn lựa, mỗi người đều có thể chiến đấu vượt cấp, hơn nữa trang bị đều là đế cấp, nếu như bọn họ tới. Không thể nào, tổ kiếm nhận này là một lực lượng mạnh nhất của kiếm minh, sao có thể để ý tới chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này chứ? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ngươi nhìn người này đi, đế giả ở trước mặt hắn căn bản không có sức đánh trả. Người bình thường của kiếm minh tới sợ rằng thật sự không giải quyết được hắn. Chắc hẳn phải lại tổ kiếm nhận, hoặc những cường giả cấp lão quái vật của kiếm minh đi ra mới có thể giải quyết hắn. Đừng nói nhảm nữa, cứ xem đi, cường giả của kiếm minh sẽ tới ngay thôi. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này tiểu bạch trên vai hắn đột nhiên cọ cọ vào gò má hắn và chỉ móng nhỏ vào cửa hàng phía xa. Dương Diệp liếc nhìn tiểu bạch, lúc này, tiểu bạch đã ăn hết trái cây kia. Hắn mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Lam đang đứng ở ngoài cửa hàng. Lúc này, hai mắt của tiểu cô nương này mở to, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, nàng kinh ngạc trước thực lực của Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, Tiểu Lam cô nương, có còn trái cây này nữa không? Tiểu Lam ngẩn ra, sau đó vội vàng gật đầu, nói. Có. Tiểu Lam vừa dứt lời, tiểu bạch trên vai Dương Diệp bỗng chốc bay đến trước mặt nàng. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Tiểu Bạch đang cầm một phốc tử tinh thạch đưa tới trước mặt nàng. Tiểu Lam nuốt nước bọt, theo bản năng nhận lấy những tử tinh thạch. Tiểu Bạch thấy vậy thì lập tức mỉm cười rạng rỡ. Nàng đếm tử tinh thạch trong tay. Ở đây có khoảng 100 viên, nói cách khác có thể đổi 10 quả. Nàng liếc nhìn Tiểu Bạch lập tức nhếch miệng cười, sau đó dùng móng nhỏ vẽ hình quả đó. Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Bạch đáng yêu như vậy. Tiểu Lam lập tức mỉm cười và nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người đi vào trong cửa hàng. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn Dương Diệp, thấy Dương Diệp gật đầu, nàng lập tức đi theo Tiểu Lam. Ngươi dám bắt nạt kiếm minh ta, không quan tâm ngươi là ai, hôm nay ngươi đều không ra khỏi Mạt Nhật Thành này được. Lúc này, Lâm Mặc phía xa bỗng nhiên gằn giọng nói. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Lâm Mặc, nói. Kiếm minh thì giỏi lắm sao? Nghe vậy, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Kiếm minh giỏi lắm sao? Câu nói này hỏi thật không có trình độ. Bây giờ kiếm minh không đơn thuần là giỏi, mà là rất giỏi. Không nói ẩn vực, tất cả đại lục minh ngục, có ai dám khiêu khích kiếm minh? Cho dù là ẩn vực, bây giờ cũng không dám khiêu khích kiếm minh. Không phát hiện ra trước đây có hai hư giả từ ẩn vực đi ra lập tức bị minh chủ kiếm minh Dương Diệp chém giết sao? Đúng là buồn cười. Khóe miệng Lâm Mặc cong lên đầy châm chọc. Không ngờ được đại lục minh ngục này vẫn còn có người xem thường kiếm minh ta như vậy. Ngươi biết người sau lưng chúng ta là ai không? Là Dương Diệp, ngươi biết Dương Diệp không? Ngươi đừng nói với ta, ngươi chưa từng nghe qua về Dương Diệp đấy. Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta ngược lại đã từng nghe nói rồi, nhưng hắn rất nổi bật sao? Xôn xao. Mọi người ở đó đều bàn tán xôn xao, tất cả nhìn về phía Dương Diệp giống như đang nhìn một quái vật. Dương Diệp nổi bật sao? Dĩ nhiên là nổi bật rồi. Thiên tài đứng đầu đại lục hiện nay, kiếm tu đứng đầu đại lục hiện nay, cũng là chủ nhân của thế lực đứng đầu đại lục hiện nay, còn là người duy nhất ở cảnh giới bán đế dám một mình chém giết người hư giả. Như vậy còn không nổi bật, vậy phải như thế nào mới tính là nổi bật chứ? Chẳng lẽ người này từ trong hang đá đi ra sao? Có người nhìn Dương Diệp, thầm nói. Thật ra, Dương Diệp nói câu nói kia cũng không phải đang cố tình thể hiện. Hắn biết rõ mình có bao nhiêu phân lượng, thế giới này có rất nhiều cường giả. Con người phải có tự tin, nhưng cũng phải đặt mình thấp một chút, bởi vì chỉ có như vậy mới không tự mãn. Phía xa, Lâm Mặc ở nghe thấy Dương Diệp nói vậy thì lập tức phá lên cười ha ha, dường như nghe được chuyện gì rất buồn cười vậy. Hắn cười rất lâu xong mới nhìn Dương Diệp, nói. Đúng là buồn cười, quá nực cười. Không thể không nói, người là kẻ vô tri nhất mà ta từng gặp. Dương Diệp lắc đầu không nói linh tinh với đối phương nữa. Hắn liếc nhìn xung quanh, nói. Sao chỗ dựa vững chắc của các ngươi còn chưa tới vậy? Ha ha. Đúng lúc này,
một giọng nói đột nhiên từ phía xa truyền đến. Không ngờ có người cũng dám coi thường kiếm minh chúng ta, thật khiến cho ta thấy tò mò. Vừa dứt lời, một nam tử trung niên mặc ngân giáp trên người dẫn theo một đám huyền giả mặc giáp màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Là Mạc Nhiễm Hùng đội phó đội hộ vệ. Ở đó, có người nói với vẻ nghiêm trọng. Mạc đại ca. Lúc này, Lâm Mạc vội vàng đi tới đón, sau đó liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh và nói. Người này không chỉ đánh bị thương tôn tử của Từ lão, còn đánh cho một vài huynh đệ của chúng ta bị thương. Hắn dừng lại một lát, lại nói. Thực lực của người này rất mạnh. Mạc Nhiễm Hùng liếc nhìn Từ Vân Thiên không biết sống hay chết dưới chân của Dương Diệp. Khi thấy tình cảnh bi thảm của Từ Vân Thiên, vẻ mặt hắn trầm xuống, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đúng là rất can đảm, dám ở Mạc Nhật Thành ta khiêu khích kiếm minh ta. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Mạc Nhiễm Hùng, sau đó hắn đá Từ Vân Thiên dưới chân, nói. Người này ở trong thành làm sằng làm bậy, một mình thu cái gì gọi là phí an toàn, các ngươi có biết không? Mạc Nhiễm Hùng khẽ gật đầu, nói. Quả thật có biết. Các ngươi biết, vậy các ngươi không quan tâm à? Dương Diệp hỏi. Mạc Nhiễm Hùng liếc nhìn Dương Diệp, khẽ cười nói. Hóa ra là một kẻ xen vào việc của người khác. Các hạ, thực lực ngươi không tệ, nhưng muốn xen vào chuyện vớ vẩn của kiếm minh chúng ta thì dường như còn không đủ. Ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi, ngươi thả Từ tiểu huynh ra, ta sẽ cho hai người các ngươi chết nhanh một chút, nếu không ta sẽ cho các ngươi muốn chết cũng khó. Dương Diệp lắc đầu, trong phút chốc, hắn lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Mạc Nhiễm Hùng. Mạc Nhiễm Hùng biến sắc và đang muốn lùi lại, nhưng đã muộn rồi. Bởi vì Dương Diệp đã nắm lấy cổ họng của hắn. Tất cả mọi người ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là đám người Lâm Mặc. Bọn họ không ngờ được, ngay cả Mạc Nhiễm Hùng cũng không địch nổi một chiêu của Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới mọi người xung quanh, hắn nhìn đôi mắt đang trợn tròn của Mạc Nhiễm Hùng nói. Ta chỉ hỏi một lần, cuối cùng là ai làm chỗ dựa cho các ngươi phách lối ở Mạc Nhật Thành như vậy? Ngươi rốt cuộc, là, ai? Mạc Nhiễm Hùng nhìn Dương Diệp, khàn giọng nói. Lúc này, Dương Diệp chợt nắm lấy cổ họng của Mạc Nhiễm Hùng và đập xuống đất. Bành! Mặt đất trực tiếp rạn nứt, đầu của Mạc Nhiễm Hùng cắm vào trong mặt đất, cơ thể co giật một hồi. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Lâm Mặc, nói. Tiếp tục gọi chỗ dựa vững chắc của các ngươi tới đây. Ngươi! Lúc này, Lâm Mặc là thật sự có chút sợ hãi. Gọi nhanh! Dương Diệp đột nhiên quát lớn làm Lâm Mặc bị dọa tới run rẩy. Sau đó hắn vội vàng lấy ra truyền âm phù. Lần này, người tới rất nhanh. Đó một lão già mặc trường bào màu đen xuất hiện. Từ lão, Lâm Mặc vội vàng đi tới trước mặt lão già này, cung kính thi lễ với hắn. Chúng ta không có năng lực, không thể cứu được Từ huynh. Lão già áo bào đen khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, hắn chợt nhíu mày nói. Có phải chúng từng gặp mặt không? Dương Diệp không trả lời lão già này, hắn chỉ vào Từ Vân Thiên trước mặt, nói. Chính là ngươi dung túng cho cháu trai ngươi làm sằng làm bậy ở trong thành sao? Chỉ thu một ít phí an toàn thôi, không tính là làm sằng làm bậy. Lão già áo bào đen nói. Không giao thì sao? Dương Diệp hỏi. Lão già áo bào đen nhíu mày và đang muốn nói, lúc này Dương Diệp nói. Không giao thì tiêu diệt cả nhà người ta, phải không? Lão già áo bào đen nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Ngươi quản quá nhiều rồi. Tới đây, bây giờ ngươi phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Nói xong, hắn đang muốn ra tay, mà lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên ở trong không trung. Dạ quân sư tới. Dạ quân sư cũng bị kinh động, người này xong đời rồi. Từ giây phút hắn đầu từ khiêu khích kiếm minh, hắn đã xong đời rồi. Nhưng Từ Vân Thiên thu phí an toàn. Ngu ngốc! Dạ quân sư người ta sẽ tin tưởng người này hay tin tưởng người của kiếm minh chứ? Lão già áo bào đen hơi ngẩn người ra, sau đó khóe miệng lập tức cong lên lộ vẻ châm chọc. Không phải ngươi có năng lực rất lớn sao? Đợi lát nữa lại xem ngươi có năng lực lớn tới mức nào. Dương Diệp không để ý tới lão già áo bào đen mà quay đầu lại nhìn về phía xa. Rất nhanh, đám người phía xa tách ra, một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nữ tử mặc váy dài màu xanh kéo trên mặt đất, mái tóc để xõa, thần sắc bình tĩnh,
trên người lộ ra một khí chất thản nhiên. Sau lưng nữ tử này còn có 15 tên thị vệ mặc ngân giáp trên người. Nữ tử này tất nhiên chính là Dạ Lưu Vân. Nhìn thấy Dạ Lưu Vân, tất cả mọi người ở đó vội vàng cung kính thi lễ. Cho dù minh chủ Kiếm Minh là Dương Diệp, nhưng Dương Diệp đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít người nhìn thấy hắn. Nhưng Dạ Lưu Vân lại khác, nàng ở trong thành quản lý tất cả mọi chuyện, mỗi lời nói mỗi hành động của nàng đều liên quan tới tương lai của vô số người. Có thể nói, ở trong thành uy vọng của Dạ Lưu Vân chỉ kém hơn Dương Diệp, nhưng rất gần với Dương Diệp. Lão nhân mặc áo bào màu đen này vội vàng đi tới trước mặt Dạ Lưu Vân và thi lễ, vẻ mặt rất cung kính muốn nói, nhưng Dạ Lưu Vân đã trực tiếp vòng qua hắn và đi về phía bên cạnh Dương Diệp. Lão nhân mặc áo bào màu đen này nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức sửng sốt. Ở trong ánh mắt mọi người, Dạ Lưu Vân đi tới trước mặt Dương Diệp và đang muốn hành lễ, Dương Diệp đã khoát tay áo, nói. Giữa ta và nàng thật sự không cần thiết làm những chuyện này. Dạ Lưu Vân mỉm cười, sau đó nói. Ngươi trở về lúc nào vậy? Dương Diệp nói. Ta vừa về, vốn định trực tiếp đi tìm ngươi, nhưng Tiểu Bạch ham chơi liền theo nàng chơi một chút. Mới nói đến Tiểu Bạch đã từ trong cửa hàng chạy tới trước mặt nàng, ôm 10 trái cây đưa tới trước mặt Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Dương Diệp khẽ cười, sau đó cất những trái cây này vào trong nhẫn chứa vật. Tiếp theo lấy ra một sợi dây đeo nhẫn chứa đổ vào Ceterin cổ của nàng, nói. Sau này muốn ăn thì tự mình lấy. Tiểu Bạch vội vàng khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một trái cây và gặm. Nàng thích ăn ngọt à? Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn hai người trước mặt Dương Diệp, rồi quay đầu lại liếc nhìn xung quanh, nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái này thì phải hỏi bọn họ. Dương Diệp nhìn đám người Lâm Mặc phía xa. Lúc này, tất cả mọi người ở đó đã hóa đá, trong đầu mọi người đều trống rỗng. Có quen biết? Dạ quân sư của Kiếm Minh quen biết người trước mắt này. Sắc mặt đám người lão già mặc áo bào màu đen đã trắng bệch. Dạ Lưu Vân liếc nhìn lão già áo bào đen cùng Lâm Mặc, nàng không hỏi hai người, mà xoay người nhìn về phía Tiểu Lam, nói. Có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Tiểu Lam liếc nhìn lão già áo bào đen cùng đám người Lâm Mặc phía xa và có chút do dự. Lúc này, Dạ Lưu Vân cười nói. Không sao, có ta ở đây thì không có người nào có thể động tới nàng cả. Thấy Dạ Lưu Vân bảo đảm vậy, Tiểu Lam lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu nói ra mọi chuyện xảy ra. Nàng càng nói càng hưng phấn, cuối cùng nói ra một vài chuyện tồi tệ của đội hộ vệ. Ngươi ní bậy. Lúc này... Lão già mặc áo bào màu đen này phía xa bỗng nhiên phẫn nộ quát. Đội hộ vệ chúng ta. Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân quay đầu liếc nhìn lão già áo bào đen. Hắn lập tức biến sắc, vội vàng im miệng, bởi vì khí tức của mười mấy người bên cạnh Dạ Lưu Vân đã phong tỏa hắn. Hắn biết, nếu hắn còn nói nữa, những người này sẽ không phải phong tỏa hắn, mà là sẽ ra tay. Dạ Lưu Vân quay đầu nhìn về phía Tiểu Lam, nói. Nói tiếp. Tiểu Lam liếc nhìn Dạ Lưu Vân và hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói. Theo những lời Tiểu Lam kể ra, vẻ mặt đám người lão già áo bào đen rất khó coi. Rất lâu sau, Tiểu Lam hít sâu một hơi, sau đó nói. Chính là vậy đấy. Dạ Lưu Vân im lặng rất lâu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Không ngờ được phía dưới lại tệ hại như vậy, đây là sơ sót của ta. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi cả ngày bận rộn như vậy, sao có thể có thời gian quản lý những chuyện nhỏ nhặt này? Ngày hôm nay nếu không phải ta tâm huyết dâng trào đi cùng Tiểu Bạch dạo phố, cũng không thể nào thấy được cảnh tượng như vậy. Cho dù chuyện này khiến hắn tức giận, nhưng sẽ không trách Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân đã phải quản quá nhiều chuyện rồi. Nếu phải quản cả những chuyện nhỏ này, chắc hẳn nàng phải mệt chết mất. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía đám người lão già áo bào đen, nói. Từ giờ trở đi, các ngươi không phải là người của đội hộ vệ nữa, đồng thời lập tức rời khỏi Mạt Nhật Thành, cả đời không được bước vào Mạt Nhật Thành một bước. Nếu dám bước vào, đầu của các ngươi sẽ xuất hiện ở ngoài cửa thành của Mạt Nhật Thành. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Như vậy được không? Dương Diệp nói. Nàng tự quyết định là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 100.